Chương 580 đổi cái địa phương. Một hồi chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá liên tục 10 phút thời gian. Cùng ngày không xoay quanh phi cơ trực thăng toàn bộ rơi tan, đường những cái đó mặt mang màu trắng mặt nạ người toàn bộ chém đầu, đường hồng sam nam nhân nằm ở vũng máu bên trong, đường thị mọi người mới phản ứng lại đây. Bọn họ nhìn đứng ở phía trước cách đó không xa Trương Huyền, đường thị tộc trưởng đường hoa trong lòng ở may mắn chính mình không có tin vào lời gièm pha, ham toàn bộ linh thạch, nếu không phải đối này người trẻ tuổi ra tay, đường thị, liền thật sự hủy hoại. Trong đám người đường tư nhìn Trương Huyền, nàng còn nhớ rõ, chính mình mới vừa nhận thức Trương Huyền khi, còn nghĩ như thế nào cho hắn giáo huấn, như thế nào từ trong tay hắn đoạt lấy linh thạch, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình lúc trước ý tưởng, có bao nhiêu thiên chân, đồng dạng là trẻ tuổi, hắn thành tựu, là chính mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp, thậm chí không có cái nào thị tộc người trẻ tuổi, có thể cùng hắn so sánh với. Tối hôm qua đối Trương Huyền động thủ trung niên nữ nhân, còn có tế kiếm nam nhân, giờ phút này quỳ trên mặt đất, trên mặt toàn là xin tha chi sắc. Đại trưởng lão, chúng ta là bị ma quỷ ám ảnh, tha chúng ta đi. Tế kiếm nam nhân không ngừng hướng đại trưởng lão dập đầu, trung niên nữ nhân, cũng toàn là hối hận chi sắc, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch, bởi vì một cái người từ ngoài đến, hoàn toàn tan biến. Ai có thể nghĩ đến, liền như vậy một người tuổi trẻ người, hắn sẽ bị nhân xưng làm địa ngục quân vương, có như thế thực lực khủng bố. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, liền thấy trước mặt một trận huyết vụ nổ lên. Xin lỗi, ta không tính toán tha các ngươi. Trương Huyền lắc lắc đầu, ở hắn thanh âm rơi xuống sau, hai cụ vô đầu thi thể, ở trước mặt hắn chậm rãi ngã xuống. Chiến đấu đến giờ phút này, hoàn toàn kết thúc. Mấy nghìn người tử vong, làm cho cả đường ra cốc giữa, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, một ít người nguyên bản tinh thần độ cao tập trung, hiện tại một thả lỏng lại, lập tức đã bị này nồng đậm mùi máu tươi sợ ảnh hưởng, nôn khan một trận. Đường thị đại trưởng lão nhìn nhà mình những cái đó không ngừng phát ra nôn khan hậu bối, lại nhìn nhìn biểu tình tự nhiên Trương Huyền, trong lòng cảm thán muôn vàn. Đại trưởng lão chậm rãi đi đến Trương Huyền trước mặt, Trương Tiểu Hữu, lần này sự, nếu không có ngươi, hậu quả không dám tưởng tượng, xin nhận ta nhất bái. Đại trưởng lão nói, đôi tay ôm ở trước ngực, liền quỳ một gối đi. Đại trưởng lão, không được, Trương Huyền vội vàng nâng đại trưởng lão. Trương Tiểu Hữu, người đã cứu chúng ta đường thị, đại trưởng lão khăng khăng phải quỳ xuống. Trương Huyền trên mặt làm ra giận dữ bộ dáng, đại trưởng lão, ngươi như vậy, nhưng chính là khinh thường ta, đường thị cùng ta, sớm tại hai ta lúc trước giao dịch khi, cũng đã kết thành minh hữu chi gian, hỗ trợ lẫn nhau, đâu ra cảm tạ vừa nói, này bất quá là thuộc bổn phận việc. Minh hữu, Trương Huyền nói, làm đại trưởng lão sừng sốt. Như thế nào, đại trưởng lão chướng mắt ta cái này minh hữu? Trương Huyền cố ý lộ ra tức giận biểu tình. Trương Tiểu Hữu, người đây là, chiết sát ta a. Đại trưởng lão thật mạnh một tiếng thở dài. Chính mình đường thị, tuy rằng truyền thừa xa xăm, cần phải luận hiện tại thực lực, tuyệt đối so với không thượng Trương Huyền. Hơn nữa, vừa mời áo xanh nam nhân đối Trương Huyền xưng hô, làm đại trưởng lão liên tưởng đến mặt khác một sự kiện, nhớ rõ chính mình phía trước đi tham gia thị tộc đại bỉ thời điểm, rất nhiều người liền nhắc tới một cái tên, đó là địa ngục quân vương. Lúc ấy nhắc tới này bốn chữ thời điểm, phần lớn người trên mặt đều biểu hiện ra ngoài chính là khinh thường, cho rằng một cái dân gian tổ chức mà thôi, còn được xưng quân vương. Nhưng đại trưởng lão rõ ràng, này cách nói, bất quá là những cái đó thì tộc nhân tự mình an ủi mà thôi, nếu có thể bị bọn họ nhắc tới trong miệng, kia tất nhiên là đối cái này địa ngục quân vương cực kỳ coi trọng, có thể cùng địa ngục quân vương kết minh, kia đối hiện tại đường thì tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Lão đại, hiện tại như thế nào làm? Tương lai từ Trương Huyền phía sau đã đi tới. Trương Huyền hướng đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, này đường ra cốc, các ngươi chú định là đãi không được, đã chết nhiều người như vậy, thực mau sẽ có tiếp theo nhóm người tìm tới, ta tưởng, các ngươi hẳn là muốn đổi cái địa phương. Đổi địa phương, đại trưởng lão sắc mặt buồn khổ, Trương Tiểu Hữu, việc này nói đến đơn giản, thị tộc không cùng ngoại giới tiếp xúc, muốn lại tìm kiếm một chỗ, nói dễ hơn làm. Ta đảo có cái đề nghị. Trương Huyền trước mắt sáng ngời, không biết, đại trưởng lão nghe không nghe nói qua, Quang Minh Đảo. Quang Minh Đảo, đối cái này xưng hô, đại trưởng lão có vẻ thực xa lạ. Giữa trưa thời gian, mặt trời lên cao, trong cốc như cũ bồi hồi nồng đậm mùi máu tươi. Mấy chục giá tái người phi cơ trực thăng từ hẻm núi giữa cất cánh, đón mặt trời rực rỡ. Phi cơ nội,
toàn là Đường thị người, kinh này một trận chiến, Đường thị còn thừa không đến 400 người, còn lại người, toàn bộ đều lưu tại nơi này, mỗi người trên mặt, đều tràn ngập khí tức bi thương. Theo này đó phi cơ trực thăng phóng lên cao, hẻm núi phía trên, phát sinh mãnh liệt tiếng nổ mạnh, vô số cự thạch từ hẻm núi phía trên vỡ ra, nện xuống hẻm núi giữa. Khoảng cách không xa thành phố núi, đều có thể nghe được bên này phát sinh động tĩnh, đại địa đều bởi vì này đã xảy ra ngắn ngủi chấn động. Theo chấn động qua đi, nguyên bản hẻm núi bị hoàn toàn vùi lấp, Đường thị tàn lưu dấu vết, toàn bộ biến mất ở từng khối cự thạch dưới, trừ phi vỏ quả đất thay đổi, thế nhân rốt cuộc nhìn không tới nơi này đường ra cốc. Phi cơ chung, một ít Đường thị người trẻ tuổi ở nghi hoặc, chính mình đây là muốn đi phương nào. Nghe đại trưởng lão nói, là đi một cái kêu Quang Minh đảo địa phương. Quang Minh đảo, không có nghe nói qua a. Nơi đó thích hợp chúng ta sao? Không biết, chỉ sợ là một cái tân địa phương, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu đi. Đường thị trẻ tuổi ở nghi hoặc, Đường thị cao tầng, đồng dạng ở nghi hoặc, bao gồm đại trưởng lão, đều không có nghe nói qua Quang Minh đảo, càng đừng nói gặp qua. Ở đại trưởng lão nơi kia giá phi cơ trực thăng chung, một người Đường thị cao tầng cau mày, đại trưởng lão, người nói kia Quang Minh đảo, thích hợp chúng ta sao? Đại trưởng lão thở dài, thích không thích hợp, đều phải chờ thấy lại nói a. Đại trưởng lão, chúng ta thị tộc, vẫn luôn đều không cùng ngoại giới tiếp xúc, nếu kia Quang Minh đảo quá vào đời nói, đối chúng ta tới nói, không phải cái gì chuyện tốt. Đúng vậy, lại có một người cao tầng mở miệng, hơn nữa có lần này giáo huấn, chúng ta kế tiếp muốn tìm địa phương, cần thiết muốn siêu cường ẩn nấp tính, còn phải có tốt đẹp phòng ngự thi thố, đại trưởng lão, mấy vấn đề này, đều phải suy xét đến a. Đại trưởng lão gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, mấy vấn đề này cố nhiên quan trọng, nhưng hiện tại, đầu tiên muốn tìm một cái có thể đặt chân địa phương a. Quang Minh đảo phi cơ, toàn bộ đều là từ tương lai cải trang quá, bay liên tục chặng đường cực cao. Một đêm đại chiến, làm mọi người đều thực mỏi mệt, bất chi bất giác chung, liền đã ngủ. Phi ở phía trước nhất một trận phi cơ chung, tương lai ngồi ở Trương Huyền bên cạnh, lão đại, người thật sự tính toán đem những người này, toàn an bài đến trên đảo đi. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Lão đại, ta xem người đây là sớm có dự mưu đi. Tương lai híp mắt nhìn Trương Huyền, người này dọc theo đường đi, miệng liền không khép lại quá. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, vỗ vỗ tương lai bả vai, nha đầu, mặt sau một đoạn thời gian, có ngươi vội. Chương 581 đối Quang Minh đảo chỗ tốt. Tương lai đối với Trương Huyền nói kế tiếp muốn vội, có chút không hiểu. Trương Huyền cười thần bí, hắn đem Đường thị người đưa tới Quang Minh đảo, cũng không phải đơn thuần xuất phát từ hảo tâm. Hiện tại Quang Minh đảo thực lực nhu cầu cấp bách tăng lên, này không riêng nóng lòng tương lai đám người loại này mạnh nhất chiến lực, mà là hết thảy đều phải tăng lên. Này hết thảy giữa, bao gồm mọi người thực lực, đối khí nhận chi lực, cùng với Quang Minh đảo tự thân lực phòng ngự. Đường thị đại trưởng lão, nếu đặt ở Quang Minh đảo, có thể cho Quang Minh đảo cung cấp trợ giúp, xa xa không phải một cái ngự khí cao thủ tọa trấn đơn giản như vậy, hết thảy đối khí khó hiểu đồ vật, đều có thể thông qua đại trưởng lão tới giải thích nghi hoặc. Nghe người ta buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư, đại trưởng lão một ít đối với khí lý giải, có thể làm ít người đi rất nhiều đường vòng. Phải biết rằng, đại trưởng lão là hiện tại Đường thị duy nhất có được khí người, hắn sống vài thập niên, biết nói đổ vật, kia quá nhiều. Mà Đường thị toàn bộ di chuyển tới rồi Quang Minh đảo sau, có thể thông qua tán linh trận, làm Quang Minh đảo người cũng hưởng thụ linh khí, nếu vận khí tốt, nhiều ra vài tên ngự khí cao thủ, kia đối thực lực tăng lên. Sẽ là một cái chất bay vọt. Cuối cùng một chút, cũng là Trương Huyền nhất coi trọng một chút. Đường thị truyền thừa độc dược cùng ám khí, kia tuyệt đối là thị tộc chi nhất, đường môn ám khí, ở vô số phim truyền hình cùng tiểu thuyết chung đều có nhắc tới, có thể bị như vậy đề cập, tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, nếu có thể đem Đường thị ám khí cùng độc dược vận dụng đến Quang Minh đảo công sự phòng ngự thượng, kia tuyệt đối có thể làm Quang Minh đảo phòng thủ kiên cố. Trương Huyền thậm chí đều có thể nghĩ đến. Tương lai công nghệ cao, xứng với Đường thị nhất tinh vi ám khí, có thể sinh ra bao lớn hiệu quả. Thời gian một phút một giây quá khứ. Đường mấy chục giá phi cơ trực thăng đi vào Quang Minh đảo trên không thời điểm, hai mà sai giờ, làm Quang Minh đảo vừa vặn nghênh đón ánh sáng mặt trời dâng lên. Ở đại trưởng lão nơi kia giá phi cơ trực thăng thượng, người điều khiển thông qua cơ nội microphone ra tiếng. Các vị, phi cơ chuẩn bị hạ xuống rồi, phải chú ý. Người điều khiển thanh âm vang ở đại trưởng lão đám người bên tai,
Bọn họ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở hai mắt, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, phía dưới, là mênh mông vô bờ biển rộng, nước biển thâm lam, cùng thiên giao tiếp, bốn phía vọng không đến đầu. Nhìn về phía trước, có một tòa đảo nhỏ bốn phía, là đen nhánh tường cao, thâm hắc nhan sắc, cho người ta một loại áp lực cảm giác. Đại trưởng lão đám người xuyên thấu qua pha lê, nhìn kia đảo nhỏ bốn phía đen nhánh tường cao, không khỏi há to miệng, chỉ là thành lập này tường cao sở yêu cầu công trình lượng, liền đủ bọn họ khiếp sợ. Tường cao phía trên, bốn tòa radar đang ở chậm rãi xoay tròn, vô số pháo ống từ tường cao thượng chậm rãi vươn, nhắm ngay mỗi một trận phi cơ trực thăng, kia tối om pháo ống, làm nhân tâm trung phát lạnh, có một loại vô lực cảm giác. Ở mới vừa thượng phi cơ, còn đang nói quang minh đảo khả năng không thích hợp đường thị cao tầng, giờ phút này đầy mặt khiếp sợ, có chút không thể tin tưởng lẩm bẩm nói, nơi này sẽ không chính là quang minh đảo đi. Này quang minh đảo công sự phòng ngự, so với bọn họ phía trước hẻm núi tới nói, cường đại hơn quá nhiều, bốn phía biển rộng, làm quang minh đảo tự thân liền lẩn tránh tuyệt đại đa số nguy hiểm. Đường thị người tuy rằng thân cư trong cốc, nhưng không đại biểu bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, kia radar là cái gì dùng, bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng. Cứ như vậy công sự phòng ngự, nếu đổi thành ngày hôm qua như vậy tình huống, chỉ sợ những cái đó phi cơ trực thăng còn không có tiếp cận 300 mễ phạm vi, liền tất cả ngã xuống. Dày rộng tường vây chậm rãi mở ra một cái vết nứt, này đó phi cơ trực thăng thông qua vết nứt, đi vào quang minh đảo trong phạm vi. Một lướt qua to rộng tường thành, liền có thể nhìn đến năm màu chi sắc, trên đảo hoa tươi, tất cả nở rộ, hải đảo thượng, cho người ta một loại nguyên sinh thái cảm giác, màu xanh lục thảm thực vật trải rộng hải đảo giữa, vườn hoa hình thành một cái lại một đồ án. Có người nói quá, nếu quang minh đảo đối ngoại mở ra, kia tuyệt đối là trên thế giới đẹp nhất du lịch thắng địa, không gì sánh nổi. Bích thủy thanh sơn, muôn tiếng nghìn hồng, hoa thơm chim hót. Chim bay ở trên ngọn cây hơi làm nghỉ ngơi, đường phi cơ trực thăng khí lãng xoắn tới, vô số chim bay phóng lên cao, hình thành một bức cảnh đẹp. Ở tới phía trước, đường thị người, liền ảo tưởng quá rất nhiều quang minh đảo bộ dáng, bọn họ suy đoán có thể là cái không người tiểu đạo, hết thảy giản lược. Cũng phỏng đoán sẽ là một cái nơi cư trú, nhân số phồn đa, nhưng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, là như vậy một chỗ tiên cảnh. Mặt đất, đầu đội hoa quan hài đồng ở chạy vội, trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười. Trên đảo núi non trùng điệp, xanh tươi tốt. Đây là, quang minh đảo sao? Đường tư ghé vào cửa sổ trước, nhìn trên đảo, một người nữ đồng, đang đứng ở trên bờ cát, đón gió biển, nhẹ nhàng khởi vũ. Mấy chục giá phi cơ trực thăng chậm rãi rơi xuống. Cabin môn mở ra, đường thị mọi người từ môn chung đi ra, cơ hồ xuống dưới mỗi người, đều ở đánh giá này tòa hải đảo. Khổng lồ công sự phòng ngự, duyên dáng cảnh sắc, ưu việt địa lý vị trí, mỗi một chút, đều đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến. Một người tuổi già lão giả đã sớm chờ ở nơi này, đường thị mọi người đi xuống phi cơ sau, hắn bước đi tới, dùng hoa hạ ngữ cất cao giọng nói, đại trưởng lão. Hoan nghênh đi vào quang minh đảo, từ hôm nay trở đi, nơi này, đó là các ngươi ra, tự giới thiệu một chút, ta là này tòa đảo quản gia, ngươi có thể kêu ta Peace. Peace tiên sinh, ngươi hảo, đại trưởng lão hướng Peace duỗi tay. Hai người hai tay tương nắm, Peace mở miệng nói, đại trưởng lão, một đường vất vả, sớm đã bị hảo phòng, trước làm nghỉ ngơi, dùng chút đơn giản đồ ăn, ta lại đến cho ngươi hảo hảo giới thiệu này tòa đảo, thỉnh. Làm phiền. Đại trưởng lão hướng Peace ôm quyền. Ở tới phía trước, Trương Huyền cũng đã công đạo, sở hữu hết thảy, trên đảo đều đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối không cần bạc đãi đường thị người. Nếu không có ngoại ý muốn phát sinh, từ hôm nay trở đi, đường thị sẽ cùng quang minh đảo, hoàn toàn trói chặt đến một khối. Đây là quang minh đảo một đi nhanh, hướng tới thị tộc rảo bước tiến lên một đi nhanh, đường thị hoàn toàn dung nhập quang minh đảo sau, quang minh đảo đem không đơn giản là thế giới ngầm thánh địa. Đường thị con cháu nhóm, đi theo Peace phía sau, nhìn này tòa đảo nhỏ, trong mắt toàn là tò mò cùng khát khao, bọn họ hàng năm sinh hoạt ở sơn cốc bên trong, đi ra thị tộc cơ hội phi thường thiếu, mấy thứ này, đối bọn họ tới nói, tràn ngập mới mẻ cảm. Đại trưởng lão, có hết thảy yêu cầu, người đều có thể cùng Peace đưa ra, hy vọng các ngươi ở chỗ này, trụ thoải mái. Trương Huyền đi đến đại trưởng lão bên người, hướng đại trưởng lão mỉm cười, nơi này hoàn cảnh, cùng đường ra cốc có chút bất đồng. Chỉ có thể ủy khuất các ngươi chậm rãi thích ứng. Trương Tiểu Hữu, người đây là nói chi vậy, đối chúng ta đường thị tới nói, này đã là tốt nhất kết quả, nếu không có ngươi,
ta thật không biết, hiện tại Đường thị, đã biến thành cái dạng gì a? Đại trưởng lão vẻ mặt chân thành nói. Đại trưởng lão, chúng ta là minh hữu, đừng nói hai nhà lời nói, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Quang Minh đảo cấp Đường thị người chuẩn bị ba cái bất đồng địa phương, cùng Đường thị chính mình lựa chọn. Trương Huyền chờ Đường thị toàn bộ trụ hạ sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đại biểu, Đường thị có thể tiếp thu nơi này. Lão đại, không hảo, tương lai cùng cái kia cái gì Đường thị tam trưởng lão xảo đi lên. Trương Huyền vừa mới tìm một chỗ nghỉ ngơi, liền thấy người da đen trắng hán Alex vẻ mặt cuống quýt chạy tới. Chương 582 tập thể luyện khí. Xảo lên, tình huống như thế nào? Trương Huyền vẻ mặt kinh ngạc, lúc này mới vừa tới, sao liền cáu kỉnh đâu? Ta cũng không biết, lão đại ngươi mau đi xem một chút đi. Alex đầu riêu cùng chống bỏi dường như, cấp Trương Huyền chỉ cái phương hướng. Trương Huyền theo Alex chỉ địa phương đi đến, còn không có nhìn đến tương lai cùng Đường thị tam trưởng lão đâu, liền nghe được một trận khắc khẩu thanh truyền đến. Quả thực là ngu xuẩn a. Đường thị tam trưởng lão thanh âm vang lên, tốt như vậy tài liệu, tốt như vậy vị trí, người thế nhưng bố trí như vậy đơn sơ đồ vật, quả thực chính là lãng phí. Lão nhân, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện, này như thế nào kêu lãng phí? Liền ngươi vài thứ kia, nhìn tinh vi, sử dụng tới phiền toái, chờ địch nhân đánh tới, ngươi lại chạy tới đem nỏ tiễn phóng ra. Tương lai đồng dạng không nhường một tấc, lời nói một chút đều không khách khí. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi cái này, đây là thứ gì? Rõ ràng hơi thêm cải tiến, là có thể làm uy lực nhiều phát huy ra ít nhất gấp 3, kết quả đâu? Quả thực là phí phạm của trời. Ha ha. Lão nhân, người đừng cho ta giả ngu, người thứ này cũng hảo không đến nào đi, hoàn toàn có thể ở cây số ở ngoài liền khống chế đồ vật, người thế nào cũng phải nháo thành tay cầm, bình thường có thể phóng ra 5 lần thời gian, hiện tại có thể đánh ra một kích, ta tính người thắng. Thôi đi tiểu nha đầu, người nhìn nhìn lại ngươi cái này. Trương Huyền nghe này truyền đến khắc khẩu thanh, đột nhiên ngừng bước chân, hắn còn tưởng rằng Alex nói chính là chuyện gì, kết quả cuối cùng là cái này, về điểm này, Trương Huyền đã sớm nghĩ tới. Mặc kệ là tương lai, vẫn là Đường thị tam trưởng lão, đều là đặc biệt để tâm vào chuyện vụn vặt người, cũng chỉ có loại tính cách này người, mới có thể ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực lấy được nhất định thành tựu. Tương lai chủ công khoa học kỹ thuật, Đường thị tam trưởng lão chủ công dụng cụ tinh vi phương diện, này hai người gặp được một khối, tuyệt đối là đối chọi gay gắt, không xảo đều không thể, như vậy khắc khẩu là tất nhiên, là chuyện tốt, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh hai người đều có thể nhìn đến đối phương nghiên cứu không đủ. Có thể tăng thêm bổ túc. Trương Huyền không có lại xem hai người, mà là trở lại chính mình trụ địa phương, hết thảy đồ vật, copy an bài, đến nỗi tương lai cùng tam trưởng lão, khiến cho hai người bọn họ xảo đi thôi, ồn ào đến càng hung càng tốt. Quang Minh đảo vương giả, đại bộ phận đều ở bên ngoài, chỉ có Peace cùng Alex là thường xuyên lưu tại Quang Minh đảo, tương lai người này, nơi nào có nghiên cứu khoa học, nơi nào liền có nàng. Đường thị người tới trên đảo, muốn chậm rãi thích ứng trên đảo sinh hoạt, trên đảo người, cũng muốn dần dần thích ứng Đường thị người tồn tại, này đó, đều là một cái từ từ tới quá trình, chẳng sợ Trương Huyền cái này địa ngục quân vương, cũng vô pháp đi chủ đạo này hết thảy. Trương Huyền vẫn luôn cho rằng, người với người ở chung, đều là dựa vào cho nhau, vô pháp cưỡng cầu, hắn làm Quang Minh đảo chủ, cũng chưa từng có yêu cầu quá trên đảo người cần thiết muốn bảo trì hài hòa vẫn là thế nào, hắn chỉ lập hạ quy củ, trên đảo không thể tranh đấu. Nào hai người nếu muốn một trận tử chiến, ra đảo liền hảo, không ai sẽ quản. Nhưng thời gian dài như vậy tới, Quang Minh đảo thượng cư trú dân chi gian, tiểu nhân cọ sát là có, nhưng trước nay không có gì đại tranh chấp, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, chính mình đi vào này tòa trên đảo, muốn chính là cái gì, đều không phải là tranh cường đấu tàn nhẫn, này không phải cái tranh cường đấu tàn nhẫn địa phương, bởi vì này tòa đảo chủ nhân, mới là thế giới này người mạnh nhất. Trương Huyền đem sở hữu sự tình ném cấp lão Pis sau, liền trở lại chính mình phòng, một đầu tài đến trên giường đi ngủ, ở Đường thị mấy ngày nay, Trương Huyền liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá, ngày đầu tiên thời gian, đỉnh đầu kia đóa hoa sen, ngồi ngủ một đêm, khởi không đến một chút dưỡng thần tác dụng, ngược lại làm hắn càng thêm mỏi mệt, ngày hôm sau thời gian, càng là bị bó ở xiềng xích thượng, nghe xong cả đêm tiếng gầm rú, hiện tại hết thảy sự tình giải quyết, hắn cuối cùng có thể yên lòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trương Huyền này một ngủ, liền ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, ai cũng nhìn không tới, ở Trương Huyền lâm vào giấc ngủ sâu thời điểm, một đóa vô hình hoa sen, phiêu ở đỉnh đầu hắn phía trên, hoa sen trung tản ra một tầng khí mạc, đem Trương Huyền cả người đều bao phủ lên. Nếu hiện tại,
có người cầm viễn trình vũ khí hướng Trương Huyền triển khai công kích, này bao phủ Trương Huyền thân thể một tầng khí mạc, có thể ở trước tiên bảo hộ Trương Huyền, nếu này khí mạc đạt tới nhất định cường độ, chẳng sợ ngủ, Trương Huyền đều không sợ viên đạn. Đương Trương Huyền một giấc ngủ tỉnh thời điểm, rời giường sau phát hiện một người đều không có, nguyên bản sẽ canh giữ ở này lâu đài cổ thủ vệ, cũng đều không thấy bóng dáng, cái này làm cho Trương Huyền nghi hoặc. Lão đại, người tỉnh, Peace ở một cái hành lang chỗ ngoặt xuất hiện. Này sao lại thế này? Trương Huyền nhìn quét hành lang liếc mắt một cái, hỏi. Mọi người, ta làm bỏ chạy. Peace biết Trương Huyền chỉ chính là cái gì, ra tiếng trả lời nói. Bỏ chạy, làm gì đi? Trương Huyền nghi hoặc. Peace trả lời chỉ có hai chữ, luyện khí. Luyện khí, Trương Huyền đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Đi ra lâu đài cổ, Trương Huyền ở lâu đài cổ trước một khối trên đất trống, gặp được rất nhiều thân ảnh, này có quang minh đảo người, cũng có đường thị người, rậm rạp thân ảnh, ngồi xếp bằng ở lâu đài cổ trước trên đất trống. Đường thị đại trưởng lão nói, hắn đem tán linh trận phóng tới nơi này, có thể bao trùm cả tòa đảo 60% địa phương, lấy nơi này vì tâm, hướng bốn phía tản ra, mọi người đều ở chỗ này luyện khí, đơn giản luyện khí phương pháp, đường thị cũng cung cấp. Peace cấp Trương Huyền giải thích. Trương Huyền gật gật đầu, hắn vốn dĩ nghĩ, chính mình nghỉ ngơi tốt sau, liền chủ động đi cấp đại trưởng lão để chuyện này, kết quả không nghĩ tới đối phương đã chủ động làm, này xem ra, đại trưởng lão đã tán thành quang minh đảo. Chú ý, các ngươi muốn tập trung tinh thần, cảm ứng khí lưu động, khí chi nhất nói, huyền diệu khó giải thích, mỗi người đối khí cảm ứng, đều là hoàn toàn bất đồng, chú ý ta nói hô hấp pháp, không thể mau, cũng không thể chậm, linh thạch nội linh lực từ tán linh trận phát ra mà ra. Không khí giữa, tràn ngập linh lực, các ngươi làm này linh lực nhiều ở trong cơ thể tàn lưu một phân, đối với các ngươi chỗ tốt cũng nhiều một phân, chẳng sợ vô pháp ngự khí, cũng có thể cường thân kiện thể. Đại trưởng lão thanh âm, rất rõ ràng vang lên, làm ngồi ở chỗ này người, đều có thể rõ ràng nghe được. Trương Huyền nhìn đến, Alex cũng ngồi xếp bằng ở chỗ này, một bộ học sinh bộ dáng. Đại trưởng lão, vất vả ngươi. Trương Huyền đi đến đại trưởng lão trước người, mở miệng nói. Trương Tiểu Hữu, người tỉnh, đại trưởng lão hướng Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Trương Huyền gật gật đầu, đại trưởng lão, nhìn dáng vẻ, người đối chúng ta cái này minh hữu, còn tính vừa lòng. Trương Tiểu Hữu, nếu không phải ngươi, chúng ta đường thị, sớm tại một ngày trước liền không còn sót lại chút gì. Đại trưởng lão nói, đối với đại trưởng lão tới nói, tình huống hiện tại, hắn đã vừa lòng đến không được, bao gồm đường thị người, cũng 100% đều cảm thấy vừa lòng. Quang Minh đảo hoàn cảnh tuyệt đẹp, tứ phía hoàn hải, tuyệt đối thị tộc tồn tại như một lựa chọn. Đại trưởng lão cũng là tâm tư linh hoạt người, căn bản không cần Trương Huyền nói, hắn liền chủ động lấy ra luyện khí pháp môn, tặng cho Quang Minh đảo. Chương 583 hỏa tinh dòng khí. Đại trưởng lão cùng Trương Huyền hàn huyên vài câu, liền lập tức ra tiếng dẫn đường đang ngồi mọi người đi cảm ứng khí. Trương Huyền thấy đại gia tất cả đều đắm chìm ở đối khí cảm ứng chung, liền không có nhiều quấy rầy. Hiện tại ở vào ngự khí cảnh hắn, rất rõ ràng khí cho người ta mang đến tăng lên có bao nhiêu thật lớn, một khi có thể vận dụng hảo, kia khởi đến hiệu quả, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Trương Huyền ở trong đám người nhìn lướt qua, cũng không có nhìn thấy tương lai thân ảnh, hỏi một tiếng Peace. Peace vừa nghe Trương Huyền nhắc tới tương lai, cười khổ một tiếng, kia nha đầu, còn cùng người xảo đâu, liền ở nàng phòng thí nghiệm. Trương Huyền chiều Quang Minh đảo phòng thí nghiệm đi đến. Muốn tiến vào tương lai phòng thí nghiệm, cần thiết trải qua ít nhất 10 đạo thân phận nghiệm chứng, sai rồi 3 đạo trở lên, sẽ có vô số laser xạ tuyến xuất hiện, đem người cắt thành toái khối. Đi vào phòng thí nghiệm, xuyên thấu qua pha lê vách tường, Trương Huyền liếc mắt một cái liền thấy được chính chui đầu vào một đống dụng cụ phía trước tương lai, ở phòng thí nghiệm chung, còn có đường thị tam trưởng lão. Cửa kính mở ra, tương lai ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lão đại, người đã đến rồi. Nói xong. Tương lai tiếp tục trầm lòng đang nàng nghiên cứu chung. Đến nỗi đường thị tam trưởng lão, tắc xem cũng chưa xem Trương Huyền, vẫn luôn đều cúi đầu, lắc qua lắc lại trong tay hắn đổ vật. Đối với đường thị tam trưởng lão, Trương Huyền tuy rằng không có tiếp xúc quá, nhưng đại khái cũng rõ ràng đây là cái gì tính cách người, đặt ở học thuật bên trong, đó chính là ngoan cố cổ giả, trong mắt chỉ có chính mình kia một đống đổ vật, nhà khoa học đều là cố chấp, đường thị tam trưởng lão cũng là nhà khoa học một loại. Lão nhân. Người thứ này ta thu phục, cỡ nào đơn giản ngoạn ý, xem cho ngươi khó được. Tương lai tùy tay cầm lấy một cái khuôn đúc, ném tới đường thị tam trưởng lão trước người. Trương Huyền rõ ràng chú ý tới,
Ở đường thì tam trưởng lão nhìn đến tương lai ném quá khứ khuôn đúc khi, trong mắt xuất hiện một mạt kinh ngạc cảm thán, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu thua, tiểu nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lực, kết quả liền điểm này bản lĩnh, nhìn xem ta cái này. Tam trưởng lão nói chuyện đồng thời, cũng ném cho tương lai một cái khuôn đúc. Tương lai nhìn đến tam trưởng lão ném tới khuôn đúc khi, trước tiên lâm vào trầm mặc, trong mắt toát ra tinh quang, sau một lúc lâu, tương lai mở miệng, lão đông tây, người này cũng giống nhau sao? Trương Huyền nhìn này hai người, che chán, này hai người rõ ràng đều tán thành đối phương trình độ, lại đều ngoài miệng không chịu thua. Tương lai, vội xong nói, ta có chút việc hỏi ngươi. Trương Huyền hướng tương lai nói một tiếng, đi ra phòng thí nghiệm. Ước 10 phút sau, tương lai từ phòng thí nghiệm chung đi ra, Trương Huyền vừa mới chuẩn bị mở miệng, tương lai liền trước tiên nói, lão đại, ta biết ngươi muốn hỏi gì, đã kiểm tra ra tới. Tương lai đem một phần văn kiện đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền nhìn thoáng qua, ở văn kiện nhất phía trên, viết tán linh trận ba cái chữ to. Trương Huyền nhìn văn kiện thượng rậm rạp số liệu, chỉ cảm thấy đầu đại, này có ý tứ gì? Cùng loại một loại từ trường. Tương lai duỗi người, nói, tán linh trận kia tảng đá, thành phần thực bình thường, chính là nhất thường thấy cái loại này đá núi, nhưng bên trong hình thành một loại kỳ lạ từ trường. Loại này từ trường có chứa một loại cường đại phân giải lực. Nhưng đối nhân thể sinh ra không được thương tổn, chỉ nhằm vào loại năng lượng này thể, đổi loại phương pháp nói, nếu người đứng ở cái này tán linh trong trận, bình thường bom lực đánh vào, là vô pháp ảnh hưởng đến ngươi, cái gọi là tán linh trận, cũng là thông qua loại này phân giải lực. Tới làm linh thạch nội năng lượng thể phát ra, dung nhập không khí phần tử chung, làm người có thể hấp thu. Như thế nào làm được? Trương Huyền khó hiểu, một cái bình thường hòn đá, vì cái gì sẽ sinh ra như vậy phân giải lực? Tương lai lắc lắc đầu, trên mặt nàng khó gặp lộ ra nghi hoặc, ta cũng không biết, trừ phi có thể đem kia khối tán linh trận bẻ nát làm ta nghiên cứu, nếu không căn bản nhìn không tới này hòn đá vì cái gì có thể sinh ra như vậy biến hóa. Trương Huyền nghĩ nghĩ, lại hỏi, loại này từ trường ngươi có thể bắt chước sao? Tương lai gật đầu, có thể đơn giản bắt chước hóa, lão đại, ngươi là muốn thử xem, hỏa tinh. Đúng vậy, Trương Huyền búng tay một cái, chính mình căn bản không cần phải nói cái gì. Tương lai liền đoán được ý nghĩ của chính mình. Có thể nhìn đến, tương lai hai tròng mắt rõ ràng sáng ngời, lão đại, ta liền biết. Khi nào thí nghiệm, người bắt chước loại này từ trường yêu cầu bao lâu? Trương Huyền hỏi lại. 10 phút, tương lai phi thường khẳng định nói ra một con số. Vậy 10 phút sau, Trương Huyền thay một cái rộng thùng thình quần đùi, trần trụi thượng thân, ở hắn trên người, cắm đầy các loại dụng cụ, phương tiện tương lai quan sát Trương Huyền trong cơ thể biến hóa. Vẫn là phía trước cái kia phòng thí nghiệm, ở phòng thí nghiệm chung, bày một cái cối xay lớn nhỏ gốm sứ mâm tròn, này mâm tròn chính là tương lai bắt chước tán linh trận từ trường, gốm sứ so vật liệu đá càng thêm hảo khống chế. Một khối chừng người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ màu đỏ tinh thể, bị đặt ở này khối mâm tròn phía trên, Trương Huyền khoảng cách này mâm tròn 3 mét, lẳng lặng ngồi. Này khối màu đỏ tinh thể, đó là hỏa tinh. Phía trước, ngoại giới vẫn luôn có nghe đồn. Nói hỏa tinh cuối cùng một phần thiết kế bản vẽ, liền ở Quang Minh đảo đảo chủ, quân vương Sa Tăng trên người, không nghĩ tới, cái gọi là hỏa tinh thiết kế đồ, đơn giản chính là Trương Huyền chính mình bịa đặt ra tới, hắn làm ra như vậy nhiều thiết kế đồ, dùng hết các loại phương pháp, đưa đến thế giới các quốc gia, chính là không hy vọng mỗi một quốc gia lại đánh lửa tinh chủ ý. Hỏa tinh, là không có thiết kế đồ, cái này tinh thể, là Trương Huyền từ biển sâu vớt đi lên, tràn ngập thần bí. Giờ phút này, đường hỏa tinh phóng tới này khối giản dị tán linh trận thượng, chỉ qua 10 giây, Trương Huyền liền rõ ràng nhìn đến, ngay cả không khí, đều mang theo một ít màu đỏ. Lão đại, người nhiệt độ cơ thể đang ở bay lên, đã đạt tới 38.5 độ C, người có cảm giác được cái gì không khỏe sao? Tương lai thanh âm, thông qua microphone truyền vào phòng thí nghiệm chung. Trương Huyền khẽ lắc đầu, không có. Bình thường tới nói, 38.5 độ C, ở người bình thường trên người. Đã là phát sốt rõ ràng bệnh trạng, sẽ làm người cảm giác choáng váng đầu vô lực, nhưng đối Trương Huyền tới nói, không có một chút ảnh hưởng. Trương Huyền nhẹ nhàng tiến hành hô hấp, mỗi hút vào một hơi, hắn đều cảm giác, chính mình trên người phảng phất nhiều một tia khô nóng. Lão đại, người nhiệt độ cơ thể đã tiếp cận 40 độ, nếu cảm thấy không thoải mái, lập tức nói cho ta. Tương lai thanh âm lại lần nữa vang lên, nhiều một ít lo lắng. Trương Huyền gật đầu. Không nói gì, tiếp tục tiến hành hô hấp. Lại là liên tục mấy cái tuần hoàn hô hấp,
một cổ khổng lồ dòng khí, đột nhiên từ Trương Huyền bụng khí xoáy tụ phát ra. Thông qua tương lai trong cơ thể quan sát khí có thể nhìn đến, Trương Huyền bụng khí xoáy tụ, giờ phút này đang ở bay nhanh xoay tròn, từng luồng dòng khí, chính chạy về phía Trương Huyền toàn thân, theo sau ở Trương Huyền bên ngoài thân hình thành một tầng vòng bảo hộ, này khí xoáy tụ ở quan sát khí trung hiện ra màu trắng. Mà ngoại giới, hỏa tinh dòng khí, hiện ra một loại màu đỏ dòng khí cùng màu trắng dòng khí, ở Trương Huyền bên ngoài cơ thể tương chạm vào, theo sau. Dung hợp. Chương 584 tà thần mảnh nhỏ. Tương lai gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn hình máy tính. Kia màu trắng dòng khí cùng màu đỏ dòng khí dần dần dung hợp, theo sau bị Trương Huyền hút vào trong cơ thể, phản hồi bụng khí xoáy tụ, đồng thời khí xoáy tụ giữa lại lần nữa phân ra một đạo dòng khí, đến Trương Huyền bên ngoài cơ thể cùng màu đỏ dòng khí giao hòa, lại hấp thu. Này không biết rằng có nhiều ít cái qua lại, có thể nhìn thấy, mỗi một lần giao hòa lại bị Trương Huyền hấp thu. Trương Huyền bụng màu trắng khí xoáy tụ, liền sẽ nhiều ra một mạt đỏ bừng, này một quá trình nói đến thong thả, kỳ thật liền ở một hô một hấp chi gian, dòng khí giao hòa, thu về, như vậy một màn, phảng phất mang theo nào đó ma lực, dòng khí chảy về phía, giống như là tối ưu mỹ đường cong đồ, làm tương lai không tự giác đắm chìm trong đó. Bang! Một tiếng giòn vang, đem đắm chìm ở đường cong đồ trung tương lai đột nhiên bừng tỉnh. Tương lai đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nhìn về phía một cái khác số liệu đồ, ở số liệu trên bản vẽ, biểu hiện Trương Huyền nhiệt độ cơ thể, đã tiếp cận 45 độ C. Này tuyệt đối là một cái có thể làm người lâm vào sinh mệnh nguy hiểm nhân thể độ ấm, nhưng Trương Huyền căn bản không chịu ảnh hưởng, như cũng ngồi xếp bằng ở nơi đó, vững vàng hô hấp. Vừa mới giòn tiếng vang, đến từ Trương Huyền trước người gốm sứ mâm tròn, này vốn chính là tương lai bắt trước một cái giản dị tán linh trận, ở kiên trì vài phút sau, hoàn thành nó sứ mệnh. Vỡ vụn mở ra. Giờ này khắc này, Trương Huyền bụng khí xoáy tụ, đã có một nửa biến thành màu đỏ, mặt khác một nửa, là màu trắng. Đương Trương Huyền lại lần nữa làm ra mấy cái hô hấp sau, hắn thân thể độ ấm nhanh chóng giảm xuống, thực mau liền khôi phục bình thường, hỏa tinh không hề hướng ra phía ngoài phát ra năng lượng, trong không khí màu đỏ, cũng hoàn toàn biến mất. Lão đại, có thể ra tới. Tương lai đối với microphone nói một tiếng. Theo sau ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia biểu hiện Trương Huyền trong cơ thể dòng khí ánh mắt màn hình. Trương Huyền chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, từ phòng thí nghiệm chung đi ra, vừa mới ở hấp thu hỏa tinh nội khí thể thời điểm, hắn trừ bỏ thân thể khô nóng ở ngoài, không có bất luận cái gì dư thừa cảm giác. Có cái gì biến hóa sao? Trương Huyền vừa ra tới, liền hỏi nói. Không có, tương lai nghĩ nghĩ, vẫn là không đem Trương Huyền trong cơ thể biến hóa nói cho hắn. Liền hỏa tinh nội phát ra màu đỏ khí thể, tổng cấp tương lai một loại không tốt cảm giác, liền vừa mới tình huống, nói thật dễ nghe điểm, là hai loại khí thể ở giao hòa, nhưng một hai phải nghiêm túc tới lời nói, càng như là màu đỏ khí thể một loại xâm lược, màu trắng khí thể bản thân là muốn chống đỡ màu đỏ khí thể, kết quả bị màu đỏ khí thể mạnh mẽ dung hợp. Lão đại, này hỏa tinh hẳn là cùng linh thạch không gì quan hệ, tạm thời trước không cần lo cho đi. Tương lai nói như vậy nói. Nàng đem hỏa tinh thu lên, ở hoàn toàn nghiên cứu minh bạch này hỏa tinh là cái gì phía trước, tương lai đều không tính toán làm Trương Huyền lại tiếp xúc. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều. Hấp thu hỏa tinh thời điểm, hắn không có bất luận cái gì làm chính mình càng cường đại cảm giác, chỉ đương đây là một khối bình thường năng lượng thể. Giờ này khắc này, ở khoảng cách Quang Minh đảo 3.700 trong biển địa phương, có một con thuyền đánh cá, chính phiêu đãng ở trên mặt biển. Thuyền đánh cá hướng mặt biển bỏ xuống một cây dây thừng vẫn luôn kéo dài đến hải hạ 9.000 mễ chiều sâu, cái này chiều sâu, là trên thế giới đại bộ phận dụng cụ đều không thể đạt tới lĩnh vực, nhưng hiện tại, lại có một người, liền ăn mặc đơn giản phòng hộ phục, ở hải hạ du động. Người nọ tay cầm một cái dụng cụ, không ngừng ở đáy biển thăm dò, ở hắn quanh thân, một mảnh trống vắng, không có bất luận cái gì sinh vật, chẳng sợ liền những cái đó biển sâu cá, cũng sẽ không từ hắn quanh thân du quá. Kích động nước biển không có đối hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, có một đạo vô hình khí tường, giúp hắn đem những cái đó dòng nước xiết tách ra. Người này nhấc lên một cái hòn đá, dọn sạch hòn đá thượng nước bùn, theo sau dùng sức nhéo, hòn đá tầng ngoài bóc ra, lộ ra một khối màu đỏ tinh thể, đúng là hỏa tinh. Này khối hỏa tinh, chỉ có tam lập phương cm tả hữu. Bắt được hỏa tinh lúc sau, người này túm túm trên người dây thừng, ngay sau đó. Dây thừng lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước kéo. 10 phút sau, người này toát ra mặt nước. Thế nào, bắt được sao? Thuyền đánh cá thượng,
một người khẩn trương hỏi. Cầm đi, từ mặt nước hiện lên người, đem hỏa tinh tùy tay một ném. Thuyền đánh cá thượng người nọ, khẩn trương đem hỏa tinh tiếp được, phủng ở trong tay, có thể nhìn thấy, hắn cả người đều ở phát run, kích động nhìn trong tay tinh thể, trong miệng lẩm bẩm, không thể tưởng được, không thể tưởng được, sách cổ chung ghi lại thượng cổ tà thần mảnh nhỏ thật sự tồn tại. Thế gian này, thật sự còn có loại đồ vật này. Được rồi, đi nhanh đi, thứ này chính là cái phỏng tay khoai lang, nếu bị Hoa Hạ đám kia họ Lý biết, khẳng định trước tiên tìm tới tới, chúng ta hiện tại, cũng không phải là bọn họ đối thủ. Lẻn vào hải hạ người nọ nhanh chóng bò lên trên thuyền đánh cá, hắn có thể bằng vào tự thân, thừa nhận hải hạ 9.000 mễ thủy áp, này nói ra đi, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Hải hạ 9.000 mễ thủy áp, đó là tương đương với 900 cái áp suất không khí, chẳng sợ một chiếc xe tăng, đều sẽ nháy mắt bị đè dẹp lép. Chính là như vậy một người, hắn đều ở kiêng kỵ cái gì? Thuyền đánh cá nhanh chóng xử lý này phiến hải vực. Xa ở 1.000 nhiều trong biển ngoại quang minh đảo, hiển nhiên là vô pháp giám sát đến nơi đây đã phát sinh sự tình. Tương lai đem hỏa tinh thật cẩn thận bảo tồn hảo, tiếp tục cùng Đường thị tam trưởng lão khai triển nàng nghiên cứu. Trương Huyền Tắc trở lại lâu đài cổ trước, cùng đại gia cùng nhau khoanh chân ngồi ở chỗ này, cảm thụ được trong thiên địa khí. Liền như vậy qua đi 2 ngày thời gian, 2 ngày qua, Trương Huyền mỗi ngày đều ngồi xếp bằng ở lâu đài cổ trước, nhưng hắn thu hoạch đồ vật, cũng không nhiều, mấy ngày nay thời gian, một ít thiên tư thông minh người, đã thực rõ ràng cảm nhận được khí tồn tại, nhưng Trương Huyền phát hiện, chính mình rõ ràng đã tới rồi ngự khí cảnh, lại không cách nào khống chế khí đi làm chuyện gì. Chẳng lẽ, ta thiên tư, liền thuộc về cái loại này hạ đẳng? Trương Huyền trong lòng tự hỏi, tuy rằng hắn cho tới nay đều không ủng hộ thiên tư cái này cách nói, nhưng lúc này cái này suy đoán, vẫn là làm hắn trong lòng có chút không thoải mái. Trương Huyền từ trên mặt đất đứng lên, mấy ngày cảm ứng, một chút hiệu quả đều không có, làm hắn không tính toán tiếp tục đem lực chú ý đặt ở nơi này. Nếu truyền thống biện pháp vô dụng, Trương Huyền liền tính toán dùng cái loại này bổn biện pháp tới tăng lên chính mình trong cơ thể khí, tỉ như, trực tiếp uống xong những cái đó năng lượng dược tề. Đương nhiên, biện pháp này Trương Huyền sẽ không lập tức sử dụng, hắn biết rõ, thân thể cường đại tốc độ quá nhanh, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mỗi người cơ bắp thần kinh đều có một cái giới hạn, một khi vượt qua cái này giới hạn, liền sẽ phát sinh không thể đoán trước hậu quả, chính mình vẫn là muốn trước nhiều củng cố một chút, lại tiếp tục tăng mạnh tự thân. Cái này củng cố quá trình, yêu cầu thời gian tới thích ứng. Mấy ngày nay thời gian, Quang Minh đảo cùng Đường thị ở chung không tồi, cũng làm Trương Huyền hoàn toàn yên lòng, tính toán rời đi. Một con thuyền du thuyền, thong thả chạy đến Quang Minh đảo thượng, du thuyền thượng đi xuống một người thanh niên nam nhân, mặt mang cung kính chi sắc, đăng đảo. Thanh niên cầm trong tay một cái hộp gỗ, trong hộp phóng có một mảnh toái diệp. Đây là Pis tiên sinh tín vật, ta muốn gặp Pis tiên sinh. Thanh niên đối Quang Minh trên đảo tiếp đãi người ta nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 585 Pis tín vật. Quang Minh đảo, đảo nhỏ trung tâm lâu đài cổ nội. Pis đang ngồi ở to rộng ra ghế, ở trước mặt hắn, cung cung kính kính đứng một người hắc y thanh niên. Pis trong tay cầm một cái hộp gỗ giữa phóng một quả lá khô. Pis lặng lặng nhìn này cái lá khô, ước chừng mấy phút đồng hồ sau. Pis mới ngẩng đầu, nhìn về phía hắc y thanh niên, này lá khô chủ nhân, là gì của ngươi? Hồi Pis tiên sinh, là nhà ta một vị đại nhân. Hắc y thanh niên cung kính nói. Nhà ngươi đại nhân nhưng họ Triệu, Pis hỏi. Hắc y thanh niên gật gật đầu, đúng là. Vậy đúng rồi, Pis hít sâu một hơi, này lá khô, là hắn nhiều năm trước tặng cho một người, vốn tưởng rằng kiếp này đều sẽ không tái kiến, ai từng tưởng, chính mình mau tới rồi xuống một tuổi tác. Lại gặp được này cái lá khô, hồi tưởng nhiều năm trước sinh hoạt, Pis cười khổ một tiếng, khi đó chính mình, khắp nơi bôn ba, không nơi nương tựa. Pis đem hộp gỗ khấu thượng, thu hảo, theo sau nói đi, nhà ngươi đại nhân làm ngươi tới, là làm cái gì? Nhà ta đại nhân muốn một cái mệnh, đối phương cùng Quang Minh đảo giao hảo, toại cố ý để cho ta tới thỉnh Pis tiên sinh hỗ trợ. Hắc y thanh niên nói, Nga, muốn một cái mạng, Pis nhướng mày, ai mệnh? Yến Kinh Tô gia chủ, hắc y thanh niên leng keng hữu lực nói ra mấy chữ này. Pis sắc mặt biến đổi, hắn nhưng rất rõ ràng, Yến Kinh Tô gia chủ, là người phương nào. Người muốn Yến Kinh Tô gia chủ mệnh, Pis lại lần nữa xác nhận một tiếng, đồng thời siết chặt nắm tay, kia phiến lá cây, tuy rằng là hắn tín vật, nhưng ở tín vật cùng đối Quang Minh đảo trung thành chi gian,
Peace sẽ không chút do dự lựa chọn người sau, chẳng sợ như vậy lựa chọn sẽ bị người phỉ nhổ, hắn cũng không chút nào để ý. Đối, hắc y thanh niên dùng sức gật gật đầu, theo sau lấy ra một chương ảnh chụp, đôi tay đưa cho Peace. Peace ở nhìn đến này bức ảnh nháy mắt, đột nhiên cười, cười rất lớn thanh. Ha ha ha, ha 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 ha. Peace tiên sinh, thanh niên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Peace, không rõ Peace vì cái gì đột nhiên làm ra như vậy phản ứng. Peace hai mắt đột nhiên một ngưng, nhìn hắc y thanh niên, ta hỏi ngươi, này thật là này phiến lá cây chủ nhân, làm ngươi tới. Trung gian không có trải qua những người khác. Hắc y thanh niên ở Peace dưới ánh mắt, theo bản năng lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, hắn thân thể không khỏi đánh run run, hồi Peace tiên sinh, không có trải qua những người khác. Hắc y thanh niên lời này, hiển nhiên tự tin không đủ, bởi vì này lá cây, chính là Triệu tiên sinh phụ thân tặng cho Triệu tiên sinh lại đưa cho hắn, trung gian, qua tay một cái Triệu tiên sinh. Peace nghe xong, gật gật đầu, khóe miệng hiện lên một mạt ý cười, biết sao, theo lý mà nói, người đối ta nói dối, ta hoàn toàn có thể giết ngươi, bất quá niệm tại đây lá cây chủ nhân phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cút đi. Ở Peace nói ra lăn tự là lúc, một cổ khí thế cường đại hướng hắc y thanh niên áp bách qua đi. Hắc y thanh niên trong lòng giật mình, Peace tiên sinh, ta không rõ. Không rõ, Peace từ trên chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy hắc y thanh niên vừa mới truyền đạt ảnh chụp, chất vấn nói, ngươi cũng biết, ảnh chụp giữa người này, là ai? Peace tiến lên trước một bước, hắc y thanh niên liên tiếp lui về phía sau hai bước. Ảnh chụp giữa người này, còn không phải là Yến Kinh Tô gia. Hắc y thanh niên nói còn chưa dứt lời, đã bị Peace đánh gãy. Yến Kinh Tô gia gia chủ, Peace cười nhạo một tiếng, trên ảnh chụp người này, tên là Trương Huyền, ngươi nhưng nghe nói qua. Chưa từng nghe nói, hắc y thanh niên lắc đầu. Peace lại hỏi, vậy ngươi nhưng nghe nói qua, địa ngục quân vương. Quang Minh đảo chủ, địa ngục quân vương, Quang Minh đảo chủ. Này hai cái xưng hô, làm hắc y thanh niên cả người chấn động, phàm là thế giới ngầm người. Có ai chưa từng nghe qua này hai cái xưng hô? Peace tiên sinh không có khả năng không duyên cớ đưa ra này hai cái xưng hô, chẳng lẽ? Hắc y thanh niên, đột nhiên liên tưởng đến một cái thực đáng sợ nguyên nhân, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu, hắn nhìn Peace trong tay ảnh chụp, trong miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ? Chẳng lẽ hắn là? Người tới ta Quang Minh đảo, tuyên bố muốn sát này đảo nhỏ chủ nhân, nếu không có xem tại đây phiến lá cây thượng, ta hiện tại liền chém ngươi, lăn. Peace hét lớn một tiếng, cố nén trụ trong lòng sát ý. Hắc y thanh niên trong lòng hoảng hốt, hai chân có chút nhũn ra, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đây là Triệu tiên sinh muốn đối phó thanh niên này, thế nhưng sẽ là Quang Minh đảo chủ nhân. Cái kia nhìn qua bình phàm vô kỳ thanh niên, thế nhưng chính là trong truyền thuyết địa ngục quân vương. Hắc y thanh niên nhìn Peace trên mặt tức giận, té ngã lộn nhào chạy ra đại sảnh. Mới ra đại sảnh môn. Hắc y thanh niên liền thấy được nghênh diện đi tới Trương Huyền, cái này làm cho hắn cổ co rụt lại, xám xịt chạy trốn, chuyện này, cần thiết muốn chạy nhanh nói cho Triệu tiên sinh. Trương Huyền thấy được hắc y thanh niên, nhưng không có để ý nhiều, hắn cũng không biết này thanh niên tới, là hỏi Peace muốn chính mình mệnh. Thượng một lần ở tiệm cơm, Trương Huyền cũng chỉ là cảm ứng được có người tiếp cận ghế lô, xử lý cái này hắc y thanh niên, là Tô Mật. Trương Huyền ở lâu đài cổ trung tìm được Peace. Cho hắn nói một tiếng chính mình phải rời khỏi, làm hắn đem trên đảo sự tình an bài hảo. Peace tỏ vẻ minh bạch, đến nỗi hắc y thanh niên sự, hắn đề cũng chưa đề, ở trong mắt hắn, đây là một đám tiểu nhân vật mà thôi, không đáng chú ý. Trương Huyền cùng Peace nói xong, lại tìm được đại trưởng lão, cấp đại trưởng lão nói một tiếng, liền cưỡi chuyên cơ, trực tiếp bay đi Ngân Châu. Đối với Trương Huyền tới nói, lần này cùng Đường Thị tiếp xúc, kết quả vẫn là không tồi. Chính mình ít nhất làm được làm khí trải rộng toàn thân, mà Quang Minh đảo cũng được đến tu luyện khí phương pháp, so Trương Huyền phía trước tưởng tuần tự tiệm tiến phương pháp, hiếu thắng rất nhiều. Trương Huyền lật xem di động, mấy ngày nay, Lâm Thanh Hạm cũng chưa chủ động cùng hắn liên hệ, Trương Huyền nhưng thật ra hỏi chút Lâm Thanh Hạm đang làm gì, bên kia hồi phục đều rất chậm, Trương Huyền cũng biết Lâm Thanh Hạm mỗi ngày công tác rất bận, hơn nữa nàng có hơn một tháng không hồi Lâm Thị, khẳng định có bó lớn sự tình chờ nàng xử lý. Liền không nhiều quấy rầy. Ở Trương Huyền cưỡi phi cơ rời đi đồng thời, một con thuyền du thuyền, cũng dần dần xử lý Quang Minh đảo, hắc y thanh niên ngồi ở du thuyền thượng, không ngừng gọi Triệu tiên sinh điện thoại, nhưng vẫn đều đánh không thông, ở Quang Minh đảo trong phạm vi, trừ bỏ riêng một ít tín hiệu ngoại, người từ ngoài đến tín hiệu,
đều là truyền không ra đi. Đường này chiếc du thuyền dần dần xử ra quang minh đảo trong biển trong phạm vi, hắc y thanh niên mới vừa bắt thông điện thoại, liền nghe một đạo mãnh liệt dòng khí thanh từ trên không vang lên, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một trận chiến cơ xoay quanh ở du thuyền phía trên. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, thanh niên trong tay di động theo tiếng mà toái. Chiến cơ thượng, một người dáng người quyến rũ, tóc ngân bạch nữ nhân tự chiến cơ thượng nhảy xuống, nàng kia tinh xảo đến không thể bắt bẻ ngũ quan, làm hắc y thanh niên nhìn có chút ngây ngốc. Người mang theo piece tín vật thượng đảo, tóc bạc mỹ nữ, phát ra chuông bạc thanh âm. Hắc y thanh niên, si ngốc gật đầu. Chương 586 có thể đối phó hắn. Xuất hiện ở hắc y thanh niên trước người tóc bạc mỹ nữ, đúng là trước quang minh đảo 10 vương chi nhất, năm màu vương giới người sở hữu, mị hoặc Chessia. Chessia vung tóc dài, thong thả ung dung đi đến hắc y thanh niên trước người, nghịch ngợm dạo qua một vòng, người cũng biết, ta là ai. Hắc y thanh niên trong mắt mang theo si mê, chậm rãi lắc đầu. Đây là Chessia đại nhân, chiến cơ thượng, vang lên một đạo tiếng quát. Chessia, hắc y thanh niên thân thể chấn động, quang minh đảo 10 vương chi nhất, hắn như thế nào không nghe nói qua. Peace đáp ứng rồi ngươi phải đối phó Sa Tăng thỉnh cầu, chẳng qua. Chessia đối hắc y thanh niên hơi hơi mỉm cười, các ngươi muốn đổi cái phương pháp, không cần nói cho ngươi chủ nhân thân phận của hắn, từ hắn bên người người xuống tay, minh bạch sao. Chessia duỗi tay khơi mào hắc y thanh niên cầm. Minh bạch, hắc y thanh niên si mê gật đầu. Mị hoặc ma nữ Chessia, Trương Huyền đã từng nói qua, nàng là thế giới này tốt nhất tinh thần bác sĩ, có thể ở bất chi bất giác chung làm người lâm vào bị thôi miên trạng thái. Nếu minh bạch, liền đi làm đi, khanh khách, Chessia phát ra chuông bạc tiếng cười. Chiến cơ thượng rơi xuống một cây dây thừng ở Chessia trước người, Chessia nhẹ nhàng bắt lấy dây thừng, đi theo chiến cơ bay khỏi. Thẳng đến chiến cơ rời đi 5 phút, hắc y thanh niên trên mặt si mê mới tan đi. Hắn bắt thông Triệu tiên sinh điện thoại, nhị ra, Peace tiên sinh đồng ý, chẳng qua, chúng ta muốn đổi loại phương pháp. Chiến cơ thượng, Chessia vẻ mặt chán ghét trà lau chính mình ngón tay, đây là vừa mới đụng vào quá hắc y thanh niên cầm địa phương, ở Chessia dưới chân, đã ném vô số trắng tinh khăn tay, phun nước sát trùng, nhưng nàng như cũ dùng sức xoa ngón tay. Bốn tổ thế nào, Chessia một bên trà lau ngón tay, một bên hỏi. Toàn diệt, chiến cơ người điều khiển trả lời. Đường gia cốc hoàn toàn hủy diệt, một người cũng chưa ra tới, chỉ sợ hiện tại người đã toàn đến quang minh đảo. À, ta đã sớm đoán được, Chessia khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, mặt hướng kia khoảng cách vô số hải vực ở ngoài đảo nhỏ, trong miệng lẩm bẩm, Trương Huyền ca ca, người càng ngày càng ra ngoài ta dự kiến đâu. Chiến cơ bay thẳng phía chân trời, biến mất với trời xanh phía trên. Trương Huyền đồng dạng với một trận trên phi cơ, ở trời xanh xoay quanh. Hắn dựa vào trên chỗ ngồi, dĩ vãng loại này lên đường thời điểm, Trương Huyền đều sẽ lẳng lặng chờ đợi, tâm thái bình thản, nhưng hắn không biết chính mình lần này là làm sao vậy, trong lòng tràn ngập nóng nảy, có một loại muốn phát giận xúc động. Trương Huyền thực minh bạch, loại này nóng nảy tâm cảnh, cũng không phải một chuyện tốt, nhưng hắn chính là vô pháp khống chế chính mình, chỉ có thể làm chính mình nhắm mắt lại, mau chóng lâm vào giấc ngủ trạng thái. Phi cơ ở liên tục phi hành mười mấy tiếng đồng hồ. Trải qua một lần nhiên liệu tăng thêm sau, đáp xuống ở Ngân Châu sân bay. Phi cơ vừa ra hạ, còn không có đình ổn, Trương Huyền liền chủ động mở ra cửa khoang, nhảy xuống, hắn không biết vì sao, trong lòng tràn ngập một cổ táo bạo, cảm giác chính mình muốn lại ở trên phi cơ đãi đi xuống, liền phải điên mất. Đương chân dẫm mặt đất sau, hắn trong lòng cuối cùng thoải mái rất nhiều. Nhìn thời gian, buổi chiều 3 giờ, hiện tại đã nhập thu, trong gió nhẹ đã mang theo chút hàn ý. Trên đường người tất cả đều thu hồi quần đùi váy ngắn. Trương Huyền đi ra sân bay, hơi chút suy nghĩ một chút, liền đánh xe hướng Lâm Thị đi. Tới rồi Lâm Thị, mới vừa tiến đại môn, Trương Huyền liền nghe được bên tai truyền đến Vân An Thanh. Trương Tiên Sinh ngươi đã trở lại. Trương Tiên Sinh hảo. Trương Huyền nghe đến mấy cái này Vân An Thanh, mày nhăn lại, hắn thấy hai gã trước đài chạm không phải thực thẳng, trong lòng một cổ xúc động liền phải mở miệng quát lớn. Nhưng vẫn là cố nén xuống dưới, đây là ở phía trước chưa từng có phát sinh quá sự, Trương Huyền người này, ở đối đãi rất nhiều chuyện thời điểm, đều thực Phật hệ, tuyệt đối không có khả năng bởi vì công ty trước đài trạm tư mà tâm sinh bất mãn. Đồng thời hắn nhìn đến trên mặt đất có một khối vết bẩn, cũng nhịn không được muốn ra tiếng. Trương Huyền dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng nghi hoặc chính mình đây là làm sao vậy,
vì cái gì đột nhiên liền trở nên lo âu lên, chẳng lẽ là gần nhất trong đầu một chút ùa vào đồ vật quá nhiều, làm đến chính mình áp lực quá lớn. Đi vào thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Trương Huyền một chút thang máy, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt, chính mình lúc này mới đi mấy ngày, Lâm thị tầng cao nhất bố cục, như thế nào liền hoàn toàn biến dạng. Nguyên bản Lâm thị tầng cao nhất, chỉ có một gian Lâm Thanh Hạm văn phòng, cùng bí thư Lý Na làm công địa phương, nhưng hiện tại thế nhưng chia làm ba cái văn phòng. Trương Huyền phóng nhãn nhìn lại, ở trong đó một gian cửa văn phòng thượng, thấy được Hằng Viễn Thương Mậu bốn cái chữ to. Này tình huống như thế nào? Trương Huyền trong lòng nghi hoặc một tiếng. Này nghi hoặc vừa mới ra, trước mặt văn phòng đại môn, đã bị người từ bên trong mở ra. Thân xuyên vàng nhạt sắc áo gió Tần Nhu, xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt, Tần Nhu tóc khoác hạ, cao gầy dáng người khiến cho cái này áo gió mặc ở trên người phá lệ đột hiện khí chất. Tần Nhu thấy Trương Huyền nháy mắt, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau kinh hỉ nói, Trương Huyền, ngươi đã trở lại. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn mắt biển số nhà, Tần Nhu, ngươi đây là. Tần tổng công ty ra điểm vấn đề, tiền thuê nhà vừa vặn cũng đến kỳ, vừa vặn Lâm thị không một tầng, liền thuê cấp Tần tổng. Phòng trong, lại vang lên một nữ nhân thanh âm. Lâm Thanh Hạm ăn mặc một kiện lược hiện trung tính màu xám áo khoác, tóc ở sau đầu chát khởi, như vậy phối hợp, cho người ta một loại phá lệ tinh luyện cảm giác, ở không mất nữ nhân mỹ cảm đồng thời, lại cho người ta một loại soái khí phong cách. Hai nữ nhân đứng chung một chỗ, khó có thể thuyết minh ai càng mỹ một phân, là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách. Khi nào trở về, Lâm Thanh Hạm đứng ở Tần Nhu bên người, hướng Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Mới vừa xuống phi cơ, Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm mở ra hai tay, lão bà, đã lâu không thấy, ôm một cái. Thôi đi ngươi, Lâm Thanh Hạm phiên Trương Huyền liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một mạt ửng đỏ. Tần Nhu mắt đẹp chung có chút hụt hẫng, cái kia, hai người trước liêu, ta còn có việc muốn vội. Lâm Thanh Hạm một bước bán ra Tần Nhu văn phòng, hướng Trương Huyền ngoắc ngón tay, đến đây đi, có việc cho ngươi nói. Hảo, Trương Huyền cười hắc hắc, đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau, chiều Lâm Thanh Hạm văn phòng đi đến. Tần Nhu nhìn hai người bóng dáng, nhấp nhấp môi, đóng lại văn phòng đại môn. Tiến Lâm Thanh Hạm văn phòng, Trương Huyền liền nhàn nhã nằm ở to rộng bằng da trên sofa. Lâm Thanh Hạm giúp Trương Huyền đổ ly trà, ngồi vào Trương Huyền bên cạnh, mở miệng nói, Tần tổng công ty đã xảy ra chuyện, ngươi nhìn xem này đó đi. Lâm Thanh Hạm đồng thời ném cho Trương Huyền mấy phân hợp đồng. Trương Huyền mở ra hợp đồng, nhìn lướt qua, mày nhăn lại, này đó đều là Tần Nhu thiêm. Đúng vậy, Tần tổng tự mình thiêm. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, cười khổ một chút. Này không phải đưa tiền sao? Trương Huyền khó hiểu, này mấy phân hợp đồng đều là Hằng Viễn mới nhất cùng người ký kết, mặt trên ích lợi phân phối, phi thường không hợp lý, Hằng Viễn quả thực chính là ở làm người bạch làm công. Chương 587 táo bạo. Còn có cái này thuê nhà hợp đồng, người cũng xem một chút. Lâm Thanh Hạm lại đưa cho Trương Huyền một phần văn kiện. Tiền thuê nhà dâng lên 50%, miếng đất kia cũng không có cái gì tốt thương nghiệp hạng mục đi. Chẳng sợ Hằng Viễn hiện tại phát triển hảo, nhưng tiền thuê nhà cũng không nên như vậy chướng mới đúng. Bọn họ đương Tần Nhu là ngốc tử sao? Trương Huyền mày nhăn càng ngày càng gấp. Tần tổng gần nhất có chút không thích hợp. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ta nhìn Tần tổng gần nhất ký kết một ít hợp đồng, hoàn toàn toàn là ai đến cũng không cự tuyệt. Hai ngày này Tần tổng ở Lâm thị làm công, đàm phán thời điểm không có một chút tự tin, ta hoài nghi này cùng nàng suy nhược tinh thần sự tình có quan hệ. Lâm Thanh Hạm nói đến lúc này, trên mặt toàn là lo lắng. Theo ta mấy ngày nay quan sát, Tần tổng ở bình thường sinh hoạt phương diện, không có gì vấn đề, nhưng mỗi lần gặp được yêu cầu nàng làm quyết định sự khi, hoàn toàn không có chủ kiến, căn bản là người khác nói cái gì, nàng liền ứng gì đó thái độ, cũng may này đó hợp đồng bị ta ngăn lại tới, gần nhất một ít hợp tác đàm phán, cũng đều là ta qua tay, bằng không Hằng Viễn chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng. Trương Huyền uống ngụm trà, duỗi tay ở trên bàn không ngừng gõ, cho nên ngươi làm Tần Nhu đem Hằng Viễn dọn đến Lâm thị tới. Đúng vậy. Lâm Thanh Hạm gật đầu, Tần tổng tới này, ta hoặc nhiều hoặc ít có thể chiếu cố đến, mặc kệ nói như thế nào, Tần tổng hiện tại biến thành như vậy, ta đều có trốn không thoát quan hệ, chỉ có thể làm một chút không đáng nói đến sự, tới bồi thường nàng. Lâm Thanh Hạm thở dài một tiếng, giữa mày toàn là bất đắc dĩ. Hảo lão bà, người cũng đừng vì việc này tự trách, chúng ta ai đều không nghĩ như vậy. Trương Huyền đứng dậy, đi đến Lâm Thanh Hạm phía sau,
duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nữ nhân vai ngọc, đem Hằng Viễn trực tiếp thêm đến Lâm Thị tới, ngươi cũng thừa nhận rồi không ít áp lực đi, Lâm Thị bản thân liền đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, là cái đích cho mọi người chỉ trích, Hằng Viễn phát triển lại bị mọi người xem ở trong mắt, ngươi như vậy cách làm, khẳng định làm bên ngoài truyền không ít nhàn thoại. Lâm Thanh Hạm thở dài, không nói gì. Đúng lúc này, văn phòng cửa phòng bị người gõ vang, bí thư Lý Na thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Lâm Tổng, những phóng viên này lại tới nữa, chỉ sợ lần này ngươi không ra mặt đều không được. Lâm Thanh Hạm nghe thấy cái này, phiên mắt Trương Huyền, ngươi thật là cái miệng quạ đen, nói cái gì liền tới cái gì. Lâm Thanh Hạm nói xong, hướng ngoài cửa nói, kéo một chút, ta lập tức liền đi xuống. Vài phút sau, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền xuất hiện ở công ty lầu một đại sảnh. Trương Huyền nhìn đến, công ty trước cửa, đã chen đầy phóng viên, các loại camera, microphone, bị người cầm ở trong tay, nếu không phải Lâm Thị An bảo lực lượng cường đại, này đó phóng viên đã sớm vọt vào tới. Lâm Tổng, thỉnh các ngươi giải thích một chút, vì cái gì sẽ đột nhiên giá rẻ cho thuê một chỉnh tầng lầu cấp Hằng Viễn thương mậu, này trong đó có cái gì không thể cho ai biết sự tình sao? Theo chúng ta điều tra, Lâm Thị một cái tầng lầu, mỗi năm tiền thuê là 130 vạn, Lâm Thị vì cái gì sẽ đột nhiên làm như vậy? Có người tin nóng nói, Hằng Viễn sắp tới hợp đồng, đều là Lâm Thị Lâm Tổng ký thay, xin hỏi đây là vì cái gì đâu? Hằng Viễn Tần Tổng đã có 4 ngày đều không có trở lại chính mình nơi, xin hỏi Lâm Thị hay không ở phương diện nào đó hạn chế Tần Tổng tự do? Có thể hay không thỉnh Tần Tổng lộ diện? Này đó phóng viên đưa ra vấn đề, một đám đều phi thường xảo quyệt. Làm người không hảo trả lời, một khi trả lời sai rồi, kia kế tiếp vấn đề càng nhiều, thả mấy vấn đề này, đều là có chứa công kích tính, nếu Lâm Thanh Hạm bảo trì trầm mặc, như vậy ngày mai đầu đề sẽ viết như thế nào? Hằng Viễn Chủ tịch Tần Nhu với Lâm Thị biến mất 4 ngày, Lâm Thị không ra mặt đáp lại. Từ này đó phóng viên xuất hiện bắt đầu, chính là tất cả đều giữ mưu hảo. Đương thấy Lâm Thanh Hạm xuất hiện, này đó tế ở cửa phóng viên, tất cả đều giống như điên rồi giống nhau. Hướng bên trong tệ tới. Lâm Tổng, thỉnh ngươi trả lời một chút. Lâm Tổng, ngươi vì cái gì không nói, là có cái gì âm mưu sao? Xin hỏi Hằng Viễn Tần Tổng hiện tại còn sống sao? Một cái lại một vấn đề, cái dạng gì đều có thể hỏi ra tới, càng hỏa bạo đồ vật, càng hấp dẫn trong mắt, mấy thứ này, Lâm Thanh Hạm xử lý không tốt, liền sẽ dẫn tới Lâm Thị đã chịu rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, há miệng thở dốc. Vừa muốn mở miệng trả lời, liền nghe một đạo tiếng quát từ bên tai vang lên. Hỏi cái gì hỏi, ai hắn sao cho các ngươi tại đây kêu, muốn chết sao? Đều cấp lão tử cút đi, có nghe thấy không? Này một tiếng quát mắng, đừng nói những phóng viên này, chính là Lâm Thanh Hạm, đều bị hoảng sợ. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía chính mình bên người Trương Huyền, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, phát ra quát lớn người, đúng là Trương Huyền. Ở Lâm Thanh Hạm trong ấn tượng, Trương Huyền căn bản là không phải như vậy xúc động người, hắn đối đại cục nhận chi, so với chính mình muốn rõ ràng rất nhiều. Những phóng viên này ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, toàn phục hồi tinh thần lại, liền cùng nổ tung hoa con kiến giống nhau, tung ra đủ loại vấn đề. Xin hỏi ngươi là người nào? Ta có thể cho rằng ngươi vừa mới lời nói là đối chúng ta nhân thân uy hiếp sao? Các ngươi như vậy, là muốn cố ý vùi lấp sự thật. Chẳng lẽ... Lâm Thị cho rằng chính mình có thể một tay che trời, không đem nhân dân cùng phía chính phủ để vào mắt sao? Này đó phóng viên, có thể bắt lấy một người trong giọng nói kém lậu, hỏi ra rất nhiều vấn đề, càng đừng nói Trương Huyền vừa mới lớn tiếng như vậy quát lớn, một chút khiến cho này đó phóng viên tìm được vô số vấn đề tới đặt câu hỏi, bao gồm Trương Huyền vừa mới hét lớn một màn, cũng đều bị ghi lại xuống dưới, ngày mai tuyệt đối sẽ đặt ở tin tức thượng. Bí thư Lý, Trương Huyền đi công tác quá mệt mỏi. Trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Hạm liền cấp Lý Na đưa mắt ra hiệu. Lý Na sao có thể không rõ là chuyện như thế nào, vội vàng giữ chặt Trương Huyền, chiều đại sảnh bên cạnh một phòng đi đến, những phóng viên này làm bộ liền phải hướng Tiến Dũng, bị bảo an ngăn cản xuống dưới. Hảo, các vị, ta tưởng, các ngươi vấn đề, ta có thể trả lời. Lâm Thanh Hạm duỗi khai đôi tay, lãng thịnh nói, các ngươi hỏi Tần Tổng vì cái gì ở chúng ta Lâm Thị, ta có thể minh xác nói cho các vị. Hằng Viễn đã cùng chúng ta Lâm Thị đạt thành hợp tác quan hệ, bao gồm Lâm Tổng bản nhân, cũng là ở tại nhà của ta chung. Lâm Tổng, chúng ta yêu cầu biết, vừa mới vị kia là người nào, là người tiên sinh sao? Người tiên sinh là Hắc Đạo xã đoàn phần tử sao? Một người phóng viên cấp bách hỏi ra. Lâm Thanh Hạm ánh mắt chừng, cơm có thể ăn bậy,
lời nói không thể loạn giảng, nếu ngươi khăng khăng bôi đen ta trượng phu, ta hoàn toàn có thể cáo ngươi bôi nhọ. Tên này phóng viên nghe xong, không những không sợ, ngược lại thực bừa bãi, Lâm Tổng, ta việc nào ra việc đó, ngươi trượng phu vừa mới uy hiếp chúng ta mọi người nhân thân an toàn. Ở Lâm Thị đại sảnh bên cạnh trong phòng, Trương Huyền vẫn luôn làm hít sâu, vừa mới, ngay cả chính hắn cũng không biết sao lại thế này, nhìn đến những phóng viên này không ngừng mà đưa ra nhằm vào vấn đề, liền một giây đồng hồ đều nhịn không nổi, hô lên những lời này đó, này cùng hắn tính cách, hoàn toàn không hợp. Chương 588 vô pháp ức chế táo bạo. Trương Huyền nỗ lực bình tĩnh chính mình nội tâm, đến bây giờ, hắn đều có một cổ lao ra đi đem những phóng viên này bóp chết xúc động. Làm sao vậy, ta này rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Huyền gắt gao nhịn xuống trong lòng xúc động, không ngừng hỏi chính mình, tự rời đi quang minh đảo kia một khắc khởi, hắn tâm liền không có bình ổn quá, thời khắc ở vào một loại sao động giữa. Lý Na cấp Trương Huyền phao ly trà. Thật lâu sau, Lâm Thanh Hạm từ cửa đi đến, nhìn mắt Trương Huyền, không nói gì. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, cũng biết chính mình vừa mới hành động, cấp Lâm Thanh Hạm thêm không ít phiền toái, vừa định nói cái gì đó xin lỗi nói, liền nghe Lâm Thanh Hạm nói, buổi tối muốn ăn điểm cái gì, ngươi vừa trở về, cho ngươi đón gió. Ở Lâm Thanh Hạm trên mặt, không có một chút trách tội Trương Huyền ý tứ. Cái này làm cho Trương Huyền trong lòng ấm áp, trong lòng táo bạo cũng giảm bớt rất nhiều, không bằng chúng ta đi ăn chút quán ăn khuya hảo. Đều được, hôm nay cho ngươi đón gió, ngươi nói tính, ta đi lấy xe, ngươi đi kêu Tần Tổng. Lâm Thanh Hạm giơ lên trong tay chìa khóa xe, quay người đi ra cửa phòng. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia mạn diệu bóng dáng, nữ nhân này tuy rằng ngoài miệng chưa bao giờ nói cái gì, nhưng nàng đối người khác quan tâm, trước nay đều sẽ không thiếu. Trương Huyền đi vào Lâm Thị tầng cao nhất, mới ra thang máy, liền thấy Tần Nhu chính hướng trốn đi. Đây là muốn đi đâu à? Trương Huyền nhìn thời gian, bất quá buổi chiều 5 giờ rưỡi mà thôi. Tần Nhu đối Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, người đã trở lại, ta cũng không hảo lại ở tại Lâm Tổng nơi đó, chuẩn bị đi thu thập một chút. Trương Huyền mới vừa đã nghe Lâm Thanh Hạm giảng quá Tần Nhu ở nàng nơi đó ở, hướng Tần Nhu mở miệng nói, phòng nhiều như vậy, liền đợi bái, dù sao hai người ngày thường cùng nhau đi làm cũng phương tiện, đi thôi, đi ăn quán ăn khuya. Trương Huyền nói xong, không khỏi phân trần, lôi kéo Tần Nhu cánh tay liền chiều thang máy đi đến. Đối với Tần Nhu bệnh tình, Trương Huyền cũng thực lo lắng, lại nghe Lâm Thanh Hạm nói những cái đó xong việc, càng không yên tâm Tần Nhu một người ở tại chính mình này, đại gia nhiều ít cũng có thể lẫn nhau gian có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương Trương Huyền cùng Tần Nhu đi vào ngầm gara thời điểm, Lâm Thanh Hạm đã đem xe tại đây đình hảo. Lâm Thanh Hạm đối Tần Nhu quăng hạ đầu, đi thôi Tần Tổng, hôm nay Trương Huyền mời khách, nhiều ít tể hắn một đốn. Tần Nhu hơi hơi mỉm cười, kéo ra cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Trương Huyền trợn trắng mắt, xem ra hai người trong khoảng thời gian này ở chung không tồi. Dọc theo đường đi, Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu liêu thật sự khai, đều là chút nữ nhân gian đề tài, đồ trang điểm A, bao gì đó. Trương Huyền ngồi ở ghế sau, nhìn phía trước hai nữ nhân, trong lòng bình tĩnh không ít. Ba người đi ra bình thường quán ăn khuya, tùy tiện ăn vài thứ, sắc trời liền có chút phiếm đen. Về đến nhà sau, Trương Huyền trước tiên liền hướng chính mình phòng đi đến, mới vừa đẩy ra cửa phòng, Trương Huyền liền nghe được phía sau có người gọi lại hắn. Trương Huyền. Ân, Trương Huyền quay đầu lại, liền thấy Tần Nhu đứng ở chính mình phía sau, làm sao vậy? Ngươi, Tần Nhu chỉ Trương Huyền đẩy ra nửa thanh cửa phòng, có thể nhìn đến trong phòng treo quần áo, ngươi cùng Lâm Tổng, không trụ một khối. Này, Trương Huyền bị Tần Nhu hỏi sửng sốt, hắn thật đúng là không có ý thức được vấn đề này, hiện tại cũng không biết nên như thế nào giải thích. Ta chính là, Trương Huyền là được nửa ngày, cũng không tìm được gì thích hợp lý do, trong phòng treo tất cả đều là hắn quần áo, không phải tùy tiện một cái cớ là có thể qua loa lấy lệ quá khứ. Tần Nhu che miệng cười, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có mị lực, có thể đem Lâm Tổng mê thành cái dạng gì, kết quả cuối cùng là ta đánh giá cao ngươi Nga. Tần Nhu nói xong, quay người đi đến, để lại cho Trương Huyền một cái mạn diệu bóng dáng. Trương Huyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trở lại trong phòng, nằm đến trên giường liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa lượng, một trận đinh linh leng keng thanh âm, xuyên thấu qua cửa sổ, từ ngoài cửa sổ truyền tiến Trương Huyền trong tai, sinh sôi đem Trương Huyền cấp đánh thức. Trương Huyền cầm lấy gối đầu che ở trên đầu, nhưng thanh âm kia như cũng nghe rành mạch.
Trương Huyền một phen từ trên giường xoay người lên, mở ra cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện một căn biệt thự đang ở trang hoàng vòng bảo hộ, kia đinh lánh quang lang thanh âm chính là đối diện phát ra. Một cổ táo bạo từ Trương Huyền đáy lòng sinh ra, hắn cố nén chửi ầm lên xúc động, nhìn thời gian, đã qua 8 giờ, đối phương hoàn toàn phù hợp xã khu trang hoàng thời gian tiêu chuẩn. Trương Huyền vẻ mặt phiền chán ra khỏi phòng. Lão công, ngươi nhìn thấy ta kia khối đồng hồ sao, ta mấy ngày nay cũng chưa tìm được. Trương Huyền mới ra môn, Lâm Thanh Hạm dò hỏi thanh liền từ bên cạnh vang lên. Cho tới nay, Lâm Thanh Hạm có tìm không thấy đồ vật, đều thói quen đi hỏi Trương Huyền, Trương Huyền mỗi lần đều có thể rõ ràng nói cho nàng. Nhưng lần này bất đồng. Nghe được Lâm Thanh Hạm vấn đề nháy mắt, một cổ vô pháp ức chế bực bội cảm liền nảy lên Trương Huyền trong lòng. Trương Huyền không kiên nhẫn trả lời nói, không biết, chính mình đồ vật không biết phóng được chứ. Trương Huyền lời này vừa ra, đang ở thang lầu từ dưới hướng lên trên đi Lâm Thanh Hạm, thân hình bỗng nhiên chấn động, trên mặt biểu tình đọng lại, đây là Trương Huyền cùng nàng kết hôn lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên, lấy như vậy ngữ khí, cùng nàng nói chuyện. Không riêng gì Lâm Thanh Hạm sửng sốt, ngay cả Trương Huyền bản nhân, cũng là đột nhiên lăng ở phòng cửa. Chính mình đây là, làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ đối Thanh Hạm gầm rú? Cái loại này nồng đậm xin lỗi dưới đáy lòng diễn sinh, Trương Huyền vội vàng duỗi tay, lão. Trương Huyền trong miệng vừa mới ra một chữ, liền thấy Lâm Thanh Hạm đã đi nhanh chạy xuống thang lầu. Trương Huyền ảo não chùy chùy đầu mình, hai ngày này, cảm xúc không chịu khống chế lợi hại, xem ra chính mình cần thiết nhìn xem bác sĩ tâm lý, cấp Tần Nhu thỉnh cái kia bác sĩ tâm lý. Hẳn là hai ngày này liền phải tới rồi đi, đến lúc đó thuận tiện cho chính mình cũng nhìn xem. Trương Huyền chạy đến phòng vệ sinh chung, dùng nước lạnh rửa mặt, hoàn toàn làm chính mình bình tĩnh một chút, tuy rằng phía bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang vẫn là làm hắn nội tâm phá lệ không thoải mái, nhưng đã sẽ không giống vừa mới như vậy khống chế không được chính mình. Đi vào dưới lầu, Trương Huyền nhìn đến Lâm Thanh Hạm đang định ở trong phòng bếp, không biết mân mê cái gì. Thực mau! Lâm Thanh Hạm bưng một cái mâm từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến Trương Huyền, một chút cũng không tức giận bộ dáng, hướng Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, rửa mặt xong rồi. Bữa sáng làm tốt, tới ăn đi, tuy rằng cùng thủ nghệ của ngươi vô pháp so, bất quá cũng có thể tạm chấp nhận một chút. Trương Huyền nhìn mắt, bàn chung là hai phân bình thường chiên trứng, ở Lâm Thanh Hạm mặt khác một bàn tay, còn cầm một ly hiện ma sữa đậu nành. Trương Huyền phía trước chính là biết đến, Lâm Thanh Hạm căn bản sẽ không nấu cơm. Ngay cả phòng bếp đều không thế nào tiến, nhìn đến Lâm Thanh Hạm hiện tại biến hóa, làm Trương Huyền trong lòng thua thiệt càng sâu, nghĩ chính mình vừa mới hướng Lâm Thanh Hạm gầm rú một màn, Trương Huyền liền hận không thể cho chính mình một cái tát. Lão bà, ta vừa mới. Lão công, thực xin lỗi. Trương Huyền nói còn không có ra, liền nghe được Lâm Thanh Hạm xin lỗi thanh. Chương 589, trong lòng dã vọng. Lâm Thanh Hạm đem mâm đồ ăn phóng tới trên bàn. Chậm rãi đi đến Trương Huyền trước mặt, là ta quá không hiểu chuyện, cho tới nay, ta đều thói quen chuyện gì đều đến cho ngươi đi chiếu cố, có cái gì vấn đề, chính mình không đi suy xét, liền đi trước hỏi ngươi. Lão bà, ta, Trương Huyền mới vừa há mồm, Lâm Thanh Hạm liền chủ động từ trước người ôm lấy hắn. Lão công, ta biết, ngươi có thuộc về chuyện của ngươi, đó là ta tiếp xúc không đến, vô pháp cho ngươi trợ giúp sự tình, ta có thể nhìn ra tới, ngươi lần này trở về. Tinh thần vẫn luôn đều có vẻ thực áp lực, thực xin lỗi, là ta vẫn luôn đều cho ngươi thêm phiền toái, về sau, ta sẽ không ở như vậy, ngươi đừng giận ta, hảo sao? Trương Huyền nghe Lâm Thanh Hạm nói, hơi hơi cúi đầu, liền thấy Lâm Thanh Hạm chính ngẩng đầu nhìn chính mình, ở nữ nhân trong mắt, mang theo một loại đáng thương hề hề thần sắc. Ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm ánh mắt nháy mắt, Trương Huyền trở tay ôm Lâm Thanh Hạm, lão bà, cảm ơn ngươi. Có đôi khi... Có một số việc căn bản không cần phải nói quá minh bạch, hai người trong lòng rõ ràng liền hảo, vợ chồng hai người sinh hoạt, vô pháp tính quá thanh, tính quá rõ ràng, liền không phải sinh sống. Bữa sáng qua đi, Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu cùng nhau, đi trước Lâm Thị tập đoàn, mà Trương Huyền, tắc không có đi công ty, hắn ngày hôm qua làm ra sự, đã bị phóng viên theo dõi, nếu hôm nay lại tùy tiện xuất hiện, nhất định sẽ bị những phóng viên này vây công. Hơn nữa Trương Huyền bản nhân. Cũng không phải rất muốn đi công ty, hắn không có tin tưởng, chính mình ở nhìn thấy những phóng viên này thời điểm, có thể ngăn chặn trong lòng táo bạo, kia táo bạo tới thật sự là quá kỳ quái, làm hắn đều có chút sợ hãi, cho nên, Trương Huyền lựa chọn đi một cái không ai địa phương, hảo hảo quen thuộc khí.
Bản thân trong nhà sân là một cái thực tốt lựa chọn, nhưng đối diện đinh lánh quang lang thanh âm, thật sự là làm Trương Huyền tĩnh không dưới tâm tới. Trương Huyền lựa chọn địa phương, là ngoại ô công viên, cái này công viên, xanh hóa thực hảo, mỗi ngày tập thể dục buổi sáng cùng cơm chiều sau thời gian, đều có không ít người, đi làm điểm, nhân số nhưng thật ra tương đối mà nói thiếu rất nhiều, chỉ có một ít lui hưu lão nhân, thích ở công viên nội đi dạo. Công viên trung tài đầy thụ, hiện tại cái này mùa, lá cây đã ố vàng, thỉnh thoảng sẽ bay xuống hai mảnh lá cây, rơi xuống trên mặt đất. Trương Huyền nhìn mắt bốn bề vắng lặng, hít sâu một hơi, theo sau cả người cơ bắp thống nhất phát lực, trong nháy mắt này, một tầng vô hình cái lồng khí, trải rộng Trương Huyền toàn thân, loại này toàn thân cùng nhau phát lực phương pháp, Trương Huyền từ ban đầu căn bản vô pháp làm được, đến bây giờ đã vận dụng tự nhiên. Hắn hiện tại phải làm, là làm thân thể của mình, càng tốt đem khí phát huy ra tới, cũng là một loại hòa khí cộng dung, chỉ có tốt nhất cộng dung, mới có thể làm thân thể thích ứng trong cơ thể khí. Đương phù hợp độ đạt tới một cái độ cao khi, Trương Huyền liền có thể nếm thử hấp thu càng nhiều khí tiến vào trong cơ thể. Trương Huyền có cảm giác, chính mình trong cơ thể khí, là hữu hạn, nhưng cụ thể hạn độ là nhiều ít, Trương Huyền còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn minh bạch chính là, khí thứ này, khẳng định là càng nhiều càng tốt, lúc trước chính mình một chút dùng 4/5 dược tề, có thể chống đỡ, liền chứng minh thân thể cực hạn đặt ở nơi đó, lúc trước trong cơ thể khí, không biết là hiện tại nhiều ít lần, cái loại này cường độ. Cái loại này liều thuốc khí, hoàn toàn toàn có thể chống đỡ chính mình ở không trung đạp bộ. Nếu bình thường thời kỳ trong cơ thể cũng có thể chứa đựng nhiều như vậy khí, kia chẳng phải là sống sờ sờ lục địa thần tiên. Trương Huyền thể hội quá đương sơ cường đại, trong lòng có thuộc về chính hắn dã vọng. Đương khí bao trùm Trương Huyền toàn thân thời điểm, Trương Huyền lại bắt đầu giống phía trước như vậy, từ một quyền một chân bắt đầu luyện khởi, lần này hắn chẳng những có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình mỗi đánh ra một quyền một chân vận may đã phát sinh biến hóa, càng là có thể tiến hành càng tỉ mỉ khống chế. Tỉ như nói, một roi chân đá ra khi, khí trưởng thành tiên bộ dáng rút ra, Trương Huyền có thể hơi chút thay đổi một chút này roi dài quỹ đạo, do đó đánh tới chân đá người thượng 3 phần, khí trừ người thượng 2 phần hiệu quả, này nếu có thể ở đối địch khi linh hoạt dùng ra, kia cùng cấp vì thế làm cá nhân chiến lực phiên một đại lần A. Trương Huyền chỉ là ở trong đầu hơi chút suy nghĩ một chút có thể tạo được hiệu quả, liền cảm giác hưng phấn mạc danh, đồng thời hắn trong lòng cũng có chút cảm khái, phía trước chính mình, nhìn như đã cực kỳ cường đại, nhưng cùng ngự khí cao thủ so sánh với, còn kém quá nhiều, không biết chính mình khi nào có thể đạt tới ngày đó ở trên đảo cái kia hắc y nhân tiêu chuẩn. Lúc trước bị người bắn ra chỉ đánh bay một màn, đến bây giờ đều làm Trương Huyền ký ức khắc sâu, như một khối tảng đá lớn đè ở ngực, khó có thể thở dốc. Trương Huyền bắt đầu luyện quyền, bất chi bất giác liền say mê trong đó, ở hắn luyện quyền trong quá trình, trong lòng kia cổ táo bạo chậm rãi biến mất. Nếu giờ phút này, tương lai dùng nàng dụng cụ quan sát Trương Huyền, là có thể nhìn đến, theo Trương Huyền đối khí vận dụng càng thêm tự nhiên, trong thân thể hắn màu trắng dòng khí, dần dần áp chế màu đỏ dòng khí. Trương Huyền đánh ra một quyền một chân, này sở mang theo khí, ảnh hưởng tới rồi Trương Huyền quanh thân lá dụng, hắn giống như là phim truyền hình võ lâm cao thủ giống nhau. Đang lúc Trương Huyền hoàn toàn đắm chìm trong đó khi, một hồi chuông điện thoại thanh, đem Trương Huyền đánh gãy. Trương Huyền lấy ra điện thoại, nhìn mắt điện báo người, tiếp khởi, Tử Huyền, làm sao vậy? Tỷ phu, ta nghe nói người đã trở lại. Tử Huyền ở trong điện thoại thanh âm có chút nôn nóng. Đúng vậy, ngày hôm qua vừa trở về. Vậy ngươi mau tới tranh chúng ta trường học đi, đã xảy ra chuyện. Tử Huyền nói xong, sợ Trương Huyền không rõ, lại bồi thêm một câu. Về Tôn Lam sự. Trương Huyền cắt đứt điện thoại sau, không có chần chờ, trước tiên chiều Ngân Châu Đại học chạy đến, hắn còn nhớ rõ lần trước Tử Huyền cho hắn nói, hắn đêm đó đưa Tôn Lam hồi khách sạn một màn bị người chụp xuống dưới, ở trường học truyền đến hấp tấp. Ở Trương Huyền chạy tới Ngân Châu Đại học đồng thời, Triệu thị tập đoàn tầng cao nhất văn phòng chung, Hắc Y thanh niên đứng ở Triệu tiên sinh phía sau, nhị gia, ngài tìm ta. Ngày hôm qua nửa đêm đến, Triệu tiên sinh chống quải trượng, đầu cũng không quay lại hỏi. Đúng vậy, Hắc Y thanh niên gật đầu. Triệu tiên sinh xoay người, nhìn chằm chằm Hắc Y thanh niên, mở miệng nói, ta hỏi ngươi, Pis tiên sinh rốt cuộc là như thế nào cùng ngươi nói, ngươi tinh tế giảng cho ta nghe. Nhị ra, Pis tiên sinh ý tứ, tiểu tử này cùng Quang Minh Đảo, đích xác có hợp tác quan hệ, chúng ta nếu trực tiếp động hắn nói, Quang Minh Đảo nếu không ra mặt, liền quá khó coi, Pis tiên sinh dặn dò chúng ta. Có thể từ tiểu tử này bên người nhân thân trên dưới tay, tỉ như hắn lão bà, Lâm Thị.
Hắc y thanh niên đang nói ra Lâm thị hai chữ thời điểm, trong mắt toát ra tinh quang. Này thật là Peace tiên sinh cho ngươi nói. Triệu tiên sinh ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi, liền hắn căn cứ ngày thường nghe đồn, đối Quang Minh đảo lý giải, Quang Minh đảo làm việc toàn bằng yêu thích, không có quy củ, như thế nào sẽ nói ra trực tiếp động tiểu tử này, Quang Minh đảo mặc kệ sẽ quá khó coi loại này lời nói. Thiên chân vạn xác, Hắc y thanh niên gật đầu, trong mắt không có nửa phần giả dối. Nhìn đến Hắc y thanh niên như vậy biểu tình, Triệu tiên sinh yên lòng. Chương 590, muốn khai trừ. Triệu tiên sinh đương nhiên sẽ không nghĩ đến, hắn phái ra đi người, đã bị Chessia thôi miên. Chessia thôi miên phương pháp, cực kỳ cao thần, là làm một người đánh đáy lòng tin phục Chessia theo như lời mỗi một câu. Một người muốn lừa người khác, đầu tiên muốn trước lừa chính mình, ở Hắc y thanh niên trong lòng, đã sớm cho rằng, Chessia lời nói, đó chính là Peace lời nói. Đương Triệu tiên sinh xác định phải đối phó Lâm thị nói là từ Peace trong miệng nói ra khi, trên mặt hắn lộ ra một mạt mỉm cười, hảo, nếu nói như vậy, đối Lâm thị đánh sâu vào, nên gia tăng một ít. Triệu tiên sinh đi đến bàn làm việc trước, ấn xuống trên bàn một cái nút, mở miệng nói, đi làm những phóng viên này, lại đi Lâm thị đi một đợt, đem sự tình làm đại, đúng rồi, Ngân Châu Đại học bên kia sự cũng chú ý một chút, ta muốn cho cái kia họ Trương, thân bại danh liệt. Đe dọa phóng viên, bao dưỡng nữ sinh viên, mấy thứ này, đủ hắn uống một hồ. Đương Trương Huyền đuổi tới Ngân Châu Đại học thời điểm, Tự Huyền đã ở Ngân Châu Đại học cửa chờ đợi Trương Huyền, cùng Tự Huyền ở bên nhau, còn có Trương Thành, cùng với Trương Khiết hai người. Vừa thấy đến Trương Huyền, ba người liền vội vội vàng vàng đi rồi đi lên. Hiện tại tình huống như thế nào? Trương Huyền không có vô nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi. Tỷ phu, sự chúng ta đều nghe Tự Huyền nói. Trương Khiết mở miệng trả lời nói, hiện tại việc này đã thọc đến chính giáo chỗ đi, ngươi cũng biết. Loại sự tình này, đối trường học ảnh hưởng phi thường không tốt, chủ nhiệm đã hạ toàn giáo thông báo phê bình, muốn khai trừ Tôn Lam. Như vậy nghiêm trọng, Trương Huyền nhíu mày. Ai, Trương Thành thở dài, trên thực tế cũng không nên như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc bị bao dưỡng việc này, nói khai, cũng không ở số ít. Hơn nữa Tôn Lam cũng cùng chủ nhiệm giải thích qua, nói ngươi chỉ là đưa nàng đi khách sạn mà thôi. Việc này nghe nhầm đồn bậy, cũng đều ở giáo nội võng, cũng không biết vì cái gì. Ngày hôm qua buổi chiều một đống phóng viên chạy tới, liền hỏi cái này sự, một chút liền thọc lớn, chủ nhiệm bên kia bách với áp lực, cũng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Kia Tôn Lam đâu? Trương Huyền lại hỏi. Ở chính giáo chỗ, nàng mẫu thân cũng tới, hiện tại đang theo chủ nhiệm nói đi. Tự Huyền duỗi tay chỉ một chút, tỷ phu, chúng ta hiện tại cũng qua đi đi, việc này cần thiết đến ngươi ra mặt, chờ phóng viên vừa báo, tỷ của ta khẳng định cũng có thể biết, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta đi cho nàng giải thích. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, đi theo Tự Huyền ba người, chiều chính giáo chỗ đi đến. Một đường đi đến trường học chung, Trương Huyền chú ý tới, có không ít học sinh, đều đối với chính mình chỉ trỏ trỏ, Trương Huyền không cần tưởng, cũng biết bọn họ nói cái gì, nếu ngày đó video đã ở giáo nội võng truyền khai, chính mình cái này nhân vật chính ảnh chụp, tất nhiên cũng truyền được đến chỗ đều là. Những việc này, Trương Huyền chút nào đều không thèm để ý. Trương Huyền một đường đi vào chính giáo chỗ trước cửa, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, liền nghe báo cáo và quyết định sự việc giáo chỗ nội vang lên một đạo nữ tính thanh âm. Lão sư, ta minh xác cho ngươi nói, đó là nhà ta Tôn Lam vị hôn phu, nhà ta Tôn Lam đã tới rồi pháp định kết hôn tuổi, chẳng lẽ cùng chính mình vị hôn phu đơn độc ở chung cũng có sai sao? Thanh âm này vang lên, làm Trương Huyền đẩy cửa động tác một đốn. Trương Huyền thông qua chính giáo chỗ cửa sổ, thấy, này người nói chuyện. Đúng là Tôn Lam cái kia mẹ kế. Vị hôn phu, theo ta được biết, người nọ hẳn là Lâm thị tổng tài trưởng phu đi. Chính giáo chỗ chủ nhiệm là cái mau 60 tuổi hói đầu nam nhân. Kia thì thế nào, Tôn Lam mẹ kế đôi tay chống nạnh, ai quy định nhân gia kết hôn liền không thể ly hôn. Gì, Tôn Lam đứng ở một bên, thẹn thùng lôi kéo nàng mẹ kế ống tay áo, nàng mẹ kế lại đây sẽ nói như vậy, liền nàng cũng chưa nghĩ đến. Được rồi, vị này nữ sĩ. Ta không nghĩ cùng ngươi ở cái này vấn đề thượng dây dưa, đối phương là đàn ông có vợ, hiện tại sự tình nháo thật sự đại, khiến cho thành phố chú ý, chuyện này, trường học không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Chủ nhiệm giáo dục không kiên nhẫn phất phất tay, chuyện này, cần thiết phải cho ra một cái giao đãi. Chủ nhiệm giáo dục vừa dứt lời, liền thấy cửa phòng bị người một phen đẩy ra. Giao đãi, muốn cái gì giao đãi? Trương Huyền đi nhanh từ cửa đi đến.
Tôn Lam mẹ kế vừa thấy đến Trương Huyền, trên mặt lộ ra kinh hỉ, Tôn Lam thế nhưng có thể làm người này ra mặt, kia chứng minh Tôn Lam ở cái này nhân tâm chung vẫn là rất có địa vị sao. Tôn Lam còn lại là vẻ mặt khó xử nhìn Trương Huyền, tỷ phu, cho ngươi thêm phiền toái. Không có gì phiền toái không phiền toái. Trương Huyền không để bụng phất phất tay, nhìn chằm chằm chủ nhiệm giáo dục, ta đưa Tôn Lam đi khách sạn, trái với các ngươi trường học quy định. Nào điều pháp luật quy định ta không thể đưa nàng đi khách sạn. Đưa đi khách sạn, chủ nhiệm giáo dục nhìn Trương Huyền, khinh thường cười, đưa đi khách sạn, cùng ở khách sạn qua đêm, là hai chuyện khác nhau. À, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, tùy tay chiều đem ghế dựa, ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, nói đi, ngươi thu bao nhiêu tiền. Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt biến đổi, cái gì thu bao nhiêu tiền, ngươi không cần nói lung tung. Như thế nào, ngươi có thể nói lung tung, ta không thể. Trương Huyền dựa vào ghế trên, đào đào lỗ tai. Ta tưởng, đã có người cho ngươi chỗ tốt, ngươi cũng nên biết ta thân phận, đắc tội ta hậu quả, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, chuyện này, ngươi thật sự tính toán xé rách ra mặt, cùng ta chơi chơi. Nghĩ kỹ. Trương Huyền nói, làm chủ nhiệm giáo dục thân thể không tự giác run lên. Trương Huyền căn bản không cần chú ý chủ nhiệm giáo dục là cái gì biểu tình, cũng có thể nghĩ đến, này tuyệt đối là có người đưa tiền cho hắn, bằng không hắn chỉ khả năng nghĩ đem chuyện này áp xuống tới. Sẽ không chủ động cắn định Tôn Lam làm cái gì trái với quy định sự. Chủ nhiệm giáo dục nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Huyền, hắn đương nhiên rõ ràng Trương Huyền thân phận, cũng rõ ràng cùng Trương Huyền đối nghịch hậu quả, nhưng tưởng tượng đến đặt ở trong nhà ván giường hạ 50 vạn, hắn liền không thể không ngạnh ngẩng đầu lên ra, ta chỉ là ở trình bày một kiện thật sự. Sự thật, Trương Huyền đối hai chữ này khinh thường một bĩu môi, sự thật hẳn là, ngươi thu người khác chỗ tốt, mượn việc này tới sờ soạng ta, nói đi. Cho ngươi tiền chính là ai, Triệu Thị vẫn là cái nào công ty? Trương Huyền cái thứ nhất liên tưởng đến, chính là Triệu Thị, ở Ngân Châu, trừ bỏ Triệu Thị bên ngoài, không có cái nào tập đoàn sẽ như vậy tích cực cùng Lâm Thị đối nghịch, hơn nữa có phía trước Lý Thị sự tình phát sinh, Triệu Thị cũng là nhất có lý do làm Trương Huyền hoài nghi. Chủ nhiệm giáo dục đồng tử co rụt lại, không khỏi thầm than một tiếng này đó đại nhân vật đáng sợ, tâm tư nhạy bén độ viễn siêu thường nhận, bởi vì cho hắn đưa tiền, đúng là Triệu Thị tập đoàn. Ta không rõ ngươi nói cái gì, ở chất vấn ta thời điểm, ngươi hẳn là ngẫm lại chính mình tác phong vấn đề, đối một cái ở giáo học sinh xuống tay, ngươi hành vi, có thể so với cầm thú. Chủ nhiệm giáo dục vẻ mặt lời lẽ chính đáng nói. Hành, nếu cùng ngươi nói không thông, vậy quên đi. Trương Huyền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, không sao cả vẫy vẫy tay, theo sau hướng Tử Huyền mấy người nói, đi thôi, đãi ở chỗ này không có ý nghĩa, có người thu người khác chỗ tốt, chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng. Trương Huyền nói xong, đi ra chính giáo chỗ văn phòng. Tự Huyền mấy người qua lại liếc nhau, cũng đều đi theo đi ra ngoài. Chương 591, còn có một cái đâu. Trương Huyền chân trước mới vừa đi ra chính giáo chỗ, liền thấy một số lớn phóng viên chen chúc mà đến. Thấy như vậy một màn Trương Huyền cười lạnh một tiếng, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết a, đây là riêng tại đây chờ hắn đâu. Trương Huyền tiên sinh. Xin hỏi ngươi bao dưỡng nữ sinh viên việc này ngươi tưởng như thế nào giải thích? Nghe nói ngươi cùng Lâm Thị Tổng Tài Lâm Thanh Hạm tiểu thư gia đình bất hòa, việc này là thật sự sao? Làm Ngân Châu đệ nhất xí nghiệp lớn người phụ trách, người đối chính mình bao dưỡng nữ sinh viên, tạo thành xã hội không khí ảnh hưởng một chuyện, có cái gì muốn nói sao? Đối mặt phóng viên thật mạnh vấn đề, Trương Huyền Lý đều không đi để ý tới, hắn trong lòng rất rõ ràng, này đó phóng viên, đều là người khác tiêu tiền tìm tới. Vô luận chính mình nói cái gì, đều một chút hữu dụng cũng không có, ngược lại sẽ bị này đó phóng viên bắt lấy trong giọng nói một ít mơ hồ không rõ địa phương tới phóng đại, không nói, mới là biện pháp tốt nhất. Thả, Trương Huyền sẽ không tùy ý sự tình liền như vậy phát triển đi xuống, hiện tại Trương Huyền, đã ở trong lòng có 80% nắm chắc khẳng định, việc này là Triệu Thị Tập đoàn làm. Vốn dĩ đối đãi Triệu Thị Tập đoàn thái độ, Trương Huyền tính toán ở quan vọng một chút, rốt cuộc đối phương là cùng thị tộc liên lụy. Nhưng hiện tại, Trương Huyền không chuẩn bị lại đợi, lần trước Triệu Thị cố ý hãm hại Lâm Thị, lần này lại làm ra nhiều như vậy chuyện xấu, Trương Huyền không phải chưa thấy qua thị tộc, hiện tại thị tộc, giống như cũng chỉ có Lũng Tây Lý Thị, còn có uy hiếp lực tồn tại, còn lại thị tộc, giống như Đường Thị như vậy, giờ phút này đối Trương Huyền uy hiếp lực, cùng bình thường ngầm tổ chức, không có gì hai dạng. Trương Thành bảo mã BMW X5 liền ngừng ở cách đó không xa, Trương Huyền thoát khỏi phóng viên. Trực tiếp thượng Trương Thành xe ghế phụ, Tử Huyền đám người cũng đi theo lên xe, rời đi trường học.
Xe vừa ly khai trường học, Trương Huyền di động liền vang lên. Trương Huyền căn bản không cần xem di động, liền biết điện báo người là ai, trực tiếp đem điện thoại ném cho ghế sau Tử Huyền. Uy, tỷ, ta cùng tỷ phu ở một khối đâu, ân, chính là chuyện này. Tử Huyền ở trong điện thoại ứng hai tiếng, lại đem điện thoại một lần nữa đưa cho Trương Huyền. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết việc này? Hiện tại phía chính phủ người đã đi tìm tới, phía sau màn người, chỉ sợ không ngừng một cái. Lâm Thanh Hạm thanh âm ở điện thoại trung vang lên, đây là một cái tâm tư nhanh nhạy nữ nhân, có một số việc căn bản không cần phải nói, liền biết là chuyện gì xảy ra. Trước kéo đi, đối phương làm việc rất cẩn thận, Trương Huyền như vậy trả lời nói. Triệu thị như thế nào đều có thị tộc bối cảnh ở bên trong, muốn đối triệu thị động thủ, vô pháp giống phía trước như vậy vô câu vô thúc, cần thiết đến tìm được một cái thích hợp lý do mới được. Trương Huyền cắt đứt điện thoại sau, trong mắt xuất hiện một mặt bực bội, loại này bó tay bó chân cảm giác, làm hắn phá lệ khó chịu, trong lòng kia cổ vô danh hỏa lại lần nữa thiêu lên. Lâm thị cao ốc, tổng tài văn phòng chung, một người thanh niên đứng ở Lâm Thanh Hạm trước người. Thanh Hạm, không phải ta nói ngươi, đây là ngươi tìm lão công. Bao dưỡng nữ sinh viên, uy hiếp người khác nhân thân an toàn. Chỉ sợ này đó đều sẽ cho ngươi công ty tạo thành rất lớn mặt trái ảnh hưởng đi. Nguy Thanh Hạo, ta lão công làm chuyện gì, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Lâm Thanh Hạm không kiên nhẫn nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Này thanh niên thân cao có 1m8, diện mạo giống nhau, nhưng xuyên thực hảo, vừa thấy chính là nhà có tiền công tử ca. Thanh Hạm, ta đây cũng là vì ngươi hảo, hiện tại các nhà truyền thông lớn, đều nhìn chằm chằm các ngươi Lâm thị không bỏ, đủ loại đường viền hoa tin tức bay đầy trời, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại quá 2-3 thiên thời gian. Lâm thị cổ phiếu liền phải trượt xuống, dựa theo hiện tại cái này xu thế, một ngày hao tổn cái mấy ngàn vạn vẫn là không khoa trương, này đó, nhưng đều là ngươi kia hảo lão công làm sự. Ngụy Thanh Hạo ngồi ở Lâm Thanh Hạm văn phòng nội trên sofa, kiều một cái chân bắt chéo. Lâm Thanh Hạm xem cũng không có lại xem Ngụy Thanh Hạo liếc mắt một cái, nói thẳng, ngươi nếu tới cùng ta nói này đó, ngươi hiện tại liền thỉnh đi ra ngoài đi. Ha ha, Ngụy Thanh Hạo cười một tiếng. Một chút cũng không để bụng Lâm Thanh Hạm kia không kiên nhẫn thần sắc, mở miệng nói, Thanh Hạm, hai ta cũng là lão bằng hữu, ta vì chuyện này, riêng từ An thì tới rồi, một đâu, là vì ngươi cảm thấy không đáng giá, đệ nhị, tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta ở truyền thông phương diện này, vẫn là có chút năng lượng, nếu chúng ta hợp tác hảo, lần này sự tình, khả đại khả tiểu. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Ngụy Thanh Hạo, nàng tính minh bạch, này Ngụy Thanh Hạo tới, chính là lừa đảo tới. Lâm Thanh Hạm suy tư một phen, mở miệng nói đi, ngươi tưởng như thế nào giao dịch. Lâm Thanh Hạm tuy rằng rõ ràng, này Ngụy Thanh Hạo mở miệng, kia tất nhiên là sư tử đại há mồm, nhưng tình huống hiện tại, Lâm Thị đích đích xác xác là quá bị động, liền giống như Ngụy Thanh Hạo nói như vậy, hiện tại Lâm Thị đang ở một cái bay lên kỳ, cổ phiếu gì đó đều trình một cái liên tục bay lên xu thế, nếu hiện tại này đó mặt trái tin tức tiếp tục liên tục đi xuống nói, lại quá 3 ngày, không, đều không dùng được 3 ngày. Rất có thể hậu thiên, ngày mai, Lâm thị cổ phiếu liền sẽ đã chịu đánh sâu vào. Đến lúc đó, bên này giảm bên kia tăng dưới, mỗi ngày tổn thất, kia tuyệt đối là gần 100 triệu. Phải biết rằng, thương trường liền giống như chiến trường, Lâm thị tình huống hiện tại, chính là có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, một khi xuất hiện cái gì trạng huống, bỏ đá xuống giếng người tuyệt đối không ở số ít. Ngụy Thanh Hạo khẽ cười một tiếng, Thanh Hạm, rất đơn giản. Ngụy Thanh Hạo vươn 3 cái ngón tay. Cái này con số, ta liền có thể giúp ngươi đem này đó tin tức truyền bá phạm vi, khống chế ở một cái rất nhỏ biên độ nội, tuyệt đối là làm ngươi có thể tiếp thu, như thế nào? 300 triệu, Lâm Thanh Hạm cười lạnh một tiếng, Ngụy Thanh Hạo, ta biết ngươi sẽ công phu sư tử ngoạm, bất quá ngươi này khẩu, không khỏi trương cũng quá lớn điểm đi. Đại sao, ta không như vậy cảm thấy. Ngụy Thanh Hạo khẽ lắc đầu, Thanh Hạm, ngươi phải biết rằng, ta này nhưng không riêng có thể bảo đảm Lâm thị thanh danh. Kia càng là duy trì ngươi bản nhân danh dự a, thử nghĩ một chút, hiện tại Lâm thị lập tức muốn đi ra Ninh tỉnh, mặt hướng toàn bộ Đại Tây Bắc, nếu ngươi lão công mặt trái tin tức bay đầy trời nói, đối với ngươi về sau lộ, kia cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Thanh Hạm sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nàng rõ ràng, Ngụy Thanh Hạo nói đều là đúng, Lâm thị đích đích xác xác muốn bắt đầu mở ra toàn bộ Tây Bắc thị trường, hết thảy mặt trái tin tức đều là đối Lâm thị bất lợi. Thế nào, Thanh Hạm? Này 300 triệu, người hòa giá trị tuyệt đối, nhà ta là làm gì đó, ta tưởng không cần ta nhiều lời, người biết, ta có thực lực này,
Ngụy Thành Hạo mặt mang tươi cười, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Ở Ngụy Thành Hạo lời này chung, còn có chứa một trọng uy hiếp ý tứ, hắn lại lần nữa nhắc tới chính mình ra là làm gì đó, thuyết minh chính mình ra thực lực, kia ý tứ là, nếu ngươi Lâm thị nguyện ý hoa cái này tiền, ta là có thể giúp ngươi làm, nếu các ngươi không muốn hoa, ta có thể đem việc này lực ảnh hưởng thu nhỏ lại, đồng thời cũng có thể thành lần mở rộng. Lâm Thành Hạo hít sâu một hơi, hảo, 300 triệu, có thể kia. Đừng nóng vội a, Ngụy Thành Hạo trên mặt tươi cười càng sâu, đây mới là cái thứ nhất yêu cầu, còn có một cái đâu. Chương 592, Ngụy Thành Hạo mục đích. Ngụy Thành Hạo từ trên sofa đứng dậy, chậm gì gì đi đến Lâm Thanh Hạm bàn làm việc trước, một đôi mắt có chứa xâm lược tính nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái thứ hai yêu cầu sao, Thanh Hạm, ngươi không cảm thấy, nếu chúng ta hai nhà kết hợp, có thiên nhiên ưu thế sao? Lâm Thanh Hạm sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, Ngụy Thành Hạo, ngươi nếu tới nói sinh ý, chúng ta phải hảo hảo nói, nếu không phải, ngươi hiện tại liền có thể lăn. Lâm Thanh Hạm trực tiếp dùng lăn tự, không có lưu một chút tình cảm. Nghe được lời như vậy, Ngụy Thành Hạo chẳng những không giận, ngược lại trên mặt tươi cười càng sâu, Thanh Hạm, ta tin tưởng, ngươi sẽ hảo hảo suy xét ta đề nghị. Ngụy Thành Hạo nói xong, bày ra một bộ người thắng tư thái, chậm gì gì rời đi Lâm Thanh Hạm văn phòng. Ở Ngụy Thành Hạo rời đi sau một giây, bí thư Lý Na bước đi tiến vào. Lâm Tổng, mới nhất báo biểu ra tới, tình huống không dung lạc quan, ta tìm người mua được mấy nhà truyền thông, chuyện này sau lưng, là Triệu Thị Tập đoàn ở quạt gió thêm củi. Lý Na đem một phần báo biểu phóng tới Lâm Thanh Hạm trước mặt. Trừ bỏ Triệu Thị, còn có ai như vậy cấp bách muốn chúng ta Lâm Thị suy sụp đâu? Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, nàng xem cũng không xem Lý Na lấy tới báo biểu, mặt trên viết cái gì, nàng đều có thể nghĩ đến. Lâm Tổng, Hội đồng Quản trị người. Liên danh yêu cầu khai hội đồng quản trị, việc này. Nói cho bọn họ, nói ta thân thể không tốt, tưởng khai, chờ ta thân thể hảo lại nói. Lâm Thanh Hạm trực tiếp phất tay, đánh gãy Lý Na nói. Lý Na gật đầu, minh bạch, Trương tiên sinh bên kia, ta muốn hay không an bài một cái xã giao đoàn đội, hiện tại nơi nơi đều là về Trương tiên sinh mặt trái tin tức, đại học kia sự kiện, đã hoàn toàn bị phơi ra tới. Không cần, Lâm Thanh Hạm lắc đầu. Hắn có chính hắn an bài. Chính là, chuyện này nếu lại lên men đi xuống nói. Lý Na muốn nói lại thôi. Lâm Thanh Hạm khẳng định nói, ta đối hắn có tin tưởng. Ngân Châu là cái tiểu thành thị, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, tất nhiên thổi quét toàn thành. Về Lâm thị tổng tài lão công uy hiếp người khác nhân thân an toàn, bao dưỡng sinh viên một chuyện, đã treo ở các đại tin tức thượng, rất nhiều người rảnh rỗi không có việc gì, đều sẽ lưu thượng như vậy một ít vấn đề. Ngươi nói một chút, Lâm Thanh Hạm đó là cái thật đẹp nữ nhân a, nàng lão công còn đi tìm sinh viên. Ra hoa không bằng hoa dại hương sao? Ai, thật con mẹ nó hâm mộ. Tại đây phong ba tất cả đều quay chung quanh Trương Huyền xoay tròn thời điểm, Trương Huyền bản nhân, còn ở ngoại ô công viên chung, chậm rãi đánh quyền, hắn phát hiện, giống như đánh quyền thời điểm, có thể làm chính mình trong lòng táo bạo giảm bớt rất nhiều, đủ loại mặt trái tin tức truyền đến. Làm hắn có loại muốn đi Triệu thị tập đoàn sát thượng một hồi xúc động. Trương Huyền hiện tại có thể làm, chỉ có chờ một cái Triệu thị tập đoàn lộ ra sơ hở cơ hội, một khi bắt lấy cái này sơ hở, Trương Huyền liền sẽ đem toàn bộ Triệu thị tập đoàn, hoàn toàn phá hủy. Trương Huyền ở ngoại ô công viên chung đãi thật lâu, thẳng đến sắc trời phiếm hắc, hắn mới về nhà. Về đến nhà thời điểm, Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu đều đã trở lại, hai nữ nhân ngồi ở trên sofa, nhìn trong TV game show. Xem Lâm Thanh Hạm trên mặt đạm nhiên, phảng phất căn bản là không vì hiện tại sự tình nhọc lòng giống nhau. Trương Huyền chuyên môn đề ra một bao đồ ăn, vừa vào cửa, liền chui vào trong phòng bếp, thực mau, mùi hương tràn ngập ra tới. Hai vị nữ vương, ăn cơm rồi. Trương Huyền hướng phòng khách kêu một tiếng. Nghe được Trương Huyền thanh âm, hai nữ nhân đồng thời từ trên sofa đứng dậy, đi vào trên bàn cơm, kia một bàn mỹ thực, nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Tần Nhu vẫn là lần đầu tiên nếm đến Trương Huyền tay nghề, chỉ ăn một ngụm, liền có loại rừng không được tới cảm giác. Trương Huyền, ta tính minh bạch, vì cái gì ngươi không ở nhà thời điểm, Lâm Tổng liền cơm đều ăn không vô nữa, ha ha. Lâm Thanh Hạm trên mặt hiện lên một mạt đỏ bừng. Trương Huyền theo bản năng nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, nữ nhân cho hắn một cái xem thường. Bát cơm sau, Trương Huyền đang ở phòng bếp thu thập chén đũa, liền thấy Lâm Thanh Hạm đi đến. Lão bà. Người truy phim truyền hình không phải bắt đầu rồi sao, như thế nào vào được?
Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Lão công a, ta tưởng, Lâm Thanh Hạ mặt đẹp hồng hồng, nhấp môi, mắt đẹp có chút không dám nhìn tới Trương Huyền. Làm sao vậy, Trương Huyền kỳ quái. Lâm Thanh Hạ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, mở miệng nói, lão công, nếu không hai ta buổi tối trụ cùng nhau đi, bằng không Tần Tổng tại đây, nàng phát hiện hai ta tách ra trụ nói. Nga, việc này a, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, Tần Nhu ngày hôm qua liền phát hiện. A. Lâm Thanh Hạm giống như là một con trấn kinh tiểu bạch thỏ giống nhau, duỗi tay che lại cái miệng nhỏ, không khỏi quay đầu nhìn mắt phòng khách chung Tần Nhu, này, này, không có việc gì lão bà. Trương Huyền xoay người, vỗ vỗ Lâm Thanh Hạm bả vai, ta cá nhân là thực tôn trọng người ý kiến, tạm thời tách ra trụ cũng không có gì a. Hảo đi, Lâm Thanh Hạm trên mặt lộ ra một mặt mất mát, xoay người ra phòng bếp. Ở ra phòng bếp trong nháy mắt, Lâm Thanh Hạm rậm rậm chân, nhỏ giọng nói thầm nói. Chết Trương Huyền, cái gì kêu tôn trọng ta ý kiến a? Người một đại nam nhân đều không thể chủ động chút sao, ta mới vừa đều nói ra, người còn như vậy, thật là tức chết ta. Đang ở phòng bếp rửa chén Trương Huyền, đem Lâm Thanh Hạm nói thầm thanh một chữ không lậu nghe tiếng trong tai, hắn cười khổ một tiếng, chính mình tình huống hiện tại, ngay cả chính mình cũng chưa làm rõ ràng, cảm xúc căn bản là không chịu khống chế, hắn không nghĩ chính mình khi nào đột nhiên không có khống chế được, thương đến Lâm Thanh Hạm. Như vậy đối Trương Huyền tới nói, là tuyệt đối vô pháp tha thứ chính mình. Một đêm lặng yên mất đi, sinh hoạt chính là tại đây mỗi ngày việc vặt giữa, đem hiện tại chậm rãi biến thành qua đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền lại một lần bị đối diện Trang Hoàng Thanh đánh thức, hắn trong lòng kia cổ bực bội không có một chút giảm bớt, ngược lại so ngày hôm qua càng sâu, Trương Huyền có ngày hôm qua giáo huấn, ở trong phòng hoãn vài phút, lúc này mới mở ra cửa phòng. Hôm nay... Trương Huyền tính toán cùng Lâm Thanh Hạm cùng đi Lâm Thị, nếu chính mình vẫn luôn không lộ mặt nói, Triệu Thị liền sẽ dùng loại này thủ đoạn mềm dẻo không ngừng ma đi xuống, mỗi một ngày, đối Lâm Thị đều sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ, việc này muốn giải quyết, Trương Huyền không lộ mặt là không có khả năng. Rất nhiều phóng viên, sáng sớm liền vây đến Lâm Thị cửa, trực tiếp tin tức, chính là bọn họ bản chức công tác, đương Trương Huyền lộ diện kia một khắc, đã bị vô số phóng viên bao quanh vây quanh. Trương Tiên Sinh, xin hỏi ngươi là tính toán như thế nào tới diệt chúng ta khẩu đâu? Là thỉnh xã đoàn thành viên, vẫn là điện ảnh chung sát thủ. Một người phóng viên, một mở miệng chính là nói như vậy, tức khắc đưa tới một trận cười vang thanh, ai đều có thể nghe ra tới, tên này phóng viên là ở trêu chọc Trương Huyền. Trương Tiên Sinh, ngươi ngày hôm qua xuất hiện ở Ngân Châu Đại học, là đi uy hiếp ai nhân thân an toàn sao? Xin hỏi Ngân Châu cảnh sát biết ngươi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh sao? Các phóng viên một đám vấn đề, so với phía trước càng thêm sắc bén, đối mặt mấy vấn đề này, Trương Huyền căn bản không có để ý tới. Chương 593, Trương Huyền nữ nhi. Ngày hôm qua ở Lâm Thanh Hạm văn phòng Ngụy Thanh Hạo, đã sớm đứng ở Lâm Thị cao ốc nội. Đương nhìn đến Trương Huyền kia một khắc, Ngụy Thanh Hạo trên mặt xuất hiện ngoài ý muốn thần sắc, hiện tại về Trương Huyền mặt trái tin tức bay đầy trời, hắn tự nhiên nhận thức đây là Lâm Thanh Hạm lão công, chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới. Người này còn dám lộ diện. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu hai nàng, liền đi theo Trương Huyền bên cạnh, chiều thang máy đi đến. Thanh Hạm, suy xét cả đêm, cảm thấy ta đề nghị thế nào đâu. Ngụy Thanh Hạo vẻ mặt tươi cười mở miệng. Ngày hôm qua rời đi Lâm Thị sau, hắn vận dụng chính mình trên tay năng lượng, làm lần này sự tình lên men càng thêm nghiêm trọng, chỉ cần Lâm Thanh Hạm là cái người bình thường, nàng liền biết nên như thế nào lựa chọn. Ngụy Thanh Hạo đang hỏi những lời này thời điểm. Hoàn toàn làm lơ rớt Lâm Thanh Hạm bên người Trương Huyền, ở hắn xem ra, đây là một cái không có đầu óc ngốc ích thôi. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Ngụy Thanh Hạo, trong miệng nhẹ thở, chỉ nói một chữ, lăn. Này lăn tự vừa ra, Ngụy Thanh Hạo sắc mặt rõ ràng sửng sốt, hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm, này họ Lâm, làm chính mình lăn. Nàng dựa vào cái gì? Lâm Thanh Hạm không có lại xem Ngụy Thanh Hạo liếc mắt một cái, đi theo Trương Huyền, đi lên thang máy. Trương Huyền từ đầu tới đuôi, liền Ngụy Thanh Hạo là ai cũng chưa hỏi thượng một câu. Ngụy Thanh Hạo nhìn chậm rãi đóng lại cửa thang máy, siết chặt nắm tay, "Hảo, họ Lâm, ngươi thực hảo, ta làm ngươi nhìn xem, đắc tội ta, ngươi có cái gì kết cục?" Ngụy Thanh Hạo lấy ra di động, gọi cái dãy số đi ra ngoài, thông chi sở hữu truyền thông, tất cả đều tới Lâm Thị, mấy ngày nay, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung đến Lâm Thị mặt trên. Cùng lúc đó, Triệu Thị tập đoàn nhị ra, kia họ Trương xuất hiện ở Lâm Thị, Hắc Y thanh niên đứng ở Triệu Tiên Sinh phía sau.
hắn còn dám xuất hiện. Triệu tiên sinh khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nếu hắn tặng cho chúng ta như vậy một phần đại lễ, chúng ta nếu không tiếp theo, liền có chút quá thất lễ, thông chi đi xuống, làm lực độ tăng lớn một chút, đúng rồi, Ngân Châu Đại học cái kia, giáo hội hắn nên nói như thế nào đi? Không thành vấn đề, Hắc Y thanh niên gật đầu, kia lão Đông Tây lại thu chúng ta 50 vạn, hiện tại hắn nói cái gì, hoàn toàn là chúng ta nói tính. Hảo, họ Trương không phải thích uy hiếp người sao, vậy làm kia Ngân Châu Đại học cái kia, cũng tới một chuyến Lâm Thị đi, liền minh xác nói cho họ Trương, chúng ta muốn làm hắn. Làm đến hắn, nhịn không được đối chúng ta động thủ. Triệu tiên sinh dùng sức nhéo chính mình long đầu quải trượng. Lâm Thị cao ốc chung, Trương Huyền đi vào Lâm Thanh Hạm văn phòng sau, trước tiên, là tuần tra Lâm Thị gần nhất ký kết hợp đồng, bao gồm phía trước cùng Hằng Viễn ký kết bất bình đẳng hợp đồng những cái đó công ty. Nhìn xem này trong đó có thể hay không tìm được có quan hệ với Triệu Thị bóng dáng. Trương Huyền phát hiện, Triệu Thị làm việc phương pháp, thật sự phá lệ cẩn thận, cơ hồ không có lưu lại cái gì dấu vết để lại, điểm này Trương Huyền, phía trước cũng không sai biệt lắm nghĩ tới. Lão công, ta nghĩ mấy nhà thu mua kế hoạch, người muốn hay không nhìn xem. Lâm Thanh Hạm ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng, hướng Trương Huyền nói. Thu mua kế hoạch, Trương Huyền sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi là muốn nhận mua truyền thông? Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nếu Triệu Thị mua được bọn họ, ta đơn giản đem này đó truyền thông trực tiếp nhận lấy tới hảo, hai ngày này ta quan sát một chút, chủ đạo chuyện này truyền thông, tổng cộng có 7 gia, này 7 gia thu mua xuống dưới, đại khái yêu cầu 1 tỷ là đủ rồi. 1 tỷ, đối với Lâm Thị tới nói, không phải một cái số lượng nhỏ, rốt cuộc Lâm Thị tổng tài sản, cũng vừa mới phá chục tỷ mà thôi, nhưng đối với Tô gia tới nói, 1 tỷ. Vẫn là không có gì vấn đề. Trương Huyền khóe miệng một liệt, lão bà, đừng nói, ngươi làm việc phong cách, cùng ta thật đúng là rất giống. Trương Huyền nhớ lại chính mình trước kia chinh chiến thương trường thời điểm, gặp được cái gì đối thủ cạnh tranh, quá mức phiền lòng nói, liền trực tiếp cấp đối phương thu mua, mặc kệ là đánh cổ phiếu đánh rằng co, vẫn là tài chính chiến, Trương Huyền cũng chưa thua quá. Lâm Thanh Hạm hiện tại ý tưởng, cùng Trương Huyền trước kia cách làm, thật là giống nhau như đúc. Liền hai chữ, bạo lực. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền trợn trắng mắt, thôi đi, ta một cái tiểu nữ nhân, cũng không dám nói cùng địa ngục quân vương có giống nhau làm việc phong cách. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, đi đến Lâm Thanh Hạm phía sau, khom lưng ôm nữ nhân, đừng quên, ngươi chính là ta nữ vương, hơn nữa, ngươi vẫn là quang minh đảo quân vương phu nhân đâu. Muốn chết à ngươi, cái gì nữ vương không nữ vương? Lâm Thanh Hạm xoay người. Đôi bàn tay trắng như phấn chủy đến Trương Huyền trên người, ta nhưng không nghĩ đương cái gì quân vương phu nhân, nơi trốn đều có người hầu hạ, biệt nữ đã chết. Ta cũng cảm thấy biệt nữ a. Trương Huyền nhún vai, vẫn là cho ngươi làm công nhẹ nhàng nhất. A, ngươi là nói chúng ta Lâm Thị tiếp xúc mặt quá thấp, làm ngươi vị này địa ngục quân vương phát huy không ra sao. Lâm Thanh Hạm ra vẻ giận dữ. Trương Huyền rất là ngoài ý muốn Lâm Thanh Hạm thế nhưng cũng sẽ làm ra loại này tiểu nữ nhân tính tình. Cười hắc hắc, là cùng ngươi đãi một khối, ta liền cảm giác cả người thoải mái a. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên, vừa muốn mở miệng, liền nghe văn phòng môn bị gõ vang, Lý Na thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lâm Tổng. Lâm Thanh Hạm vội vàng đẩy ra chính ôm chính mình Trương Huyền, theo sau hướng cửa nói, vào đi. Văn phòng đại môn bị đẩy ra, Lý Na tiến vào, trước hướng Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền phân biệt vấn an, theo sau nói, Lâm Tổng, phía dưới đã xảy ra chuyện. Tới rất nhiều truyền thông, rất nhiều đều không phải Ninh tỉnh, hiện tại loạn thành một nồi cháo. Loạn liền loạn đi, Lâm Thanh Hạm không sao cả phất phất tay, Ninh tỉnh bên ngoài truyền thông sẽ đến, nàng đã nghĩ tới, liền Nguy Thanh Hạo người nọ, chính mình đều đem nói như vậy minh bạch, hắn nếu không làm điểm cái gì, ngược lại làm Lâm Thanh Hạm kỳ quái. Không phải, Lâm Tổng, Lý Na vẻ mặt nôn nóng lắc đầu, là dưới lầu, dưới lầu. Lý Na nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Làm sao vậy, nói thẳng thì tốt rồi. Lâm Thanh Hạm nói. Dưới lầu tới cái tiểu nữ hài, nói muốn tìm nàng ba ba, nàng nói nàng ba ba, chính là. Lý Na nói đến lúc này, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, chính là Trương Tiên Sinh. Cái gì, Lâm Thanh Hạm sắc mặt rõ ràng biến đổi, Trương Huyền còn có cái nữ nhi. Liên tưởng Trương Huyền thân phận, tin tức này, tuy rằng sẽ làm người khiếp sợ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Lâm Thanh Hạm ánh mắt chiều Trương Huyền nhìn lại, đương nàng nhìn đến Trương Huyền trên mặt cũng có một mạt kinh ngạc thời điểm, yên tâm không ít. Tìm ta, Trương Huyền một đầu mờ mịt,
hắn cũng không biết, chính mình còn có cái nữ nhi, hắn hỏi Lý Na, kia tiểu nữ hài bao lớn rồi? 3 tuổi tả hữu, Lý Na trả lời. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta này đến đi xem. Ta cũng đi thôi, Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, cùng Trương Huyền cùng nhau, chiều văn phòng ngoại đi đến. Lâm Thị trong đại sảnh, một người ăn mặc bình thường, trên mặt còn có chút dơ hề hề tiểu nữ hài, chát một cái sừng dê biệt, quay tròn mắt to thượng bao trùm một tầng nước mắt. Chương 594, đem phát sóng trực tiếp mở ra. Tiểu nữ hài ngồi ở Lâm Thị đại sảnh trên sofa, như vậy một cái đột nhiên tới tìm ba tiểu nữ hài, tức khắc làm những phóng viên này nhóm người được tân đề tài, tất cả đều đem màn ảnh nhắm ngay tiểu nữ hài. Nghe tới tiểu nữ hài nói nàng ba kêu Trương Huyền khi, một cái về Lâm Thị tổng tài trưởng phu tư sinh nữ tiêu đề, đã ở này đó các phóng viên trong đầu nghĩ kỹ rồi. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm, cùng với bí thư Lý Na ba người, ở thang máy trung thò đầu ra. Đương nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt kia, vô số phóng viên liền vọt đi lên. Trương tiên sinh, xin hỏi đây là người tư sinh nữ sao? Bao dưỡng nữ sinh viên, có một cái 3 tuổi tư sinh nữ, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì là gạt Lâm Tổng sao? Trương tiên sinh, thỉnh ngươi trả lời một chút. Các phóng viên thanh âm vang ở Trương Huyền bên tai. Lâm Thanh Hạm một chút thang máy, liền thấy được ngồi ở trên sofa tiểu nữ hài, kia tiểu nữ hài có một đôi lại hắc lại lượng mắt to, phá lệ lóe sáng, lông mày cong cong, dường như treo sao trời thượng trăng non giống nhau, khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, trên quần áo có chút sơ hề hề, ngồi ở chỗ kia, ngoan ngoãn bộ dáng, làm người xem một cái liền muốn ôm ở trong ngực. Tại đây đồng thời, Trương Huyền cũng thấy được ngồi ở kia tiểu nữ hài, mỗi ngày. Trương Huyền theo bản năng đã kêu ra tiểu nữ hài tên. Ngồi ở trên sofa tiểu nữ hài, vừa nghe đến Trương Huyền thanh âm, lập tức chiều bên này nhìn lại đây, đương nhìn đến Trương Huyền khi, kia Trương tròn tròn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng, lập tức lộ ra nồng đậm vui sướng, nhảy xuống sofa, đi nhanh chiều Trương Huyền chạy tới, trong miệng phát ra non nớt thanh âm, Trương Huyền ba ba. Trương Huyền nhìn đến mỗi ngày trong nháy mắt, liền minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mỗi ngày là xuân đằng viện phúc lợi hài tử, ngày thường Trương Huyền đi viện phúc lợi xem bọn nhỏ thời điểm, hài tử khác lão kêu Trương Huyền ca ca, duy độc mỗi ngày đuổi theo Trương Huyền mông mặt sau, kêu nàng kêu ba ba. Trương Huyền lúc ấy hỏi mỗi ngày, vì cái gì muốn như vậy kêu chính mình. Mỗi ngày trả lời nói, chỉ có chính mình ba ba, mới có thể đối chính mình tốt như vậy. Lâm Thanh Hạm nghe được Trương Huyền kêu ra tiểu nữ hài tên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền, người nhận thức cái này tiểu cô nương. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, vừa muốn cấp Lâm Thanh Hạm giải thích mỗi ngày thân phận, liền nghe một đạo tiếng quát từ Lâm Thị trước cửa vang lên. Chính là hắn, hắn ngày hôm qua đi ta văn phòng uy hiếp ta, làm ta theo hắn ý tứ tới. Này nói tiếng quát, lập tức liền hấp dẫn tuyệt đại đa số lực chú ý, này nói tiếng quát chủ nhân, chính là Trương Huyền ngày hôm qua ở Ngân Châu Đại học thấy chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục đi nhanh rảo bước tiến lên Lâm Thị Office Building, lớn tiếng mở miệng nói. Các vị truyền thông bằng hữu, ta là Ngân Châu Đại học chủ nhiệm giáo dục, ta hôm nay tới, chính là phải cho đại gia nói, này họ Trương rốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ. Chủ nhiệm giáo dục lời này vừa ra, tức khắc đã bị vô số camera nhắm ngay. Này họ Trương, giấu giếm chính mình kết hôn sự thật, lừa gạt chúng ta học sinh, dẫn tới học sinh mang thai, chuyện này, đã sớm phát sinh, vẫn luôn đều bị hắn che giấu xuống dưới, nếu không phải ta tìm chuyên môn tìm bệnh viện bằng hữu. Đến bây giờ việc này điều tra không ra, còn có, họ Trương ngày hôm qua đi ta văn phòng, đối ta tiến hành uy hiếp, hắn minh xác nói cho ta, nếu ta lại tiếp tục truy tra chuyện này, khiến cho Ngân Châu không có ta này hào người tồn tại. Chủ nhiệm giáo dục này một phen nói đến nói năng có khí phách, sát có chuyện lạ. Ở đây các nhà truyền thông lớn, tự nhiên sẽ không sai quá như vậy tin nóng. Xin hỏi Trương tiên sinh, ngươi như thế nào sẽ làm ra như vậy không biết xấu hổ sự? Trương tiên sinh, ngươi còn có cái gì hảo giải thích sao? Trương tiên sinh, đối với bao dưỡng nữ sinh viên một chuyện, ngươi có cái gì tưởng nói? Vì cái gì muốn cố tình giấu giếm chính mình kết hôn sự thật? Truyền thông vấn đề, giống như Liên Châu pháo đạn giống nhau hỏi ra. Vì cái gì, hắn bản thân chính là như vậy một cái xấu xa nhân phẩm, còn có cái gì vì cái gì? Trong đám người, một người phóng viên cười lạnh mở miệng, đây là Triệu thị chuyên môn an bài người, này họ Trương. Trương Dương ương ngạnh, vô pháp vô thiên, không riêng bao dưỡng nữ sinh viên, còn có một cái tư sinh nữ, có thể tưởng tượng,
Lâm Thị bị người như vậy trưởng quản, cái này xí nghiệp, lại có thể hảo đi nơi nào. Người này tiếng nói vừa dứt, trong đám người liền có người hô ứng, không tồi. Muốn ta xem, Lâm Thị loại địa phương này, cũng không phải đại gia tưởng như vậy. Chống lại Lâm Thị, không biết là ai hô to một tiếng, trong đám người, lập tức vang lên vô số như vậy thanh âm. Ngụy Thanh Hạo liền đứng ở Lâm Thị trong đại sảnh, cười lạnh nhìn một màn này, Lâm Thanh Hạm, người tiện nhân này, đây là đắc tội ta kết cục. Ở đây, những cái đó vừa mới tới rồi tỉnh ngoài truyền thông, tất cả đều là Ngụy Thanh Hạo an bài. Nhưng vào lúc này, một bộ ở Lâm Thị từ thượng mà xuống thang máy, rơi xuống lầu 1, cửa thang máy mở ra, Tần Nhu từ bên trong đi ra, vừa mới Tần Nhu cũng nghe nói về Trương Huyền Tư sinh nữ sự tình, nàng liền vội vàng chạy xuống dưới, rốt cuộc ở Tần Nhu trong lòng, là có Trương Huyền người này. Đương Tần Nhu thấy nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực mỗi ngày khi, phát ra ngoài ý muốn thanh âm, mỗi ngày. Sao ngươi lại tới đây? Mụ mụ, mỗi ngày mắt to đáng yêu mị thành một cái tế phùng, hướng Tần Nhu gọi vào. Này một tiếng mụ mụ, hoàn toàn cấp Lâm Thanh Hạm kêu sửng sốt, bao gồm Lý Na, còn có ở đây những cái đó truyền thông, đều có chút không phản ứng lại đây. Lâm Thị Tổng Tài trưởng phu tư sinh nữ, kêu Hằng Viễn Tần Tổng kêu mụ mụ. Chẳng lẽ nói, hai người kia chi gian, có cái gì nhận không ra người quan hệ? Ở đây này đó phóng viên trên mặt, tất cả đều lộ ra hưng phấn thần sắc, đây chính là Đại Liêu A, tuyệt đối có thể lên đầu đề. Lâm Thanh Hạm đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, hiện tại nàng, vội vàng yêu cầu một lời giải thích, vì cái gì Tần Nhu cùng Trương Huyền, sẽ có một cái nữ nhi. Mọi người xem tới rồi đi, đây là họ Trương, hắn thế nhưng cùng Hằng Viễn Tần Nhu gian díu. Này Tần Nhu cũng không phải cái gì thứ tốt, ta nhìn đến quá nàng cùng Lâm Tổng cùng nhau xuất nhập, kết quả sau lưng là cái câu dẫn người khác lão công hồ ly tinh. Cũng là một cái tiện nhân. Trong đám người, không ngừng vang lên như vậy thanh âm, đây đều là Triệu Thị An bài người tốt. Tuy rằng hôm nay này tiểu nữ hài xuất hiện, chỉ do là cái ngoài ý muốn, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, nhưng này vừa lúc là vì bọn họ tạo phúc a. Ngụy Thanh Hạo trên mặt cười lạnh càng sâu, có ý tứ a. Ngụy Thanh Hạo búng tay một cái, hắn bên người đứng một người vội vàng đi rồi đi lên, Ngụy thiếu, có cái gì chỉ thị? Nói cho những cái đó truyền thông người, làm cho bọn họ khai phát sóng trực tiếp, ta muốn cho Lâm Thanh Hạm tiện nhân này, hoàn toàn phiên không được thân. Ngụy Thanh Hạo ánh mắt lộ ra một mặt hận ý, vừa mới làm trò như vậy nhiều người mặt, Lâm Thanh Hạm một cái lăn tự, làm hắn cảm thấy phá lệ mất mặt, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người, dám dùng như vậy ngữ khí, như vậy thái độ, nói với hắn lời nói. Ngụy Thanh Hạo bên người người liên tục gật đầu, lập tức phân phó đi xuống, làm truyền thông đem phát sóng trực tiếp mở ra, hiện tại phát sinh hết thảy, sẽ xuất hiện ở TV trên màn hình, chẳng sợ xong việc Lâm Thị muốn bổ cứu, đều làm không được. Chương 595, từ thiện ra. Trong đám người các loại chửi rủa thanh, nghi ngờ thanh, các phóng viên dò hỏi thanh, còn có bạc chính sách quan trọng giáo chỗ chủ nhiệm sở trình bày sự thật, đều đem Trương Huyền phóng tới một cái phi thường bất lợi địa phương. Ngay cả Lâm Thanh Hạm, trong mắt đều mang này đó hầu nghi nhìn Trương Huyền đột nhiên ra tới cái này nữ nhi, kêu Tần Nhu lại kêu mụ mụ, cái này làm cho Lâm Thanh Hạm hoàn toàn không tiếp thu được. Chẳng lẽ, này thật là Trương Huyền cùng Tần Nhu tư sinh nữ, hai người bọn họ sớm tại Trương Huyền cùng chính mình nhận thức phía trước, liền có quan hệ. Luyến ái chung nữ nhân, chỉ số thông minh sẽ giảm xuống đến số âm, hiện tại sự tình liên lụy đến hai người tình cảm thượng, khiến cho Lâm Thanh Hạm trong đầu trở nên hỏng bét. Đương Ngụy Thanh Hạo làm những phóng viên này đem phát sóng trực tiếp mở ra sau, hiện tại Lâm Thị phát sinh sự, sẽ xuất hiện ở các ngôi cao mặt trên. Tư sinh nữ, uy hiếp người khác nhân thân an toàn, bao dưỡng nữ sinh viên, làm này phá thai, như vậy chứ, trở thành video tiêu đề. Khiếp sợ, Lâm Thị Tổng Tài dẫn sói vào nhà, cùng này ở chung bạn tốt, lại là trưởng phu vợ trước. Như vậy tiêu đề, lập tức liền hấp dẫn vô số người điểm tiến vào. Đương biết được sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, những cái đó ngồi ở màn hình máy tính trước, hoặc là cầm di động, đang xem tin tức phát sóng trực tiếp người, cũng đều chửi rủa ra tiếng. Trương Huyền nhân thiết, trong nháy mắt liền biến thành một kẻ cặn bã, một cái rác rưởi. Tại đây, Hằng Viễn Thương Mậu cũng đã chịu liên lụy, Tần Nhu bị mang lên hồ ly tinh, kẻ thứ ba linh tinh danh hiệu. Lâm Thị cầm lái giả đều là cái dạng này người, xin hỏi Lâm Thị lại là cái gì thứ tốt? Không tồi. Làm Ngân Châu long đầu xí nghiệp, Lâm Thị nhất cử nhất động, hoặc nhiều hoặc ít đều đại biểu cho Ngân Châu phong mạo. Chống lại Lâm Thị,
Triệu thị liền không tồi, hy vọng Triệu thị có thể thay thế được Lâm thị. Ở một trận chửi rủa bình luận chung, như vậy một cái tin tức trổ hết tài năng. Đúng vậy, duy trì Triệu thị, chống lại Lâm thị. Duy trì Triệu thị. Này một cái tin tức, tức khắc đưa tới vô số thủy quân cùng phong, mà thủy quân đại lượng cùng phong, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến dân chúng tự thân tư tưởng mặt trên, một khi mọi người đều dưới đáy lòng mâu thuẫn Lâm thị làm lại hảo, đều không có dùng. Lâm Thanh Hạm điện thoại, vào lúc này không ngừng bị người khai hỏa, đó là một đám hội đồng quản trị thành viên đánh tới, Lâm thị bị nhiều như vậy mặt trái tin tức ảnh hưởng, cổ phiếu giảm xuống không thể tránh được, này đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hội đồng quản trị thành viên ích lợi. Đối với này đó điện thoại, Lâm Thanh Hạm căn bản không tiếp. Đồng thời, bí thư Lý Na, bao gồm công ty trước đài, cũng đều nhận được hội đồng quản trị điện thoại. Họ Trương, người còn có cái gì muốn giải thích sao? Một người Triệu thị an bài phóng viên, lớn tiếng phát ra chất vấn, này một tiếng, chính là muốn hoàn toàn đem Trương Huyền đánh rất vực sâu, nếu giờ phút này Trương Huyền không làm ra cái gì giải thích hợp lý, như vậy hết thảy sự tình, cũng liền chứng thực. Đúng lúc này, Trương Huyền di động vang lên một đạo tiếng chuông, là một cái tin tức, Trương Huyền lấy ra di động, nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một mạt mỉm cười, không thể không nói, này tin tức tới, thật kịp thời a. Trương Huyền hít sâu một hơi, mặt hướng màn ảnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhường một chút, phiền toái đại gia, nhường một chút. Một đạo lược hiện ra nua vô lực thanh âm, ở trong đám người vang lên. Đám người có chút rối loạn, nhưng vẫn là bởi vì này thanh âm, nhường ra một cái nói tới. Một người đầu tóc hoa râm, dáng người cẩu lũ bà lão, từ trong đám người đi ra, nàng đầy mặt nếp nhăn, có vẻ phi thường già nua, trong mắt tràn ngập hiền từ ánh mắt, làm người xem một cái, liền cảm thấy trong lòng sẽ thực thoải mái. Một đám díu dít hài đồng, tuổi đều ở 3 tuổi đến 5 tuổi chi gian, toàn bộ đi theo tên này bà lão phía sau, có mười mấy người. Mỗi ngày, bà lão vừa xuất hiện, liền đối Trương Huyền trong lòng ngực nữ hài kêu lên. Nãi nãi, mỗi ngày khuôn mặt nhỏ ngọt ngào hướng bà lão kêu một tiếng. Bà lão đi lên trước tới, nhìn nhiều như vậy phóng viên, hướng Trương Huyền xin lỗi cười, Tiểu Huyền, cho ngươi cùng Tiểu Nhu thêm phiền toái, ngươi cũng biết, mỗi ngày đứa nhỏ này, nhất cơ linh, hôm nay mang bọn nhỏ ra tới chơi, đi ngang qua nơi này, nàng liền chạy vào. Viện trưởng, này nơi nào là cái gì phiền toái a? Mỗi ngày đứa nhỏ này tới tìm ta, ta vui vẻ còn không kịp đâu. Trương Huyền đem trong lòng ngực mỗi ngày phóng tới trên mặt đất. Lão công, đây là... Lâm Thanh Hạm nhìn bà lão mang theo một đống hài tử xuất hiện, trong lòng nghi hoặc càng sâu, mỗi ngày kêu cái này bà lão kêu nãi nãi, Trương Huyền kêu viện trưởng. Lão bà, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Thôi viện trưởng. Trương Huyền cấp Lâm Thanh Hạm giới thiệu một tiếng, Xuân Đằng viện phúc lợi. Viện phúc lợi, Lâm Thanh Hạm kinh ngạc một chút, lão công, ngươi là nói, cái này tiểu cô nương. Lâm Thanh Hạm ánh mắt phóng tới mỗi ngày trên người, mỗi ngày đứng ở Thôi viện trưởng bên người. Ôm Thôi viện trưởng chân, cái miệng nhỏ liệt khai, có vẻ nhưng vui vẻ. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, bọn họ đều là đáng thương hài tử. Nghe được lời này Lâm Thanh Hạm, trong lòng tức khắc dâng lên vô hạn xin lỗi, bất quá còn có cái nghi hoặc ở nàng đáy lòng, ngày đó thiên như thế nào sẽ kêu ngươi kêu ba ba, kêu tần tổng nàng. Ha ha, ngươi chính là Lâm cô nương, Tiểu Huyền thê tử đi. Thôi viện trưởng cười một tiếng. Đúng vậy, Lâm Thanh Hạm gật đầu, viện trưởng ngươi hảo. Là cái hảo cô nương a, lớn lên thật xinh đẹp, khó trách làm Tiểu Huyền như vậy thích. Thôi viện trưởng nhìn Lâm Thanh Hạm, vừa lòng gật gật đầu, có thể nói, Trương Huyền chính là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, mãi cho đến Trương Huyền trộm rời đi viện phúc lợi. Thôi viện trưởng, chính là Trương Huyền nhất kính trọng trưởng bối, nàng cũng đem Trương Huyền coi như chính mình hài tử tới nhìn. Thôi viện trưởng hướng Lâm Thanh Hạm nói, Tiểu Huyền đứa nhỏ này, vẫn luôn ở giúp đỡ viện phúc lợi, Tiểu Nhu cô nương này cũng là... Hai người bọn họ thường xuyên sẽ đến xem này đó hài tử, người cũng biết, bọn nhỏ từ nhỏ liền một người, Tiểu Huyền cùng Tiểu Nhu đi nhiều, tự nhiên mà vậy, đã bị này đó bọn nhỏ coi như là bọn họ cha mẹ. Nguyên lai, là như thế này, Lâm Thanh Hạm khuôn mặt có chút dại ra, liền ở vừa mới, nàng trong lòng thật đúng là hoài nghi quá Trương Huyền cùng Tần Nhu quan hệ, nhưng hiện tại nghe thế phiên lời nói, nàng mới phát hiện, ý nghĩ của chính mình, có bao nhiêu hẹp hòi. Trương Huyền giúp đỡ viện phúc lợi. Thường xuyên đi xem hài tử, như thế nào trước nay không nghe hắn nói quá. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Trương Huyền, đường hắn nhìn đến Trương Huyền nhìn về phía những cái đó hài tử, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sủng ái khi,
nàng phát hiện, chính mình còn không có thật sự hiểu biết người nam nhân này. Không riêng gì Lâm Thanh Hạm bởi vì thôi viện trưởng nói có chút sững sờ, chính là những cái đó truyền thông, cùng với ở phát sóng trực tiếp video trước người, cũng bởi vì như vậy xoay ngược lại, có chút ngây người. Nguyên bản hô to nếu là Trương Huyền Tư sinh nữ người, nguyên lai là viện phúc lợi tiểu hài tử. Đứa nhỏ này kêu Trương Huyền ba ba, kêu Tần Nhu mụ mụ, cũng không phải hai người thật sự có cái này quan hệ, mà là hai người thường xuyên đi viện phúc lợi xem hài tử, mà dẫn tới. Giúp đỡ viện phúc lợi, chưa từng có nghe nói qua Lâm thì cùng Hằng Viễn giúp đỡ viện phúc lợi, chẳng lẽ, này đó đều là trộm tiến hành. Nếu thật là như vậy, Hằng Viễn Tần Tổng, căn bản là không phải cái gì hồ ly tinh, cái gì kẻ thứ ba, nàng chính là một cái từ thiện gia, không cầu hồi báo, không cầu chú ý độ từ thiện gia. Chương 596, xoay ngược lại. Hiện tại trên thế giới này, đã xảy ra quá nhiều, đánh từ thiện ngụy trang, đi làm một ít hạ tiện việc người. Dần ra, từ thiện này hai chữ mắt bắt đầu bị người chán ghét, nhưng hiện tại, Trương Huyền cùng Tần Nhu hành động, hoàn toàn đổi mới rất nhiều người lúc này đối với từ thiện hai chữ nhận chi. Lén lút tài trợ viện phúc lợi, chưa từng có truyền thông đưa tin quá. Muốn đổi thành khác công ty, hận không thể trên đời này đều biết việc này. Lần này, liền chuyển biến rất nhiều người đối Trương Huyền cái nhìn. Về Trương Huyền tư sinh nữ cách nói, cũng là tự sụp đổ. Hơn nữa, ngồi ở phát sóng trực tiếp màn hình trước người, bởi vì cái này xoay ngược lại, bắt đầu hoài nghi, này phát sóng trực tiếp tiêu đề thượng nói, có phải hay không thật sự, một cái lén lút làm từ thiện, không cầu hồi báo người, sẽ đi bao dưỡng sinh viên, còn xử đối phương mang thai. Nguyên bản nghiêng về một bên chửi rủa thanh, tức khắc chia làm hai cái phe phái. Trương Huyền nhìn rất nhiều phóng viên, mở miệng nói, các vị, ta có một cái video, tưởng cho đại gia nhìn xem. Trương Huyền giơ lên chính mình di động, truyền phát tin một cái video ra tới. Đồng thời, những phóng viên này nhóm camera, toàn bộ nhắm ngay Trương Huyền màn hình di động. Video giữa, trước một đoạn, chính là Trương Huyền ngày đó buổi tối đưa Tôn Lam đi khách sạn bị người chụp lén một màn, này chỉ là video trước nửa đoạn, ở video phần sau đoạn chung, là khách sạn theo dõi, nguyên bản bị người có tâm xóa bỏ, nhưng Trương Huyền vẫn là điều ra tới, là hắn đem Tôn Lam đưa vào khách sạn sau. Rời đi khi theo dõi, video có thể nói cho mọi người, Trương Huyền ngày đó buổi tối, cũng không có ở khách sạn qua đêm. Lừa ai a? Này video hiển nhiên hợp thành, kia nữ sinh viên đều từng mang thai, người nói người đưa nàng hồi khách sạn chính mình liền đi rồi. Chính là, hiển nhiên là giả. Triệu Thị An bài người, bắt đầu ở trong đám người phát lực. Nghe như vậy thanh âm, Trương Huyền cười khẽ hai tiếng, ha ha, các vị, không nên gấp gáp, còn có tiếp theo cái đâu. Trương Huyền lại ở trên màn hình di động liền điểm vài cái, một cái khác video, bắn ra tới. Video chung, tổng cộng có hai người, trong đó một người, là cái xa lạ gương mặt, mà mặt khác một người, ở đây người, đều gặp được, đúng là cái kia Ngân Châu Đại học chủ nhiệm giáo dục. Người phía trước cầm 50 vạn, đây là mặt khác 50 vạn, sáng mai, ngươi liền đi Lâm Thị cao ốc, nên nói cái gì, không cần ta dạy cho ngươi đi. Video chung, kia xa lạ gương mặt. Đem suốt mấy sấp tiền, phóng tới chủ nhiệm giáo dục trước người. Đương nhiên rõ ràng, chủ nhiệm giáo dục đầy mặt ý cười nhận lấy những cái đó tiền, liền nói họ Trương làm chúng ta trường học nữ sinh mang thai sao, yên tâm, bệnh viện ngụy chúng ta đều làm tốt. Các ngươi Triệu Thị liền chờ ngày mai xem kịch vui đi. Video không dài, chỉ có hai người này ngắn ngủn giao lưu, mà khi này một cái video bị thả ra lúc sau, mặc kệ là hiện trường một ít người. Vẫn là màn hình máy tính trước xem phát sóng trực tiếp người, đều không bình tĩnh. Đường đường Ngân Châu Đại học chính giáo chỗ chủ nhiệm, thế nhưng làm như vậy ngụy chứng. Hắn vừa mới lời nói, không chỉ là đối chính mình trường học không phụ trách, không chỉ là bôi đen Lâm Thị tập đoàn, càng có khả năng hủy hoại một cái nữ hài cả đời, nhân ra rõ ràng cái gì đều không có, một hai phải truyền ra một cái phá thai mặt trái tin tức, phải biết rằng, xã hội dư luận, chính là có thể đem người bức tử. Hắn làm như vậy. Chính là ở mưu sát. Loại người này, hoàn toàn có thể đem hắn hình phạt. Internet chửi rủa thanh dẫn tới Ngân Châu Đại học chính giáo chỗ chủ nhiệm trên người. Chính giáo chỗ chủ nhiệm tuy rằng nhìn không tới trên mạng bình luận, nhưng ở hắn nhìn đến Trương Huyền lấy ra cái kia video trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền trở nên dị thường khó coi. Cái này giao dịch, là ở chính mình tới phía trước mới cùng người làm, như thế nào sẽ bị chụp được tới. Này hai cái video lấy ra. Còn có Xuân Đằng viện phúc lợi thôi viện trưởng xuất hiện, có thể nói, làm hiện trường thế cục,
hoàn toàn thay đổi. Video chung, chính giáo chỗ chủ nhiệm kia một câu các ngươi Triệu thị, cũng khiến cho đại gia chú ý. Triệu thị cấp tiền, chẳng lẽ, này hết thảy đều là Triệu thị ở phá rối? Rất có khả năng, Triệu thị làm Ngân Châu đệ nhị đại xí nghiệp, một khi Lâm thị rơi đài, bọn họ sẽ là lớn nhất đến lợi giả. Triệu thị đây là muốn lợi dụng đại gia, cho bọn hắn tạo thế, giúp bọn hắn đẩy ngã Lâm thị. Này Triệu thị cũng quá ghê tởm điểm. Nói như vậy, không chỉ có xuất hiện ở hiện trường, cũng xuất hiện ở Internet trên màn hình. Ở đây trong đám người, Triệu thị an bài người, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên biến thành cái dạng này, kia giao dịch, thế nhưng sẽ bị người chụp xuống dưới, nhưng bọn họ thu tiền, tổng không thể ngồi xem sự tình liền như vậy phát triển. Ta nghiêm trọng hoài nghi, này video là hợp thành, Triệu thị như thế nào sẽ vô duyên vô cớ công kích Lâm thị, này không phải là Lâm thị tự đạo tự diễn đi. Cố ý vu oan giá họa Triệu thị. Không tồi. Như vậy nghi ngờ thanh âm vừa ra, đại gia lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, chờ đợi Trương Huyền giải thích. Trương Huyền không nói gì, một lần nữa lấy ra một đoạn video, này đoạn video, là hắn ngày đó đi Lạc Hà tìm nhà thầu tính sổ thời điểm, đối phương cho hắn xem, bị Trương Huyền lấy lại đây. Video chung, tìm tới nhà thầu, đúng là Triệu thị xã giao giám đốc, hắn bộ dáng, ở đây rất nhiều truyền thông đều liếc mắt một cái là có thể nhận ra, xã giao giám đốc làm nhà thầu ở Lâm thị công trường thượng tự mình khởi công. Này đó tất cả đều ký lục xuống dưới, danh mạch. Cái này video vừa ra, Triệu thị liền tính là tưởng tẩy, đều tẩy không sạch sẽ, rốt cuộc bọn họ xã giao giám đốc liền đứng ở nơi đó. Hơn nữa, Lâm thị khoảng thời gian trước bởi vì tự mình khởi công, bị một cái thôn tìm tới tới trả thù người. Tuy rằng truyền thông không có đưa tin, nhưng rất nhiều người đều xem ở trong mắt, tổng không có khả năng kia sự kiện, cũng là Lâm thị tự đạo tự diễn đi. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền liên tiếp lấy ra video. Khóe miệng hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, hắn làm việc, trước nay đều không cần chính mình nhọc lòng. Không cần dư thừa nói, không cần dư thừa giải thích, này mấy cái video, chính là có lợi nhất chứng cứ, có thể thuyết minh hết thảy. Ở đây truyền thông, cùng với quan khán phát sóng trực tiếp người, cũng đều vào lúc này minh bạch, hết thảy, đều là Triệu thị dở trò quỷ, cái này làm cho mọi người, đều có một loại bị chơi cảm giác. Sôi nổi đem lửa giận phát tiết đến Triệu thị trên người. Mà Lâm thị, bởi vì lần này sự tình, cho người ta một loại khinh thường khắc khẩu hình tượng, làm đại gia đánh giá càng cao. Ngụy Thanh Hạo nhìn trên mạng kia từ đối Lâm thị một mảnh chửi rủa chuyển thành khen ngợi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, vốn dĩ nghĩ lúc này đây phá đổ Lâm thị, lại không nghĩ rằng cấp Lâm thị tạo phúc, sở hữu đồ vật đều là phát sóng trực tiếp ra tới, liền tính mặt sau lại xã giao, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Những cái đó Triệu thị an bài người, thấy sự tình đã phát triển trở thành như vậy. Không thể nghịch chuyển, liền xám xịt rời đi, dư lại một ít đứng ở trung lập thái độ truyền thông, bắt đầu tiến hành phỏng vấn. Lâm thị xã giao bộ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đứng dậy, trả lời truyền thông các loại vấn đề, một hồi nguyên bản sẽ làm Lâm thị hao tổn vô số nguy cơ, đơn giản là Trương Huyền mấy cái động tác, liền hoàn toàn xoay chuyển. Chương 597, chúng ta nhận nuôi đi. Đương nhiên, loại này xoay chuyển, đều không phải là tùy ý là có thể làm được. Nếu không phải Trương Huyền vẫn luôn trường kỳ giúp đỡ viện phúc lợi, nếu không phải Trương Huyền đã sớm đi tìm cái kia nhà thầu, nếu không phải Trương Huyền từ rời đi Ngân Châu Đại học thời điểm liền tìm người điều tra chính giáo chủ nhiệm, vừa mới những cái đó video, tất cả đều sẽ không tồn tại. Ở có người còn nắm chắc thắng lợi thời điểm, Trương Huyền cũng đã âm thầm bắt đầu xử lý rất nhiều vấn đề. Trước mắt rối loạn hoàn toàn tan đi, Lâm thị xã giao đoàn đội bắt đầu phát lực, quần chúng lửa giận. Tất cả đều chuyển rời đến Triệu thị trên người, một ít khứu giác nhanh nhạy phóng viên, cũng sôi nổi chiều Triệu thị tập đoàn mà đi. Tiểu Huyền, cho ngươi thêm phiền toái. Thôi viện trưởng hướng Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lôi kéo mỗi ngày tay nhỏ, đi trở về. Không trở về, ta không nghĩ trở về. Mỗi ngày dẫu cái miệng nhỏ, ném ra thôi viện trưởng tay, chạy chậm đến Trương Huyền bên cạnh, ôm Trương Huyền cẳng chân, mỗi ngày muốn cùng ba ba đãi cùng nhau, mỗi ngày muốn ba ba mụ mụ. Thôi viện trưởng mặt làm giận dữ trạng, mỗi ngày, không được hồ nháo. Mau cùng nãi nãi trở về. Mỗi ngày kia đen lúng liếng mắt to một chút liền đỏ, nước mắt theo hốc mắt chảy ra, không sao, mỗi ngày. Mỗi ngày không nghĩ trở về, mỗi ngày muốn ba ba mụ mụ. Không nghe lời có phải hay không? Thôi viện trưởng đi lên trước tới, tận trời thiên phía sau lưng nhẹ nhàng một phách, mau cùng nãi nãi trở về. Mỗi ngày nhấp cái miệng nhỏ, hốc mắt trong suốt, oa một tiếng.
liền khóc ra tới, không sao, mỗi ngày không cần trở về, mỗi ngày muốn ba ba mụ mụ, mỗi ngày. Mỗi ngày. Mỗi ngày đang không ngừng nức nở, theo nàng nức nở thanh, nàng kia mới vừa một mét tiểu thân thể, đột nhiên trước sau lay động lên, bước chân trở nên phù phiếm, khuôn mặt nhỏ cũng một mảnh trắng bệch, ôm chặt Trương Huyền cẳng chân cánh tay đột nhiên buông lỏng, cả người chiều trên mặt đất tải đi. Trương Huyền tay mắt lanh lẹ, vội vàng khom lưng ôm lấy mỗi ngày, mới không làm mỗi ngày ném tới trên mặt đất, lại vừa thấy, mỗi ngày hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch lợi hại, đã hôn mê qua đi. Này, này sao lại thế này, mỗi ngày, Thôi viện trưởng vẻ mặt nôn nóng cùng kinh ngạc. Trương Huyền duỗi tay đặt ở mỗi ngày mạch đập thượng, hắn mày nhăn lại, Thôi viện trưởng, mỗi ngày có phải hay không trái tim có vấn đề? Ta không biết a. Thôi viện trưởng kia vẩn đục trong mắt mang theo nước mắt, viện phúc lợi mỗi một cái hài tử, đều là nàng tâm đầu nhục, một cái ba tuổi tiểu nữ hài đột nhiên như vậy hôn mê qua đi, cái này làm cho nàng trong lòng hoảng loạn vô cùng. Bí thư Lý, mau làm người chuẩn bị xe, đi bệnh viện. Lâm Thanh Hạm hướng một bên Lý Na hô to một tiếng. Không còn kịp rồi, lão bà, đem người chìa khóa xe cho ta. Trương Huyền đầy mặt nôn nóng hô. Lâm Thanh Hạm căn bản không có do dự, móc ra chìa khóa xe liền đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận chìa khóa xe, một giây đồng hồ cũng chưa chậm trễ, ôm mỗi ngày liền hướng ra chạy, một bên chạy một bên hô, lão bà, người mang theo Thôi viện trưởng trực tiếp tới bệnh viện là được. Lâm Thanh Hạm xe liền ngừng ở công ty trước cửa, Trương Huyền lên xe, phát động, liền mạch lưu loát, động cơ phát ra một tiếng nổ vang, bay nhanh chạy ở trên đường. Dùng ngắn nhất thời gian, Trương Huyền liền chạy tới bệnh viện, tại đây trong quá trình, Lâm Thanh Hạm đã thông chi Mã hội trưởng. Trương Huyền xe còn không có rất ổn, Mã hội trưởng liền dẫn người vào tới bệnh viện cửa. Trương Huyền đem khuôn mặt nhỏ trắng bệch mỗi ngày giao cho bác sĩ trong tay khi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mã hội trưởng lập tức an bài người tiến hành cứu giúp kiểm tra. Ở tiến bệnh viện vài phút sau, Mã hội trưởng liền kiểm tra ra rồi kết quả, làm Trương Huyền an tâm xuống dưới. Mỗi ngày chỉ là đại não thiếu oxy, tạo thành hôn mê, thiếu oxy nguyên nhân, là bởi vì mỗi ngày có bẩm sinh tính bệnh tim, cảm xúc kích động rất có thể tạo thành trái tim sậu đình, nhân thể cơ năng suy giảm. Hơn 10 phút sau, Lâm Thanh Hạm đám người tới rồi. Lúc này, mỗi ngày đã nằm ở trên giường bệnh, nàng thân thể cũng không có cái gì vấn đề, chỉ là còn lâm vào hôn mê mà thôi, nhìn tiểu nữ hài kia tròn tròn khuôn mặt, trắng bệch sắc mặt, trói chặt mày, trên mặt tài cán rớt vết nước mắt, làm người từ đáy lòng cảm thấy một trận đau lòng. Lão công, Lâm Thanh Hạm ở ngoài phòng bệnh, nhẹ nhàng kêu một tiếng Trương Huyền, nàng thanh âm ép tới rất thấp, sợ xảo đến mỗi ngày. Trương Huyền duỗi tay chỉ ngoài cửa, theo sau cấp mỗi ngày đắp chăn đàng hoàng, cùng Lâm Thanh Hạm đi ra ngoài. Ở ngoài phòng bệnh, còn đứng Thôi viện trưởng cùng Tần Nhu. Trương Huyền, mỗi ngày nàng thế nào? Tần Nhu vừa thấy Trương Huyền ra tới, liền nôn nóng hỏi, mỗi ngày kêu nàng kêu mụ mụ, nàng cũng cùng ngày thiên cùng chính mình nữ nhi giống nhau. Đây là kiểm tra báo cáo, các ngươi xem đi. Trương Huyền đem Mã hội trưởng vừa mới cho hắn báo cáo, đưa cho Tần Nhu. Theo sau vỗ vỗ Thôi viện trưởng bả vai, an ủi nói, viện trưởng, không có việc gì. Thôi viện trưởng trên mặt, che kín nồng đậm tự trách. Tần Nhu cùng Lâm Thanh Hạm nhìn báo cáo thượng bẩm sinh tính bệnh tim 6 cái tự, không khỏi há to miệng. Trái tim, là nhân thể nhất phức tạp địa phương, chẳng sợ hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, cũng không thể hoàn toàn bắt chước nhân thể trái tim, đó là một người căn bản. Hai nàng nhìn đến báo cáo sau, cơ hồ đồng thời liếc nhau. Đều chiều đối phương lắc lắc đầu, theo sau yên lặng đem báo cáo thu lên, không nói cho Thôi viện trưởng, các nàng đều sợ, Thôi viện trưởng không chịu nổi. Một cái tiểu nữ hài, nàng mới vừa nhận thức thế giới này, liền có như vậy nghiêm trọng bệnh tật bám vào người, này đối một cái hài tử tới nói, là nhất bất hạnh tin tức. Mấy người ngồi ở bệnh viện ngoại hành lang ghế dài thượng. Trương Huyền nhìn Thôi viện trưởng, hỏi, viện trưởng, mỗi ngày làm sao vậy? Ai? Thôi viện trưởng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, Tiểu Huyền, người cũng biết, viện phúc lợi thường xuyên sẽ có người tới nhận nuôi hài tử, ngày hôm qua bao quanh bị người lãnh đi rồi, mỗi ngày liền vẫn luôn kêu muốn tìm nàng ba ba mụ mụ, ta hôm nay ra tới, chính là muốn mang đứa nhỏ này giải sầu, ai ngờ đứa nhỏ này liền chạy đến ngươi kia đi, đứa nhỏ này thông minh, vẫn luôn đều nhớ kỹ ngươi cùng Tiểu Nhu lời nói. Trương Huyền mặc không lên tiếng gật gật đầu, bao quanh cùng mỗi ngày, vẫn luôn đều chơi đặc biệt hảo. Nhìn bao quanh có ba ba mụ mụ, mỗi ngày khổ sở trong lòng cũng là bình thường.
Lâm Thanh Hạm nhẹ nhấp môi, xuyên thấu qua phòng bệnh cửa kính, nhìn đến nằm ở trên giường mỗi ngày, Lâm Thanh Hạm từ nhỏ liền không có mẫu thân chiếu cố, phi thường minh bạch này trong đó khổ, bất quá cũng may chính mình còn có cái phụ thân, nhưng này đó hài tử đâu. Không nơi nương tựa, nhìn mỗi ngày khuôn mặt nhỏ trắng bệch bộ dáng, lại nghĩ đến vừa mới ở công ty, mỗi ngày ôm Trương Huyền cẳng chân, hô to ba ba một màn, Lâm Thanh Hạm trong lòng thuộc về mẫu tính mềm mại nhất địa phương, bị hung hăng xúc động. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Trương Huyền, lão công, không bằng chúng ta, đem mỗi ngày nhận nuôi đi. À, Lâm Thanh Hạm nói, làm Trương Huyền hung hăng kinh ngạc một phen. Nhận nuôi một cái hài tử, này đều không phải là tùy tiện nói nói, một khi nhận nuôi, vậy đại biểu cho, phải đối đứa nhỏ này cả đời đi phụ trách, không riêng gì kinh tế thượng, càng nhiều vẫn là tình cảm thượng. Lâm Thanh Hạm là cái thân thể khỏe mạnh nữ nhân, Trương Huyền cũng là, bọn họ hoàn toàn có thể có được chính mình thân sinh hài tử, như vậy nhận nuôi một cái, 99% người, đều là không tiếp thu được, này yêu cầu rất lớn trả giá. Chương 598, ngươi tưởng cùng ta Triệu thị khai chiến. Lão bà, ngươi đừng xúc động, Trương Huyền mở miệng nói, tuy rằng hắn thực thích hài tử, nhưng này nhận nuôi, liền không phải chính mình một người sự. Không có xúc động, Lâm Thanh Hạm lắc đầu, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi biết đến, ta không phải xúc động người, mỗi ngày nàng như vậy dán ngươi, lại thích Tần Tổng, hiện tại chúng ta vừa vặn ở cùng một chỗ, liền đem mỗi ngày nhận nuôi lại đây bái, ngươi còn sợ chúng ta hai nữ nhân, chiếu cố không được một cái hài tử a. Trương Huyền trầm mặc, không có ra tiếng, nếu hắn hiện tại vẫn là lẻ loi một mình, khả năng sẽ không chút do dự lựa chọn nhận nuôi mỗi ngày, nhưng hiện tại, hắn có gia đình, có khác suy xét, chính yếu chính là, hắn không nghĩ làm Lâm Thanh Hạm có cái gì ủy khuất. Đây là một cái thực gian nan lựa chọn. Lão công, Lâm Thanh Hạm giữ chặt Trương Huyền tay, chỉ Tần Nhu túi áo. Nơi đó, trang mỗi ngày thân thể báo cáo. Trương Huyền hít sâu một hơi, trở tay bắt lấy Lâm Thanh Hạm nhu đề, lão bà, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, ta cũng thực thích tiểu hài tử a. Lâm Thanh Hạm khóe miệng rào rạt một mạt mỉm cười, hơn nữa như vậy, ra ra hắn liền không cần mỗi ngày thúc giục chúng ta. Thôi viện trưởng nghe được hai người nói, nhìn Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm. Tiểu Huyền, người cùng lão bà ngươi, đều là hảo hài tử a. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, không nói gì, chỉ là bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay, càng thêm dùng sức. Hơn 20 phút sau, Trương Huyền di động đột nhiên thu được một cái tin tức, hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua, hướng Lâm Thanh Hạm nói, lão bà, người cùng Tần Nhu trước tiên ở nơi này nhìn, ta có chút việc, muốn đi ra ngoài một chuyến. Ân. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nhìn Trương Huyền, chú ý an toàn. Trương Huyền rời đi bệnh viện, nhìn mắt bốn phía, chiều ngoại ô đi đến. Trương Huyền vẫn luôn đều làm người chặt chẽ nhìn chăm chú vào Triệu Thị động tĩnh, liền ở vừa rồi, hắn thu được tin tức, Triệu Thị có động tác, đang ở tập kết nhân thủ. Đối với Triệu Thị khả năng sẽ làm ra phản ứng, Trương Huyền không sai biệt lắm đều đã nghĩ tới, Triệu Thị đã nhìn không được đối chính mình động thủ, chẳng qua không có quá trực tiếp. Hôm nay nhiều như vậy truyền thông đưa tin Triệu Thị, nếu Triệu Thị còn không trả thù nói, kia theo chân bọn họ lúc trước cách làm, kém cũng quá lớn, Trương Huyền phải làm, chính là đưa cho Triệu Thị tập đoàn cơ hội này, làm cho bọn họ đối chính mình động thủ. Trương Huyền ở ra bệnh viện trong nháy mắt kia liền chú ý tới, tại đây chung quanh, ít nhất có 5 nhóm người quan sát đến chính mình hành tung, những người đó tự nhận là che giấu phi thường hảo, nhưng hoàn toàn trốn bất quá Trương Huyền đôi mắt, ở Trương Huyền trong mắt, bọn họ ẩn nấp thủ pháp. Quá mức thô. Trương Huyền liền như vậy nhàn nhã đi ở trên đường, không nhanh không chậm, mấy nhóm người phân biệt đi theo hắn phía sau. Trương Huyền lựa chọn địa phương, là công nghiệp viên khu một mảnh vứt bỏ nhà xưởng, phía trước cùng lưu xa người, cùng với thứ mân người giao chiến, đều là cái này địa phương, đối với này phiến địa hình, Trương Huyền lại quen thuộc bất quá. Này phiến vứt bỏ nhà xưởng, phía chính phủ cũng không phá bỏ và di rời, cũng không phát triển, cơ hồ sẽ không có người nào tới. Đương Trương Huyền đến này thời điểm, thời gian đã tới rồi giữa trưa. Thái dương treo ở không trung giữa. Trương Huyền đi tới bước chân đột nhiên ngừng, hắn bốn phía đều là cũ nát nhà xưởng, con đường cũng phi thường hẹp hòi, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, liền nắp giếng đều không đầy đủ, nơi này có thể dọn đồ vật, đều bị người dọn đi rồi. Ở này đó tiểu đạo góc chết chỗ, lúc này đã tàng đầy người, nhân số không dưới 100. Triệu Tiên Sinh cầm trong tay quải trượng. Đứng ở khoảng cách Trương Huyền gần nhất một góc chung, nhìn lộ trung ương Trương Huyền, trên mặt lộ ra tươi cười. Nhị gia, từ từ như thế nào làm?
Hắc Y thanh niên đứng ở Triệu Tiên Sinh bên cạnh, phát ra nghi hoặc. Triệu Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, đoạt ta linh dược, hư ta xí nghiệp, người nói như thế nào làm? Triệu Tiên Sinh thật mạnh nhéo xuống tay trung quải trưởng, cái gì Tô gia gia chủ, bất quá như vậy, liền loại này mặt hàng, nếu không phải cùng Quang Minh đảo có quan hệ, ta tùy tay chảm hắn. Đúng không? Một đạo có chứa nghi vấn thanh âm, ở Triệu Tiên Sinh phía sau vang lên. Triệu Tiên Sinh bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Trương Huyền, đứng ở chính mình phía sau, một màn này phát sinh, làm Triệu Tiên Sinh cả người kinh ra mồ hôi lạnh. Chuyện này không có khả năng, ngươi không phải ở. Triệu Tiên Sinh ánh mắt nhìn về phía Lộ Trung Ương, hắn trong mắt Trương Huyền, đột nhiên xoay người lại, ăn mặc cùng đi đường tư thế, đều cùng Trương Huyền bản nhân giống nhau như đúc, nhưng gương mặt, lại hoàn toàn bất đồng, kia đứng ở trên đường Trương Huyền, trên mặt đeo một trương màu đen mặt quỷ mặt nạ. Triệu Tiên Sinh không thể tin tưởng nhìn Trương Huyền, sao có thể? Ngươi chừng nào thì đổi? Đã sớm thay đổi, Trương Huyền khóe miệng một liệt, các ngươi Triệu thị thị tộc, cũng bất quá như thế. Ngươi sao có thể biết thị tộc? Triệu Tiên Sinh đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngươi bất quá một cái Tô gia gia chủ mà thôi, sao có thể hiểu biết? Ai nói cho ngươi ta là Tô gia gia chủ, người này, hắn đi qua Quang Minh đảo đi. Trương Huyền ánh mắt phóng tới Triệu Tiên Sinh bên cạnh Hắc Y thanh niên trên người. Ở Quang Minh đảo thời điểm, Trương Huyền nhìn thấy quá cái này Hắc Y thanh niên, lúc ấy hắn còn không rõ ràng lắm này Hắc Y thanh niên là đang làm gì, bất quá hiện tại, lại là hiểu rõ. Hắc Y thanh niên bước lên Quang Minh đảo, nguyên bản Triệu Tiên Sinh ý tứ là muốn nhìn Quang Minh đảo thái độ. Nhưng mà, đường Chessia sau khi xuất hiện, hết thảy liền thay đổi, cùng Chessia tiếp xúc sau Hắc Y thanh niên mang về tới mặt khác một trọng ý tứ. Mà ở Trương Huyền nơi này, nếu Hắc Y thanh niên bước lên Quang Minh đảo, vậy đã biết chính mình thân phận, hiện tại Triệu thị vẫn như cũ đối chính mình động thủ, đó có phải hay không đã nói lên, Triệu thị thị tộc muốn cùng Quang Minh đảo khai chiến. Đi theo Triệu Tiên Sinh bên cạnh Hắc Y thanh niên thân mình đột nhiên ngăn, hắn nhìn về phía Trương Huyền, giờ khắc này, hắn ánh mắt giống như thanh minh rất nhiều, lại xem chính mình quanh thân tình huống khi, Hắc Y thanh niên sững sốt vài giây. Theo sau trên mặt tràn ngập sợ hãi, hắn hàm răng đều ở run lên, nhị ra, hắn là. Hắc Y thanh niên duỗi tay chỉ vào Trương Huyền, liền lời nói đều nói không rõ, Hắc Y thanh niên dùng sức nuốt nước bọt, bài trừ trong lòng sợ hãi. Hắn là, Sa Tăng A. Sa Tăng hai chữ, là Hắc Y thanh niên thét chói tai ra tới. Cái gì, Triệu Tiên Sinh thân thể chấn động, Sa Tăng, địa ngục quân vương, Sa Tăng. Quang Minh đảo đảo chủ. Một mặt nồng đậm sợ hãi, leo lên Triệu Tiên Sinh trong lòng, thị tộc là không sợ Quang Minh đảo, nhưng là hắn, xa xa còn không có đạt tới trở về thị tộc trình độ, hoàn toàn không phải Quang Minh đảo đối thủ. Liền chính mình mang đến những người này, tuyệt đối không phải địa ngục quân vương đối thủ. Triệu Tiên Sinh cố nén một viên sợ hãi tâm, hắn rốt cuộc minh bạch, người này, là như thế nào biết thị tộc, bằng vào Quang Minh đảo thực lực, cũng không sai biệt lắm đủ tới rồi thị tộc ngạch cửa. Triệu Tiên Sinh hít sâu một hơi, mở miệng nói, nếu biết ta là Triệu thị thị tộc người, ngươi lại tưởng như thế nào, tưởng cùng chúng ta Triệu thị thị tộc khai chiến sao? Triệu Tiên Sinh hiện tại, chỉ có thể đem thị tộc nâng ra tới, hy vọng có thể tạo được tác dụng, làm địa ngục quân vương, có điều kiêng kỵ. Chương 599, chiến liền chiến. Triệu Tiên Sinh lời nói uy hiếp, đối Trương Huyền một chút hiệu quả đều không có. Triệu Tiên Sinh như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Trương Huyền đã tận mắt nhìn thấy tới rồi một cái thị tộc hủy diệt, nhất mới đầu, thị tộc ở Trương Huyền trong lòng, là rất cường thịnh, liền lũng Tây Lý thị lực ảnh hưởng, thực sự làm Trương Huyền không nghĩ tới, một cái nho nhỏ chi nhánh thôn xóm, đều có thể làm số 4 tự mình hiện thân. Mà khi hiểu biết thị tộc lúc sau, Trương Huyền mới phát hiện, lũng Tây Lý thị loại này, đã là đứng ở thị tộc đỉnh, bị khác thị tộc, đều cho rằng thần giống nhau tồn tại, mà đường thị loại này thị tộc, đối lập Quang Minh đảo, bất quá là nội tình thâm một ít. Muốn nói thực lực, thật đúng là không có Quang Minh đảo cường. Trương Huyền nhìn Triệu Tiên Sinh, hơi hơi mỉm cười, Triệu thị thị tộc thì thế nào? Sớm muộn gì, ta muốn chôn kia lũng Tây Lý thị, các ngươi Triệu thị, liền trước tiên chôn đi, động thủ. Trương Huyền động thủ hai chữ rơi xuống, tại đây khu vực mỗi cái góc, đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ở Triệu Tiên Sinh dẫn người vây quanh Trương Huyền thời điểm, hắn không có phát hiện, Trương Huyền người, cũng đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, vang ở Triệu Tiên Sinh bên tai, hắn không còn có phía trước kia vững vàng bình tĩnh bộ dáng,
không có đem hết thảy đều nắm giữ trong tay khí phách. Đương hắn biết, đối mặt địch nhân, không phải cái gì đơn giản Lâm thị, không phải cái gì Tô gia khi, hắn trong lòng ngạo nghễ, toàn bộ tan biến. Đó là Quang Minh Đảo, tại đây thị tộc vô pháp xuất thế khi, tại đây linh khí khô kiệt khi, toàn bộ thế giới ngầm bá chủ. Như thế nào bá chủ? Phóng nhãn nhìn lại, trong thiên hạ, toàn vi thần tử. Đây là Quang Minh Đảo địa vị, đây là địa ngục quân vương địa vị. Triệu tiên sinh nhìn về phía bên cạnh Hắc Y thanh niên. Hắc Y thanh niên, đồng dạng lâm vào nồng đậm sợ hãi chung, hắn cả người run rẩy, từ Quang Minh Đảo khi trở về, đến bây giờ phát sinh sự, ở hắn trong đầu không ngừng quay lại. Vì cái gì? Triệu tiên sinh hướng Hắc Y thanh niên mở miệng, hắn không rõ, cái này theo chính mình nhiều năm như vậy người, vì cái gì sẽ đột nhiên mang cho chính mình giả tin tức. Không phải ta, không phải ta. Hắc Y thanh niên lắc đầu, nhị gia, là nữ nhân kia, là. Hắc Y thanh niên nói còn chưa dứt lời, một đạo chói lọi ánh đao hiện lên, quát phá hắn yết hầu. Hắc Y thanh niên trên mặt mang theo không cam lòng, đến chết, hắn đều không có cấp Triệu tiên sinh giải thích rõ ràng. Địa ngục quân vương, ngươi sẽ vì này, trả giá đại giới. Triệu tiên sinh gắt gao nắm chính mình quải trượng, theo sau bỗng nhiên vừa kéo, một phen đoàn chủy bị hắn từ quải trượng chung rút ra, chiều Trương Huyền trên người thọc đi. Trương Huyền xem cũng chưa xem Triệu tiên sinh trong tay chủy thủ liếc mắt một cái, một tầng vô hình cái lồng khí, bao trùm Trương Huyền bên ngoài thân, Triệu tiên sinh trong tay chủy thủ, còn không có đụng tới Trương Huyền thân thể, cũng đã bắt đầu uốn lượn. Lại là một đạo hàn mang hiện lên. Triệu tiên sinh đầu, lăn xuống tới rồi một bên. Máu tươi phun, huyết không có rơi xuống Trương Huyền trên người, ở khoảng cách Trương Huyền bên ngoài thân không đến 1 cm khoảng cách, toàn bộ rơi xuống mặt đất. Trương Huyền xoay người, xem cũng lại không thấy Triệu tiên sinh liếc mắt một cái, hãy còn mở miệng nói, đi cha, Triệu thị thị tộc ở đâu. Thông chi mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, Quang Minh Đảo, trước nay đều không phải người khác trong mắt cặn bã, trước kia không phải, về sau, càng không phải là. Một cổ giết chóc dục vọng, ở Trương Huyền đáy lòng dần dần lan tràn, hắn đã không biết, chính mình bao lâu chưa từng có muốn chinh chiến xúc động. Cũng vào giờ phút này, Quang Minh Đảo Thượng, tương lai phòng thí nghiệm chung, một viên màu đỏ tinh thể, đang ở chậm rãi gia tăng nhan sắc, lúc sáng lúc tối, như vậy biến hóa, ai đều không có nhìn đến. Ở khoảng cách Quang Minh Đảo rất xa một cái bờ biển, một người tóc bạc mỹ nữ, nhàn nhã nằm ở bãi biển thượng, hưởng thụ thiên nhiên mang đến tắm nắng. Nàng dáng người có thể nói hoàn mỹ, không có một chút tì vết, chẳng sợ trên thế giới tốt nhất người mẫu đứng ở nàng trước mặt, cũng sẽ tự biết xấu hổ, cặp kia chân dài, hình như là thượng đế tốt nhất lễ vật. Nữ nhân khép hờ đôi mắt đột nhiên mở, như sao trời lộng lẫy hai mắt, nhìn trước mặt mênh mông vô bờ biển rộng, ai, giải trừ a, này đều qua mấy ngày rồi, Trương Huyền ca ca, ngươi tính cách, thật là thu liếm quá nhiều a, như vậy ngươi, nhưng vô pháp giống như trước như vậy, làm tất cả mọi người sợ hãi nga. Ở cái này cuồn cuộn tinh cầu, mọi người sợ thăm dò đến, bất quá 1%, thần bí hải dương, vô pháp đụng vào địa tâm, cùng với như vậy nhiều thần bí tử vong mảnh đất, đều là sợ tiếp xúc không đến địa phương. Xa xôi châu Nam Cực, băng thiên tuyết địa giữa, một tòa thần bí nghiên cứu trạm, tránh né trên thế giới bất luận cái gì một tổ chức tầm mắt, ở chỗ này thành lập lên, nó giấu kín với sông băng phía dưới, ngăn cách với thế nhân. Toàn bộ nghiên cứu trạm, này mục đích, bất quá là vì một thứ. Giống nhau thể tích chỉ có tam lập phương cm màu đỏ tinh thể, nơi này người, xương này màu đỏ tinh thể, vì tà thần mảnh nhỏ. Truyền thuyết, tà thần mảnh nhỏ, có thể mở ra một phiến không biết đại môn, tà thần mảnh nhỏ, ghi lại thượng cổ truyền thuyết, tà thần mảnh nhỏ, là toàn nhân loại, đi theo thượng cổ tung tích duy nhất dẫn đường thạch. Nho nhỏ tà thần mảnh nhỏ chung, ẩn chứa khổng lồ lực lượng, ở cái này thực nghiệm căn cứ chung, mỗi một cái nhân viên nghiên cứu, đều phi thường cẩn thận. Bởi vì bọn họ nghe nói, liền này tam lập phương cm tà thần mảnh nhỏ nổ mạnh, một khi nổ mạnh, có thể hủy hoại nửa cái châu Nam Cực. Uy lực so vũ khí hạt nhân, còn muốn khủng bố. Không ai có thể thấy rõ toàn thế giới, mỗi một cái giai đoạn người, ở làm mỗi một cái giai đoạn khi, người thường, công tác sinh hoạt, mua xe mua phòng, phú hào, nghĩ muốn như thế nào thay đổi thành phố này, thần hào, nghĩ có thể thay đổi dân sinh cách cục, vang danh thiên sử. Mà còn có người, muốn làm, là thay đổi thế giới. Ngân Châu, Trương Huyền giải quyết Triệu tiên sinh đám người, gọi điện thoại cùng Lâm Thanh Hạm liên hệ một chút, Lâm Thanh Hạm nói cho Trương Huyền, mỗi ngày đã tỉnh, hiện tại đã đem mỗi ngày mang về ra, thôi viện trưởng mang theo bọn nhỏ về trước viện phúc lợi.
Nghe được mỗi ngày đã tỉnh tin tức, Trương Huyền xem như hoàn toàn yên lòng, tuy rằng biết mỗi ngày không có gì trở ngại, nhưng như vậy một cái hài tử lâm vào hôn mê, luôn là muốn cho người lo lắng, này cùng Trương Huyền hiểu hay không y không quan hệ, hoàn toàn là người thiên tính. Đương Trương Huyền về đến nhà thời điểm, thấy mỗi ngày đang cùng Lâm Thanh Hạ ngồi ở trên sofa, hai người chi gian, bày một bộ cờ năm quân. Ha ha, A Di, ngươi lại thua rồi. Mỗi ngày tiếng cười, truyền tiến Trương Huyền trong tai. Gọi là gì A Di, kêu mụ mụ. Lâm Thanh Hạm phồng lên miệng, nhìn mỗi ngày. Không, mỗi ngày kia đầu nhỏ riêu cùng trống bỏi giống nhau, ngươi không phải ta mụ mụ, không phải. Ta là, Lâm Thanh Hạm ngữ khí phi thường khẳng định tận trời thiên đạo. Ngươi không phải, mỗi ngày đồng dạng phồng lên cái miệng nhỏ, một đôi mắt to đen lúng liếng chừng mắt Lâm Thanh Hạm. Ta là, từ hôm nay trở đi, ta chính là mụ mụ ngươi. Ngươi không phải. Ta là. Trương Huyền đứng ở cửa, nghe này một lớn một nhỏ hai nữ nhân đối thoại, che đầu, hôm nay thiên còn nhỏ, mê chơi thực bình thường, nhưng chính mình lão bà, sao nói cũng là Lâm thị người cầm lái, như thế nào liền có như vậy một bộ tiểu nữ hài tâm tính a. Chương 600, một môn việc hôn nhân. Trương Huyền bất đắc dĩ cười, đem cửa phòng đóng lại, cố ý ho khan một tiếng. Vừa nghe đến Trương Huyền ho khan thanh, Lâm Thanh Hạm cùng mỗi ngày, cơ hồ đồng thời đem ánh mắt thả lại đây, ở nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, mỗi ngày lập tức từ trên sofa nhảy xuống, nhảy nhót chiều Trương Huyền chạy tới. Ba ba, người đã về rồi. Mỗi ngày này một tiếng ba ba, kêu Trương Huyền cũng không biết kêu lên nhiều ít hồi, đã sớm thuần thục vô cùng. Trương Huyền một tay đem mỗi ngày ôm lên, mỗi ngày thiên lại khôi phục này phúc hoạt bát đáng yêu bộ dáng, hắn đánh đáy lòng vui vẻ, mỗi ngày. Người có phải hay không khi dễ người Thanh Hạm mụ mụ? Nàng không phải mỗi ngày mụ mụ, mỗi ngày ôm lấy Trương Huyền cổ, ta muốn Tần mụ mụ. Một bên Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, hướng Trương Huyền trợn trắng mắt, nàng từ bệnh viện trở về, sẽ giáo dục mỗi ngày, chính mình về sau là nàng mụ mụ, nhưng ai biết mỗi ngày căn bản là không mua chướng. Trương Huyền xoa xoa mỗi ngày đầu nhỏ, mỗi ngày ngoan, Thanh Hạm mụ mụ, cũng là người mụ mụ a. Không phải, mỗi ngày phồng má tử. Nãi thanh nãi khí nói. Nàng tuy rằng tuổi tiểu, nhưng người cơ linh thực, chỉ nhận Trương Huyền cùng Tần Nhu. Mỗi ngày thiên như vậy, Trương Huyền cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể cấp Lâm Thanh Hạm làm bất đắc dĩ biểu tình, này đến làm Lâm Thanh Hạm về sau chậm rãi cùng mỗi ngày bồi dưỡng cảm tình. Đối với như vậy một cái tiểu khả ái, Lâm Thanh Hạm lại như thế nào sẽ thật sinh nàng khí, đi tới, bắt lấy mỗi ngày tay nhỏ, hảo, mỗi ngày. Vậy ngươi cùng Thanh Hạm A-di đi ra ngoài, A-di cho ngươi mua quần áo mới được không? Quần áo mới, mỗi ngày vừa nghe này ba chữ, kia đen lúng liếng mắt to đều mau phát sáng. Ở tại viện Phúc Lợi Hài Tử, đối quần áo mới ba chữ, là phá lệ khát vọng, này không phải các nàng nhiều ái xinh đẹp, mà là này sẽ làm các nàng cảm giác, chính mình cùng khác tiểu bằng hữu giống nhau, cũng có người đau, có nhân ái, tiểu hài tử tuy rằng sẽ không biểu đạt này đó, nhưng đây là mỗi người đều có bản năng. Vô luận tuổi lớn nhỏ. Đúng vậy, quần áo mới, mỗi ngày, cùng không cùng Thanh Hạm A-Z-D-A. Lâm Thanh Hạm cố ý chỉ chính mình trên người quần áo. Đi, mỗi ngày nãi thanh nãi khí, lại vô cùng kiên định trả lời nói. Lâm Thanh Hạm trên mặt rào rạt tươi cười, đem mỗi ngày từ Trương Huyền trong lòng ngực báo lại đây, đi thôi mỗi ngày, A-Z mang ngươi đi mua quần áo lạc. Lão bà, người từ từ ta đổi kiện quần áo, cùng ngươi cùng nhau. Trương Huyền lập tức ra tiếng, trên người hắn cái này quần áo, vừa mới bồi hắn đã trải qua cùng nhau giết chóc, Trương Huyền tuy rằng không phải cái gì mê tín người, nhưng cảm thấy cùng hài tử ở một khối, vẫn là một lần nữa thay một kiện quần áo hảo. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, người cũng đừng đi đi, trước 2 phút tự Huyền kia nha đầu cho ta gọi điện thoại, nói có chuyện gấp tìm ngươi, cho ngươi đi các nàng trường học một chuyến, người di động tắt máy, phỏng chừng là cùng tự Huyền cái kia bằng hữu có quan hệ đi. Trương Huyền móc di động ra vừa thấy, quả nhiên không điện. Hành, lão bà, vậy vất vả ngươi. Vất vả cái gì? Lâm Thanh Hạm giận Trương Huyền liếc mắt một cái, ta mang nữ nhi đi chơi, ngươi chờ xem, về sau mỗi ngày chỉ biết cùng ta càng ngày càng thân, đến nỗi ngươi a, sớm muộn gì bị quên lạc. Lâm Thanh Hạm nói xong câu này, mặc vào giày, ôm mỗi ngày liền ra cửa. Lâm Thanh Hạm cũng không có lái xe, mỗi ngày tuổi, là vô pháp ngồi ghế phụ. Nàng trên xe lại không có trước tiên chuẩn bị an toàn ghế dựa, đơn giản mang theo mỗi ngày đánh chiếc xe. Trương Huyền chờ Lâm Thanh Hạm rời đi sau, trở lại phòng ngủ, tìm được đồ sạc, di động mới vừa khởi động máy,
Từ Uyển điện thoại liền đánh vào được. Tiếp khởi điện thoại, Trương Huyền còn không có ra tiếng, Từ Uyển thanh âm liền từ điện thoại trung tiêu cấp vang lên, tỷ phu, ngươi cuối cùng về nhà, tỷ của ta cho ngươi nói sao? Ân, làm sao vậy? Trương Huyền hỏi một tiếng. Tôn Lam đã xảy ra chuyện, ai, một chốc cũng nói không rõ, ngươi mau tới chúng ta ký túc xá đi, a di cũng tại đây. Trương Huyền nghe Từ Uyển ở trong điện thoại thanh âm ấp a ấp úng, biết nàng nói chuyện không có phương tiện, liền vội vàng cắt đứt điện thoại, cầm lấy một cái cục sạc liền chiều Ngân Châu Đại học đi. Lấy hiện tại Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm quan hệ, trong viện những cái đó siêu xe, là tùy tiện Trương Huyền động, Trương Huyền từ tủ giày tùy tay cầm lấy một phen chìa khóa xe, đi ra ngoài ấn lượng một chiếc Ferrari sau, lái xe chạy nhanh ra cửa. Đương Trương Huyền điều khiển thượng này chiếc siêu chạy sau, hắn dùng ngắn nhất thời gian, liền tới đến Ngân Châu Đại học trước cửa, cái này dùng khi, cho dù là thế giới đỉnh cấp lái xe tới, đều không thể siêu việt hắn. Từ Uyển ký túc xá, Trương Huyền là biết đến, lúc ấy chính là hắn giúp Từ Uyển dọn hành lễ. Một chiếc tạo hình khoa trương Ferrari xử nhập đại học cổng trường, tức khắc liền hấp dẫn vô số lực chú ý, Trương Huyền căn bản là không chú ý này đó, đem xe đình đến Từ Uyển ký túc xá hạ sau, chiều trên lầu phóng đi. Còn chưa tới Từ Uyển ký túc xá trước cửa, Trương Huyền liền nghe được Hàng Hiên truyền đến gào khóc thanh. Đều là ta không hảo a. Trương Huyền một chút liền nghe ra tới, này gào khóc thanh, đến từ Tôn Lam cái kia mẹ kế. Trương Huyền đi vào Từ Uyển ký túc xá, môn là hờ khép, đương hắn một tay đem môn đẩy ra sau, liền thấy được chính gạt lệ Tôn Lam mẹ kế, Tôn Lam ngồi ở nàng mẹ kế bên cạnh, không ngừng ra tiếng an ủi cái gì. Từ Uyển, Trương Khiết, còn có Trương Thành, đều ngồi ở ký túc xá chung. Đương nhìn đến Trương Huyền đẩy ra ký túc xá môn thời điểm, đại gia tất cả đều đứng lên. Tỷ phu, người đã đến rồi. Từ Uyển hướng Trương Huyền gật gật đầu. Sao lại thế này? Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng, hỏi. Này, Tôn Lam nàng, Từ Uyển vừa muốn mở miệng, đã bị Tôn Lam mẹ kế thanh âm đánh gãy. Đều là ta không tốt, ta không hảo a. Tôn Lam mẹ kế mang theo khóc nức nở, phía trước, Tôn Lam nàng ba cùng người hợp tác làm công trình, hỏi người mượn 200 nhiều vạn, kết quả bị người lừa, người nọ cuốn công trình khoản chạy, Tôn Lam nàng ba bị người đòi nợ, cấp khấu xuống dưới, người nọ bối cảnh thực cứng, Tôn Lam nàng ba ở người nọ kia thiếu 150 vạn, này tiền lấy không ra, bọn họ liền không thả người. Tôn Lam mẹ kế nói đến này thời điểm, theo bản năng nhìn mắt bên cạnh Tôn Lam, theo sau tiếp tục nói, lúc ấy ta cũng là bị buộc không có cách nào, Tôn Lam nàng ba mỗi ngày bị người đánh, ta cũng không đành lòng a. Ta liền cấp Tôn Lam nói việc hôn nhân, đối phương là chúng ta một cái thôn, rất thích Tôn Lam, trong nhà phá bỏ và di rời, cũng có tiền, ta liền phải 150 vạn lễ hỏi. Tôn Lam mẹ kế nói xong này đó, liền không ra tiếng. Trương Huyền nhíu mày, Tôn Lam biết ngươi nói việc hôn nhân này sao? Tôn Lam mẹ kế ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, theo sau khẽ lắc đầu, không biết. Trương Huyền nhìn ngồi ở kia Tôn Lam, bất đắc dĩ thở dài, Tôn Lam mẹ kế là cái dạng gì người? Hắn lần trước ở Lạc Hà quán ba cũng kiến thức tới rồi. Ý tứ hiện tại, đối phương muốn kêu thành hôn, Trương Huyền hỏi. Tôn Lam mẹ kế há miệng thở dốc, không có ra tiếng. Sự tình sau này còn phức tạp một ít, Từ Uyển tiếp được lời nói cha, tỷ phu, Tôn Lam cái kia vị hôn phu, đã chết, đối phương hiện tại khăng khăng muốn Tôn Lam thành hôn. Chương 601, Sủng Hoa Tổng Hợp Chứng. Trương Huyền trong lòng lộc bộc một chút, nhà trai đã chết. Đối phương còn yêu cầu thành hôn, này còn không phải là minh hôn sao? Loại đồ vật này, là minh sắc cấm, như thế nào đến bây giờ còn sẽ tồn tại? Vì cái gì không báo nguy? Việc này cảnh sát hẳn là sẽ quản đi. Trương Huyền hỏi. Tôn Lam mẹ kế lắc lắc đầu, vô dụng, nhà bọn họ thế lực rất lớn, địa phương căn bản sẽ không có người quản. Hơn nữa, bọn họ biết Tôn Lam nàng ba sự, nếu chúng ta báo nguy, Tôn Lam nàng ba, đã có thể xong rồi, chạy thời gian lâu như vậy. Một khi bị những cái đó khoản tiền cho vay biết, Tôn Lam nàng ba tuyệt đối không có đường sống. Tỷ phu, chính yếu chính là, Tôn Lam nàng ba hiện tại bị kia người nhà bắt lại, bọn họ khăng khăng muốn ngươi lộ diệt, chỉ sợ hai ngày này tin tức, bên kia cũng nghe nói. Từ Uyển bổ sung một câu. A, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, làm minh hôn, làm phong kiến, thần thần thao thao, muốn ta ra mặt. Trương Huyền đều không cần tưởng, liền biết đối phương muốn chính mình ra mặt làm gì. Liền minh hôn đều làm phong kiến gia đình, đối với Tôn Lam bị bao dưỡng loại này tin đồn nhảm nhí, khẳng định là không tiếp thu được, chính là muốn cùng chính mình tính sổ bái.
Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tôn Lam mẹ kế, mở miệng hỏi, nhật tử đính sao? Tôn Lam mẹ kế gật gật đầu, đính, người đã chết đã 4 ngày, muốn ở đầu thất ngày đó đem sự làm, bọn họ muốn chúng ta, cần thiết ở đầu thất phía trước trở về. Đi đâu? Tôn Lam mẹ kế nhìn Trương Huyền, chậm rãi mở miệng, Mông Tỉnh, Triệu Gia huyện. Ở Tôn Lam mẹ kế giọng nói rơi xuống đồng thời, Trương Huyền di động vang lên, là một cái không biết dãy số đánh tới điện thoại. Trương Huyền đem điện thoại tiếp khởi, Alex thanh âm, ở điện thoại trung truyền ra, lão đại, Đường thị đại trưởng lão cho chúng ta nói, cái kia Triệu thị thị tộc, liền ở Mông Tỉnh, y chắt người cũng tra được, Ngân Châu Triệu thị tập đoàn cái kia họ Triệu, khoảng thời gian trước liền đi một chuyến Mông Tỉnh. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, Triệu thị thị tộc, cũng ở Mông Tỉnh. Hắn hướng Tôn Lam mẹ kế hỏi, người nói cái kia huyện thành, họ Triệu lớn nhất sao? Ân, Tôn Lam mẹ kế không có do dự gật đầu. Được đến Tôn Lam mẹ kế khẳng định trả lời, Trương Huyền lập tức liền đem Triệu thị thị tộc, cùng lần này sự tình liên hệ lên, phong kiến minh hôn, đã sớm bị mệnh lệnh hủy bỏ đồ vật, đối phương còn như vậy trắng trợn táo bạo đưa ra, nếu sau lưng có thị tộc bóng dáng, kia hết thảy liền nói thông. Hảo một cái Triệu thị thị tộc, chính mình đang muốn đi tìm bọn họ lại chủ động tìm đi lên. Đính phiếu đi, Trương Huyền nhẹ nhàng phun ra này ba chữ. Này ba chữ vừa ra, Tôn Lam mẹ kế trên mặt, tức khắc liền lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng rất rõ ràng, lần này sự tình, cùng Trương Huyền căn bản là không có quan hệ, nếu Trương Huyền không muốn quản, căn bản là không cần thiết chảy vũng nước đục này. Tỷ phu, ta, Tôn Lam mở miệng, đây là nàng ở Trương Huyền vào nhà sau, lần đầu tiên ra tiếng. Tôn Lam, còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, ta ở trên xe cùng ngươi lời nói sao? Trương Huyền trực tiếp quay người, đánh gãy Tôn Lam. Tôn Lam ánh mắt lộ ra một tia mê võng. Bằng hữu có thể giúp được ngươi địa phương, liền không cần khách khí, ta cảm thấy, chúng ta đã là bằng hữu, ngươi nói đi. Trương Huyền hướng Tôn Lam, lộ ra một cái mỉm cười. Tôn Lam sửng sốt vài giây, theo sau trên mặt lộ ra thoải mái, cảm ơn ngươi, tỷ phu. Cùng Tôn Lam hai mẹ con ước hảo ngày mai xuất phát sau, Trương Huyền liền rời đi Ngân Châu Đại học, hắn còn có rất nhiều sự tình, muốn đi an bài. Nếu lần này cần cùng Triệu thị thị tộc chính diện cứng đối cứng, nên có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không thiếu, Trương Huyền chưa bao giờ là một cái tình địch người, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi là đối phó một cái thị tộc đâu. Toàn Hoa Hạ có bao nhiêu thị tộc, Trương Huyền không biết, nhưng hắn biết đến là, có thể truyền lưu đến nay thị tộc, tuyệt đối không đơn giản. Trương Huyền làm peace đi dò hỏi đại trưởng lão có quan hệ Triệu thị sự, đồng thời tập kết nhân thủ, đi trước Mông Tỉnh. Làm Hoa Hạ đệ tam đại tỉnh, Mông Tỉnh chiếm cứ thổ địa diện tích, đạt tới toàn bộ Hoa Hạ 1/9, có thể nói kéo dài qua hơn phân nửa cái Hoa Hạ, Trương Huyền muốn đi địa phương, ly Ngân Châu, vẫn là có chút xa. Đầu tiên là đem Quang Minh đảo sự tình an bài hảo sau, Trương Huyền lại liên hệ Bạch Trì đám người, làm cho bọn họ buông trên tay hết thảy sự tình, nhích người đi trước Mông Tỉnh. Vừa vặn lần này sự tình kết thúc, lại làm cho bọn họ phản hồi Quang Minh đảo, làm Quang Minh đảo đứng đầu chiến lực, bọn họ cũng muốn mau chóng tiến vào ngự khí cảnh mới được. Theo cùng thị tộc dần dần tiếp xúc, Trương Huyền đã ý thức được, thế giới này, không hề là chính mình trước kia tiếp xúc như vậy, có càng rộng lớn, càng thần bí một mặt, dần dần bị vạch trần, nguyên bản lấy làm tự hào thực lực, ở hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không đủ dùng. Cũng may, Trương Huyền ở có được một viên cường giả chi tâm đồng thời, cũng có được một viên kính sợ chi tâm, hắn trước nay đều không cho rằng chính mình đã thiên hạ vô địch, lúc trước vương sẽ một trận chiến, hắn liền vẫn luôn ở thăm dò khí bóng dáng. Hiện giờ tiếp xúc đồ vật, đúng là hắn cho tới nay đều ở thăm dò đồ vật. Chờ Trương Huyền về đến nhà sau, đã là buổi chiều 6 giờ, trong nhà mặt chất đống một đống đủ mọi màu sắc quần áo mới, mỗi ngày liền ngồi tại đây đôi trong quần áo. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng vẫn luôn đều lộ ra một bộ ngây ngô cười, vẫn luôn ở viện phúc lợi sinh hoạt nàng, khi nào gặp qua nhiều như vậy quần áo mới, nàng cũng không dám tin tưởng, này đó đều là của nàng. Trương Huyền mỗi lần đi viện phúc lợi, cũng đều là đưa tiền là chủ, mua quần áo này đó, đều là thôi viện trưởng đi làm. Lâm Thanh Hạm ngồi xổm này một đống quần áo giữa, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện, tròng lên mỗi ngày trên người, sau đó cấp mỗi ngày chụp ảnh. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm trên mặt kia không tự giác chảy ra tươi cười, trong lòng bị một cổ ấm áp tràn ngập, này khả năng, chính là một cái ra cảm giác đi. Lão bà, người cấp mỗi ngày mua quần áo, có phải hay không có điểm nhiều, không thể quá quán nàng. Trương Huyền đóng lại cửa phòng, thay đổi dép lê đi tới. Cỡ nào, một chút đều không nhiều lắm a.
Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, lão công, người nói, hiện tại này đó tiểu hài tử quần áo sao đều như vậy đẹp a? À? Ta không nhìn xuống, liền toàn cấp mua, xuyên mỗi ngày trên người, nhất định đều đặc biệt đẹp. Trương Huyền che chán, Lâm Thanh Hạm hiện tại, đây là điển hình sủng hoa tổng hợp chứng, nhìn đến cái gì đều tưởng cấp hài tử mua. Vậy ngươi cũng không thể mua này đó a, nàng tuổi còn nhỏ, mỗi ngày đều ở trường thân thể, tuyệt đối xuyên bất quá tới. Trương Huyền nhìn thoáng qua kia một đống quần áo, Lâm Thanh Hạm này không riêng mua mùa thu, còn có mùa đông, mùa xuân, thậm chí liền vừa mới quá xong mùa hạ quần áo, đều cấp mua. Chờ trưởng thành, liền lại càng nhiều xinh đẹp quần áo cho nàng xuyên. Lâm Thanh Hạm lại cấp mỗi ngày thay một kiện quần áo. Lão bà, hài tử không thể sủng, nàng tuổi này, đã muốn học một ít cơ bản đạo lý. Trương Huyền đi tới, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Lâm Thanh Hạm trên mặt có chút mất mát, liền không mở miệng nữa. Lão công, ta đã biết, chính là ta nhịn không được sao. Lâm Thanh Hạm chu lên cái miệng nhỏ, cùng lắm thì ta ngày mai nhẫn nhẫn, liền không mua nhiều như vậy. Ngày mai, Trương Huyền che chán, chính mình này lão bà, rốt cuộc có hay không nghe đi vào chính mình lời nói a? Chương 602, tâm lý cố vấn. Trương Huyền ở trong phòng nhìn một vòng, không có phát hiện Tần Nhu thân ảnh. Đúng rồi, Lâm Thanh Hạm mở miệng, người tìm cái kia bác sĩ tâm lý tới, đang ở cấp Tần Tổng làm tâm lý phụ đạo đâu. Lâm Thanh Hạm chỉ trên lầu. Ta đi xem, Trương Huyền gật gật đầu, chiều trên lầu đi đến, mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền nghe được trên lầu truyền đến cửa phòng tiếng vang, Tần Nhu từ một gian trong khách phòng đi ra. Trương Huyền nhìn Tần Nhu, hỏi, cảm giác thế nào? Không có gì sự a. Tần Nhu lắc lắc đầu, kỳ thật các ngươi không cần vì ta như vậy lo lắng. Trương Huyền lắc lắc đầu, Tần Nhu hiện tại tính cách biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước kia Tần Nhu, tính cách vẫn là có chút cường ngạnh, nhưng hiện tại nàng, tính cách giữa hoàn toàn không có kia mặt cường ngạnh. Trương Huyền đi lên thang lầu, buổi tối muốn ăn cái gì, hôm nay đem mỗi ngày tiếp đã trở lại, thỉnh các ngươi ăn cơm. Tần Nhu che miệng cười, nhìn mắt dưới lầu đang ngồi ở quần áo đôi thượng mỗi ngày, trong mắt xuất hiện vài phần sủng ái, ta hỏi một chút mỗi ngày đi. Tần Nhu nói, chiều dưới lầu đi đến. Trương Huyền nhìn mắt Tần Nhu bóng dáng, theo sau đẩy ra trước mặt cửa phòng. Phòng cho khách chung ngồi một người 30 tuổi tả hữu nữ nhân, trên mặt đeo một bộ kính đen, ở nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, nữ nhân này lập tức quỳ một gối xuống đất, gặp qua Sa Tăng đại nhân. Trương Huyền không để bụng vẫy vẫy tay, ra tiếng nói, Lỗ Lệ, Tần Nhu nàng thế nào? Lỗ Lệ chính là trước mặt cái này 30 đối tuổi nữ nhân, toàn cầu đứng đầu bác sĩ tâm lý. Lỗ Lệ chậm rãi đứng dậy, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tình huống có thể nói tốt, cũng có thể nói không tốt. Tần nữ sĩ tinh thần phương diện đã chịu kích thích quá lớn, muốn bằng vào chính mình khôi phục, cơ hồ là không có khả năng, cũng may loại này suy nhược tinh thần sẽ không đối nàng sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có khôi phục có thể sao? Trương Huyền hỏi. Có, hơn nữa thật sự muốn khôi phục, này quá trình cũng không phải rất khó. Lỗ Lệ gật đầu, đại nhân, sự tình lần trước, ta cũng nghe nói, Tần nữ sĩ hiện tại, là có tâm ma, muốn làm nàng hoàn toàn khôi phục biện pháp chỉ có một. Biện pháp gì? Làm cho Tần nữ sĩ mặt, đem những cái đó tra tấn quá nàng người, tất cả đều làm thịt, đương những người đó chết, Tần nữ sĩ tâm ma tự nhiên cũng liền tan. Lỗ Lệ đang nói những lời này thời điểm, không có chút nào cảm xúc dao động, này đối nàng tới nói, chính là đơn giản nói cho người bệnh một cái trị liệu phương pháp mà thôi. Trương Huyền khóe miệng một liệt, những người đó, hắn trước nay cũng chưa nghĩ muốn buông tha, làm thịt bọn họ, chỉ là sớm muộn gì sự mà thôi. Đúng rồi. Lỗ Lệ, ngươi cho ta cũng nhìn xem đi, ta gần nhất tình huống, có chút không thích hợp, luôn là dễ dàng sinh khí. Trương Huyền quơ quơ đầu, áp xuống đáy lòng vừa mới dâng lên táo bạo. Lỗ Lệ cười khổ một chút, đại nhân, ngươi chịu quá nghiêm khắc khốc tâm lý huấn luyện, ngươi tâm lý phòng tuyến, ta hoàn toàn vô pháp đột phá, chỉ sợ rất khó khởi đến hiệu quả, bất quá vẫn là có thể thử một lần, đại nhân, ngươi trước ngồi xuống. Trương Huyền dựa theo Lỗ Lệ nói, ngồi ở mép giường. Lỗ Lệ ngồi vào một chương trước bàn, trên bàn phóng có một cái ly nước, Lỗ Lệ cầm lấy một cái thiết muỗng, nhẹ nhàng, giàu có quy luật, gõ ly nước. Leng keng thanh âm vang ở Trương Huyền bên tai. Lỗ Lệ một cái tay khác, lại lấy ra một quyển sách, chậm rãi phiên, đại nhân, gần nhất nhiệt độ không khí có chút chuyển lạnh, cũng nên thêm chút quần áo, ngươi cảm thấy hôm nay thời tiết thế nào? Còn hành đi, Trương Huyền không sao cả nói.
vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa, là cái khó được hảo thời tiết đâu. Đại nhân, lúc này, ngươi từ trên giường bò dậy, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, muốn đi tiếp thê tử của ngươi tan tầm, lại chuẩn bị một hồi lãng mạn hẹn hò, kết quả mới vừa đi một nửa lộ trình, không trung đột nhiên che kín mây đen, hạ mưa to, xối ngươi vừa mới thay khô mát quần áo. Lỗ Lệ thanh âm thực nhẹ nói, như là ở giảng một cái chuyện xưa. Trương Huyền mày hơi hơi nhíu lại, không có ra tiếng. Lỗ Lệ tiếp tục một tay gõ ly nước, một tay phiên thư tịch, tiếp tục nói, ngươi tìm cái địa phương tránh mưa, lại vừa vặn đi ngang qua một chiếc xe, bắn nổi lên đại lượng nước bùn, đến trên người của ngươi, ngươi lấy ra khăn giấy, xoa trên người bùn điểm, lại bị người dẫm ổ uế ngươi tân giày, ngươi. Không cần phải nói, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, ta vô pháp lâm vào đến ngươi nói cái loại này ý cảnh giữa. Trương Huyền hơi nhíu mày chậm rãi giãn ra, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra tâm lý phòng tuyến cường đại, có đôi khi đều không phải là cái gì chuyện tốt. Lỗ Lệ gõ ly nước thanh âm đột nhiên im bặt, nàng nhìn Trương Huyền, mở miệng nói, đại nhân, đều không phải là không có một chút tác dụng, người gần nhất, có phải hay không gặp cái gì việc lạ? Như thế nào, Trương Huyền nhìn về phía Lỗ Lệ. Vừa mới ta gõ ly nước thời điểm, gõ ra tiết tấu, cùng đại nhân người bình thường hô hấp tần suất tương đồng, theo sau ta mở ra quyển sách này. Lỗ Lệ cầm lấy chính mình vẫn luôn phiên trang thư tịch, mặt trên có rất nhiều huyết tinh bạo lực hình ảnh, ở ta cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ánh mắt của ngươi sẽ theo bản năng tập trung đến này đó hình ảnh mặt trên, dù cho lấy ngươi cái kia góc độ, căn bản thấy không rõ hình ảnh thượng là cái gì, thuyết minh ngươi ở tiềm thức chung, đối này đó hình ảnh, phi thường cảm thấy hứng thú, này không phù hợp ngươi cho tới nay tính cách, theo ta được biết, đại nhân, ngươi trong lòng vẫn luôn khát vọng, là bình tĩnh sinh hoạt đi. Trương Huyền há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị ra tiếng, lại nghe Lỗ Lệ nói, theo sau, ta thử thả chậm gõ ly vách tường tần suất, cũng thay đổi một ít phong cảnh đồ ra tới, ngươi ở ngay lúc này, nhíu mày, chờ ta đem gõ tần suất gia tăng sau, hình ảnh đổi thành huyết tinh một chút, ngươi mày lại không tự giác giãn ra khai, ngươi tiềm ý nói cho ta, ngươi ở khát vọng một loại giết chóc, ngươi chán ghét bình tĩnh hết thảy, ngươi đáy lòng ở sao động. Lỗ Lệ nói đến lúc này, chậm rãi đứng dậy, đi đến Trương Huyền trước mặt. Nhìn chằm chằm Trương Huyền hai mắt, liền giống như, kia đột nhiên hạ khởi mưa to, sẽ không đối với ngươi tạo thành một chút ảnh hưởng, ngược lại sẽ làm ngươi bởi vì này hay thay đổi thời tiết mà có vẻ sung sướng, kia tiệm ngươi một thân bùn ô tô, cũng sẽ không làm ngươi cảm thấy phẫn nộ, bởi vì ngươi ở quá nghiêm khắc loại này không xác định tính, quá nghiêm khắc người khác khiêu khích, quá nghiêm khắc một cái phát thiết cơ hội. Đương một người đột nhiên giẫm ngươi một chân khi, ngươi nội tâm là vui mừng. Bởi vì này cho ngươi một cái có thể động thủ lý do, cho ngươi một cái. Lỗ Lệ những lời này, từng câu từng chữ, nói phi thường rõ ràng, nàng thanh âm càng lúc càng lớn. Cho ngươi một cái, làm ngươi thấy rõ chính mình, phóng thích chính mình cơ hội, ngươi, khát vọng huyết tinh cùng giết chóc. Đường giết chóc hai chữ rơi xuống sau, Lỗ Lệ bỗng nhiên một chân bước ra, ở Trương Huyền chân mặt bên thật mạnh một dậm, thật giống như cố tình muốn đi dẫm Trương Huyền chân giống nhau. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia Trương Huyền, tại đây một khắc, đột nhiên động thủ, hắn bỗng nhiên duỗi tay chiều Lỗ Lệ cổ chộp tới, theo sau hung hăng nhéo Lỗ Lệ cổ, đem Lỗ Lệ để đến góc tường. Chương 603, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Bị Trương Huyền như vậy đột nhiên nắm yết hầu, làm Lỗ Lệ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh tím, nàng gian nan đong đưa cánh tay, làm di động truyền phát tin một trận chói tai tiếng chuông. Đường này tiếng chuông vang lên nháy mắt. Trương Huyền trên tay buông lỏng. Hô, hô, Lỗ Lệ duỗi tay vỗ ngực, mồm to thở dốc. Ta, Trương Huyền thấy được Lỗ Lệ trên cổ vết đỏ, lại nhìn nhìn chính mình đôi tay, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, hắn cũng không biết sao lại thế này, liền đối Lỗ Lệ động thủ. Cảnh tượng như vậy, thật giống như chính mình mới vừa trở lại Lâm Thị ngày đó, hét to những phóng viên này khi giống nhau, hoàn toàn không chịu khống chế, theo đầu óc một phát nhiệt, tự nhiên mà vậy liền làm ra tới. Xin lỗi, Trương Huyền hướng Lỗ Lệ thấp giọng nói. Lỗ Lệ không sao cả lắc lắc đầu, đại nhân, vừa mới ta ý đồ cố ý chọc giận, người so với ta trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng tức giận, chỉ sợ, người muốn tìm ta lão sư cho ngươi xem nhìn. Trương Huyền cười khổ một chút, lão gia hỏa kia, chỉ sợ không muốn cho ta xem. Lỗ Lệ lão sư, đồng thời cũng là Chessia lão sư, lúc trước Lỗ Lệ lão sư từng cấp Trương Huyền nói một ít việc, khi đó Trương Huyền cũng coi như là niên thiếu khinh cuồng, có chút tự đại thành phần ở bên trong, hoàn toàn không tin Lỗ Lệ lão sư nói đổ vật, còn cùng đối phương xảo một trận. Nhưng hiện tại ngẫm lại, Trương Huyền phát hiện,
Lỗ Lệ lão sư nói, không nhất định là giả, chỉ là chính mình lúc trước nhận chi quá ngắn thiển mà thôi. Lúc trước Lỗ Lệ lão sư từng cấp Trương Huyền giảng quá một cái tinh thần phân liệt trường hợp, mình xác nói cho Trương Huyền, tinh thần phân liệt người bệnh, liền tương đương với nhất thể cùng tồn tại, một cái tinh thần nhỏ yếu, một cái khác tinh thần liền sẽ cường đại, mỗi người, đều có tốt đẹp một mặt, cùng hắc ám một mặt, nếu khoa học kỹ thuật đủ cường đại, có thể làm được hoàn mỹ clone, thậm chí có thể làm hai người kia hoàn toàn tách ra. Lúc ấy Trương Huyền, đối Lỗ Lệ lão sư giảng loại này cùng loại đồ vật, khinh thường nhìn lại. Lỗ Lệ nghe Trương Huyền nói như vậy, cũng là tỏ vẻ bất đắc dĩ, lão sư tính tình, vẫn luôn đều cổ quái thực, nắm lấy không ra, nói không chừng hắn đã không nhớ rõ phía trước phát sinh sự đâu. Ai, có cơ hội, liền tìm hắn đi hỏi một chút đi. Trương Huyền thở dài, cơm chiều điểm, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Không được, Lỗ Lệ vẫy vẫy tay, đại nhân, người biết đến, lão sư thích an bài một ít nhiệm vụ, nếu không thể kịp thời hoàn thành, hắn lão nhân ra lửa giận, ta nhưng không chịu nổi. Lần này, phiền toái ngươi. Hai người rời đi khách phục, Lỗ Lệ cùng Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu cáo từ sau, liền rời đi. Trương Huyền tắc mang theo hai đại một tiểu tam cái nữ nhân, đi ra ngoài tìm ra nhà ăn, xem như cấp mỗi ngày làm một cái đón gió nghi thức. Cơm gian, Trương Huyền cấp Lâm Thanh Hạm nói một chút chính mình ngày mai muốn đi Mông Tỉnh sự. Lại đi. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu hai người, cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Trương Huyền, trong miệng ra tiếng. Theo sau Tần Nhu ý thức được chính mình giống như có điểm kích động, thấp hèn đầu, không nói chuyện nữa. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, có một số việc muốn đi xử lý. Đối với Trương Huyền sự, Lâm Thanh Hạm cũng không hỏi nhiều, nàng biết Trương Huyền thân phận, minh bạch một chút sự tình, là chính mình loại này tiểu nữ nhân vô pháp tiếp xúc, hắn có hắn thế lực, có hắn trách nhiệm. Có rất nhiều người, muốn xem hắn tới đi trước. Lâm Thanh Hạm trước nay không nghĩ tới muốn đem Trương Huyền trói chặt ở chính mình bên người, tuy rằng nàng thừa nhận, ở Trương Huyền rời đi nhật tử, nàng trong lòng tưởng niệm một chút đều không ít, nhưng muốn nói làm Trương Huyền vĩnh viễn đều bồi ở chính mình bên người, kia cũng không hiện thực, một người nam nhân, sẽ có chính hắn sự nghiệp, có hắn phải làm sự, càng đừng nói Trương Huyền như vậy thân phận. Lần này cần bao lâu trở về, gần nhất thời tiết không tồi. Muốn mang mỗi ngày đi ra ngoài chơi một chuyến, người nói như thế nào cũng là đương ba ba, tổng không thể không đi thôi. Lâm Thanh Hạm hỏi. Trương Huyền suy nghĩ một chút, nói, hẳn là nếu không bao lâu thời gian, một vòng đi. Triệu gia người kia, hôm nay đã là ngày thứ tư, nhất vãn ngày kia, việc này liền phải làm, sẽ không hao phí quá dài thời gian. Hảo, vậy chờ ngươi trở về. Lâm Thanh Hạm giơ lên chén rượu. Ngồi ở một bên mỗi ngày. Cũng ra dáng ra hình dơ lên chính mình ly nước, muốn cùng Trương Huyền chạm cốc. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, trong nhà còn có người chờ chính mình như thế nào bỏ được rời đi quá dài thời gian đâu. Cơm chiều kết thúc, mấy người trở về đến nhà chung, mỗi ngày chết sống ôm Tần Nhu, muốn cùng Tần Nhu cùng nhau ngủ. Lâm Thanh Hạm bất đắc dĩ cười, nàng còn tưởng rằng chính mình ngày này cùng mỗi ngày quan hệ đã không tồi đâu, nói thanh tiểu bạch nhãn lang sau, chính mình về phòng. Trương Huyền trở lại chính mình phòng ngủ, hắn không có gì đồ vật sửa sang lại, nghĩ nghĩ, đem tương lai cho chính mình chuẩn bị dư lại hai chi dược tề trang hảo, này hai chỉ thiên lam sắc dược tề giữa, chịu tải thật lớn năng lượng. Màn đêm buông xuống thâm sau, Trương Huyền lặng lẽ rời đi ra, nhỏ giọng đóng lại cửa phòng. Trương Huyền rời đi sau một giây, Lâm Thanh Hạm nơi giữa phòng ngủ, bức màn mở ra một cái tế phùng, Lâm Thanh Hạm đứng ở bức màn phía sau. Nhìn Trương Huyền dần dần đi xa bóng dáng, trong mắt xuất hiện một mạt lo lắng. Tuy rằng Trương Huyền là địa ngục quân vương, tuy rằng hắn bị nhân xưng làm trên thế giới mạnh nhất nam nhân, nhưng hắn đối mặt địch nhân, lại sao là cái gì bình thường nhân vật. Ngày đó ở Quang Minh Đảo, không trung xoay quanh vô số chiến cơ một màn, còn hiện lên ở Lâm Thanh Hạm trong lòng. Trương Huyền mỗi một lần ra xa nhà, nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lo lắng, một chút đều không ít, cho nên đương Trương Huyền đi ra ngoài làm việc thời điểm. Nàng trước nay đều sẽ không đi chủ động liên hệ Trương Huyền. Sợ Trương Huyền phân tâm, chẳng sợ Trương Huyền liên hệ nàng thời điểm, nàng cũng sẽ lấy vội lấy cớ, giảm bớt chính mình cùng Trương Huyền liên hệ, lẳng lặng chờ Trương Huyền trở về. Trương Huyền rời đi ra sau, trực tiếp đi trước sân bay, hắn cũng không tính toán cùng Tôn Lam hai mẹ con cùng đi, nếu đối phương thật là Triệu Thị thị tộc nói, như vậy Tôn Lam này dọc theo đường đi, tự nhiên sẽ bị người theo dõi, Trương Huyền chuẩn bị dẫn đầu một bước đi trước Mông Tỉnh. Tự mình nhìn xem nơi đó tình huống. Một trận phi cơ trực thăng, đã sớm ở sân bay chờ đợi Trương Huyền.
Trương Huyền thượng phi cơ sau, trực tiếp hướng phòng điều khiển đi. Lão đại, lần này cái gì đại nhiệm vụ a? Phi cơ điều khiển vị thượng, Bạch Trì ngậm một cây xì gà, nhàn nhã dựa vào nơi này. Nghe nói qua thị tộc sao? Trương Huyền ngồi ở Bạch Trì bên cạnh, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Thị tộc, Bạch Trì mày một chút nhăn lại tới, lão đại, chúng ta lần này, là muốn cùng thị tộc đánh nhau. Ngươi nghe nói qua, Trương Huyền có chút ngoài ý muốn. Ân, Bạch Trì gật đầu, lão đại, chúng ta thủ lăng nhất tộc, chính là thị tộc a. Trương Huyền một phách chán, chính mình nghĩ mọi cách hiểu biết thị tộc, đi đường thị thời điểm, lại diễn kịch lại làm gì, kết quả không nghĩ tới, chính mình bên người, liền có cái thị tộc người. Lão đại, Alex cho ta nói, ngươi an bài một đám họ Đường đi trên đảo, sẽ không chính là đường thị người đi. Bạch Trì nhìn Trương Huyền, hỏi. Đúng vậy, chính là bọn họ. Trương Huyền gật đầu, nhìn dáng vẻ, này Bạch Trì, đối thị tộc còn rất hiểu biết. Dựa, lão đại, đường thị hiện tại xếp hạng nhất dựa sau, phỏng chừng đều mau ngã ra thứ 15, phỏng chừng lại quá mấy năm, liên thị tộc tư cách đều không có. Trương Huyền ở Bạch Trì lời nói xuôi tai tới rồi một tia khinh thường, hắn hỏi, vậy còn ngươi, các ngươi thủ lăng nhất tộc, bài đệ mấy? 39A, Bạch Trì thực tự nhiên trả lời. Chương 604, Cửu cung bát quái thành. Bạch Trì này một câu 39, làm Trương Huyền có chút vô ngữ, hắn còn tưởng rằng Bạch Trì có thể nói ra cái gì cao danh thứ đâu, đối đường thị 15 tỏ vẻ khinh thường, chính mình ra là thứ 39 tên. Bạch Trì xem đã hiểu Trương Huyền biểu tình, không thèm để ý vẫy vẫy tay, lão đại, đối với thị tộc thứ này, ta đều không bỏ trong lòng, nhà ta lão nhân kia cũng không sao quản, có gì sự tình, cũng đều không cho ta nói, ngay cả này thị tộc, cũng là lần trước Quang Minh đảo ra chuyện đó sau, ta đi hỏi hắn gì là khí, hắn mới hé răng. Trương Huyền nghĩ đến Bạch Trì kia lão cha tính cách cùng thân phận, lắc lắc đầu, nói, hành đi, người đối thị tộc hiểu biết nhiều ít. Bạch Trì suy nghĩ một chút, trả lời nói, không nhiều lắm, liền biết một ít cơ bản tin tức, hiện tại có thể bài thượng hào thị tộc, tổng cộng có 15 cái, đường thị lót đế, lũng tây lý thị mạnh nhất, bất quá rốt cuộc mạnh như thế nào, cha ta cũng chưa nói. Kia mông tỉnh cái kia triệu thị thị tộc đâu? Trương Huyền lại hỏi. Triệu thị, hình như là bài thứ 13 đi, so với kia cái đường thị cường một chút, bất quá cụ thể là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Người biết đến, chúng ta thủ lăng nhất tộc, nhân số quá ít, hơn nữa chú ý điểm cũng không ở phương diện này, bằng không lấy ta lão tử kia thực lực, sao cũng không có khả năng mới bài thứ 39A. Bạch Trì thao túng phi cơ trực thăng đóng lại cửa khoang, bắt đầu lên không. Trương Huyền tính minh bạch. Bạch Trì tiểu tử này, cũng là gì cũng đều không hiểu, liền nghe hắn cha nói vài câu mà thôi, tưởng nháo rõ ràng, còn phải dựa vào chính mình. Mông tỉnh địa vực cực đại, cùng Ngân Châu nhất tiếp cận địa phương, lái xe bất quá hơn một giờ là có thể đến, mà khoảng cách xa nhất địa phương, phi cơ trực thăng đều đến mấy cái giờ. Về Triệu Gia huyện nơi vị trí, Trương Huyền đã từ Tôn Lam mẹ kế kia hỏi thanh, thẳng đến nơi đó mà đi. Mông tỉnh nhiệt độ không khí, so Ngân Châu muốn cao một ít. Ở rạng sáng 5 giờ thời điểm, Trương Huyền cùng Bạch Trì, tới mục đích địa, bọn họ cũng không có trực tiếp đến Triệu Gia huyện, mà là ở khoảng cách huyện thành 100 km tả hữu địa phương rớt xuống. Nơi này có một cái thật lớn sân bay, có một người, đã tại đây chờ, là một người 30 tuổi tả hữu nam nhân, ăn mặc một thân Âu phục, mang một bộ tơ vàng mắt kính, nhìn qua cho người ta một loại thực văn nhã cảm giác. Đương Trương Huyền cùng Bạch Trì đi xuống phi cơ nháy mắt, trung niên nam nhân quỳ một gối xuống đất. Đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, Bình Thiên Hạo, gặp qua Ngô Vương, gặp qua người Đồ đại nhân. Trương Huyền cùng Bạch Trì thống nhất thu hồi ở trên phi cơ khi vui cười bộ dáng, Trương Huyền hướng tên là Bình Thiên Hạo trung niên nam nhân gật gật đầu, người đến thế nào? Bình Thiên Hạo quỳ một gối ở nơi đó, cúi đầu trả lời nói, hồi Ngô Vương, đã đến nhân số 1764 người, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể nhích người. Trương Huyền bước chân đi trước, không có dừng lại. Vừa đi vừa hỏi, Triệu Gia huyện đâu, tình huống như thế nào? Bạch Trì đi theo Trương Huyền phía sau, từ Bình Thiên Hạo bên người đi qua. Đương Trương Huyền cùng Bạch Trì đi ra 3 mét sau, Bình Thiên Hạo mới đứng dậy, cúi đầu đi theo Trương Huyền phía sau, theo này mấy cái giờ thu thập đến tình báo, Triệu Gia huyện, thường trú dân cư 73.862 người, trong đó họ Triệu chiếm một thành, huyện nội nổi danh xí nghiệp, toàn bộ đều từ một cái gia tộc tới trưởng quản. Trong đó có một nhà bao gồm từ nhà trẻ bắt đầu mãi cho đến cao trung giáo dục cơ cấu, từ Triệu thị toàn ngạch đầu tư, bên trong học sinh, chỉ có họ Triệu,
bất quá Triệu thị người cầm lái. Cơ hồ sẽ không như thế nào lộ diện. Quần cư, không cùng ngoại giới tiếp xúc, xem ra, chính là thị tộc không thể nghi ngờ a. Trương Huyền trong lòng có khẳng định. Thị tộc, nói đến thần bí, nhưng cũng đều không phải là tuyệt đối tiếp xúc không đến, thế giới liền lớn như vậy, Hoa Hạ liền lớn như vậy, có thể trụ người địa phương, toàn bộ bị khai phá ra tới, muốn hoàn toàn ngăn cách với thế nhân, nói dễ hơn làm, Đường thị nguyên bản trụ kia chỗ nơi hiểm yếu, toàn bộ Hoa Hạ lại có bao nhiêu, hơn nữa, lại có bao nhiêu người, có thể thật sự làm được Đường thị như vậy, không cùng ngoại giới tiếp xúc, trong đó chua xót tịch mịch, không phải ai đều có thể thừa nhận. An bài một chiếc xe, cùng ta đi xem, Trương Huyền phân phó nói. Minh Bạch, Bình Thiên Hạo cung kính trả lời. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, nơi này thiên, so Ngân Châu lượng sớm hơn, một chiếc bình thường sản phẩm trong nước xe hơi, chậm rãi xử vào Triệu Gia huyện. Cái này huyện thành, từ mặt ngoài nhìn qua, cùng Lạc Hà so sánh với, không có gì không giống nhau, mọi người mỗi ngày bình thường đi làm tan tầm, bán hàng rong ở ven đường thét to, người thường ai cũng sẽ không nghĩ đến. Tại đây huyện thành sau lưng, có một cái khủng bố thị tộc. Trương Huyền cùng Bạch Trì ngồi ở chiếc xe ghế sau, đánh giá này tòa huyện thành, tìm có cái gì không giống nhau địa phương. Lái xe tài xế, chính là ở sân bay nghênh đón Trương Huyền hai người Bình Thiên Hạo, hắn là Quang Minh Đảo ở cái này địa phương người phụ trách, đóng quân phòng làm việc. Mỗi một cái phòng làm việc người phụ trách, đều có mạnh mẽ vô cùng thực lực, bọn họ am hiểu các loại lĩnh vực, ám sát, vật lộn, cách đấu, bạo phá, mỗi người. Đều là tinh anh trong tinh anh, ở về hưu sau, bọn họ có thể như nguyện đi trước Quang Minh Đảo, ở tại kia phiến thánh địa, bọn họ hậu bối, cũng sẽ đã chịu bọn họ phúc trạch, đã chịu Quang Minh Đảo phù hộ. Lão đại, này đó kiến trúc, nhìn là có chút không thích hợp a. Bạch Trì nhíu mày, thông qua này một hồi quan sát, hắn tổng cảm giác có chút nói không nên lời quỷ gì. Bình Thiên Hạo, này huyện thành kiến trúc công ty, đều là họ Triệu dắt đầu sao. Trương Huyền không có trả lời Bạch Trì nói. Mà là hỏi hướng lái xe người. Đúng vậy, Bình Thiên Hạo gật đầu, cả tòa huyện thành sở hữu cao tầng, từ phía chính phủ đến dân xí, đều họ Triệu. Vậy có thể nói thông, Trương Huyền mỉm cười gật gật đầu. Thuyết phục gì a lão đại, Bạch Trì vẻ mặt nghi hoặc. Quy hoạch, Trương Huyền duỗi tay, chỉ ngoài cửa sổ xe một tòa nhà lớn, đem xe đình này đi, chúng ta đi lên nhìn xem. Trương Huyền hiện tại sở chỉ cái này cao ốc, là bên trong thành một cái tiêu chí tính kiến trúc. Này độ cao ở toàn bộ huyện thành có thể bài tiền tam. Bình Thiên Hạo đem xe đình hảo, ba người cùng nhau đi vào cao ốc, đường đi vào cao ốc đỉnh chóp thời điểm, có thể nhìn ra xa toàn bộ Triệu Gia huyện. Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, ta trước kia từng bị buộc xem qua một ít cửu cung bát quái, vừa mới vào thành thời điểm, liền cảm giác có chút kỳ quái, toàn bộ huyện thành nhất bên ngoài kiến trúc, đều hiện ra tương đồng quy luật, sử huyện thành bên ngoài trình một cái góc cạnh. Đường phố cũng không phải phần lớn thành thị như vậy, trình tỉnh điền tự, mà là một vòng bộ một vòng, mỗi hoàn giữa, có mấy chỗ tương liên địa phương. Bạch Trì đứng ở Trương Huyền bên cạnh người, quan sát toàn bộ huyện thành, này Triệu Gia huyện, từ trên cao xem, hoàn toàn chính là một cái bát quái đồ. Đem bát quái trung càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung chín phần chia đều, toàn bộ thiết vì một đám khu vực. Đem toàn bộ huyện thành kiến thành bát quái bộ dáng, này muốn nhiều quỷ dị, có bao nhiêu quỷ dị, Bạch Trì hít sâu một hơi, lão đại, ngươi nói, họ Triệu chính là muốn làm gì? Không biết, này đó từ xưa lưu truyền tới nay thế lực, tất cả đều thần thần thao thao, nhà ngươi lão nhân không phải cái kia bộ dáng sao, trước nhìn xem đi. Trương Huyền âm thầm đem này huyện thành bố cục, nhớ xuống dưới. Chương 605, một phần lễ vật. Triệu Gia huyện. Một cái tọa lạc ở huyện thành bên cạnh trong đại viện, một người hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, ngồi ở trong viện một cây lão dưới tảng cây, phao ly trà nóng. Chén trà chậm rãi bốc lên khí sương mù. Trung niên nam nhân nâng chung trà lên, chậm rãi mở miệng, xuất hiện đi, các hạ lặng yên không một tiếng động tiếp cận nơi này, nghĩ đến cũng không phải kẻ yếu. Khanh khách, Triệu tộc trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Một đạo cười duyên thanh, ở trung niên nam nhân bên tai vang lên. Bất quá cười duyên thanh chủ nhân, cũng không có lộ diện. Trung niên nam nhân đối với chén trà nhẹ nhàng thổi khí, theo sau uống xong một ngụm, nói, các hạ hẳn là không phải tới chúng ta Triệu thị làm khách. Triệu tộc trưởng, ta tới này, là tưởng cùng Triệu thị giao cái bằng hữu. Như vậy lén lút, cũng không phải là giao bằng hữu phương pháp. Trung niên nam nhân buông chén trà. Triệu tộc trưởng, ta là mang theo lễ vật tới, ngươi nói như vậy,
chính là làm ta phi thường thương tâm đâu. Một đạo hàn quang, đột nhiên từ tường viện hướng ngoại trung niên nam nhân bắn nhanh mà đến, trung niên nam nhân khẽ cười một tiếng, thân mình hơi hơi nhoáng lên, liền tránh thoát này đạo hàn mang, là một phen đoản chùy. Triệu tộc trưởng, lễ vật ta lưu lại lạc, người hảo hảo hưởng thụ đi, ấm áp nhắc nhở, có người đã tới rồi nga. Sân ngoại thanh âm dần dần phiêu xa. Mà trung niên nam nhân ánh mắt, tắc tập trung ở chính mình dưới chân, giờ phút này, ở hắn dưới chân, phóng một cái bao vây, này bao vây như thế nào xuất hiện, hắn liền xem đều không có thấy rõ, liền ở chính mình vừa mới né tránh kia đem đoản chùy nháy mắt, bị người phóng tới nơi này. Trung niên nam nhân hít hà một hơi, nếu nói, đối phương vừa mới không phải tới đưa bao vây, mà là muốn chính mình mệnh, kia sẽ là một cái như thế nào kết quả. Trung niên nam nhân cầm lấy bao vây, chậm rãi mở ra, đường bao vây mở ra nháy mắt, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này bao vây chung, rõ ràng là một viên đầu, một viên hoàn toàn không có huyết sắc đầu, thậm chí gương mặt cơ bắp đều đã sụp xuống, nhưng trung niên nam nhân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra này viên đầu chủ nhân. Đây là Triệu thị một cái chi nhánh ngoại viên, khoảng thời gian trước hồi tộc thời điểm, chính mình còn gặp qua, đối phương nói chuẩn bị linh dược thiết bị thạch hộc, hy vọng có thể trở lại trong tộc, nhưng hiện tại, thế nhưng bị giết. Là ai? Trung niên nam nhân gắt gao niết quyền, mặc kệ có phải hay không ngoại viên, như thế nào đều là Triệu thị người, là ai giám sát, Triệu thị người. Thị tộc, tuy rằng không lộ mặt, nhưng bọn hắn trong lòng ngạo khí, lại là cường với mỗi người, hiện tại trong tộc có người bị giết, có thể nào không giận. Trung niên nam nhân lại chú ý tới, ở bao vây nội, còn phóng một cái DV, hắn cầm lấy DV, ở mở ra DV nháy mắt, màn hình một đoạn ghi hình, liền truyền phát tin lên. Nếu biết ta là Triệu thị thị tộc người, ngươi lại tưởng như thế nào, tưởng cùng chúng ta Triệu thị thị tộc khai chiến sao? Triệu thị thị tộc thì thế nào? Sớm muộn gì, ta muốn chôn kia lũng tây lý thị, các ngươi Triệu thị, liền trước tiên chôn đi, động thủ. Ghi hình chung một màn, đúng là ngày đó phát sinh ở Ngân Châu công nghiệp viên khu một màn. Trung niên nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm ghi hình chung kia nói tuổi trẻ thân ảnh, bóp nát trong tay DV, hét lớn một tiếng, diệt ta Triệu thị. Sóng giạc, trung niên nam nhân lại nghĩ đến vừa mới kia nói giọng nữ, đối phương nói, có người đã tới rồi, đều thành là ghi hình chung người này. Người tới, trung niên nam nhân ngồi ở trong sân, hét lớn một tiếng, trong nhà tiến tặc, đi bắt tặc. Cùng thời gian, Trương Huyền ba người đi ra kia tòa nhà lớn. Lão đại, bước tiếp theo như thế nào làm? Bạch Trì đi theo Trương Huyền bên người, hỏi. Bạch Trì người này, ở đơn độc chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Là phi thường có chủ kiến, bất quá khi cùng Trương Huyền ở một khối sau, hắn liền sẽ hết thảy lấy Trương Huyền là chủ đạo, đây cũng là Quang Minh đảo còn lại mấy đại vương giả bệnh chung, đều thói quen tính đi nghe theo Trương Huyền mệnh lệnh. Tìm một chỗ lấp đầy bụng, lại nghĩ cách tiếp xúc mấy cái Triệu thị người, ta phải nhìn xem, Triệu thị cái này thị tộc, là cái dạng gì. Trương Huyền nói, hắn lại nghĩ tới phía trước Lý Gia Thôn những người đó, có thể nói là bá đạo ngang ngược tới rồi cực điểm. Ba người tìm một nhà nhìn qua còn tính không tồi bữa sáng cửa hàng, Bình Thiên Hạo rất có ánh mắt đi tuốt đàng trước mặt, đem bữa sáng cửa hàng đại môn kéo ra. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị vào cửa thời điểm, nghênh diện đi ra hai người, một nam một nữ, nhìn qua đều bất quá 22-23 tuổi. Trong đó tên kia nam tính theo Bình Thiên Hạo kéo ra môn liền đi ra, lúc này Trương Huyền cũng đã đứng ở cửa, thanh niên vẻ mặt không kiên nhẫn xô đẩy một phen Trương Huyền, lăn một bên đi, chó ngoan không cản đường. Thanh niên này đẩy, tự nhiên là đẩy bất động Trương Huyền, ngược lại chính mình về phía sau lui hai bước. Ngươi hắn sao, thanh niên trên mặt lộ ra một mặt nan kham, há mồm liền mắng, theo sau giương tay chiều Trương Huyền trên mặt đánh tới. Một bên Bình Thiên Hạo trực tiếp cất bước tiến lên, bắt lấy thanh niên thủ đoạn, mắt lạnh trừng mắt thanh niên. Thanh niên trên tay dùng sức, tránh vài cái, cũng chưa tránh ra Bình Thiên Hạo tay, trong miệng mắng, bốn mắt, ngươi hắn sao là thứ gì, cấp lão tử cút ngay. Trợn to người mắt chó, lão tử chính là Triệu gia người. Triệu gia, Bình Thiên Hạo trong mắt mang theo khinh thường, ở hắn trong mắt, trên thế giới này vương, chỉ có một. Trương Huyền ánh mắt vừa động, hướng Bình Thiên Hạo lắc lắc đầu, buông ra đi. Bình Thiên Hạo trên tay lực lượng thả lỏng, thanh niên một tay đem chính mình cánh tay rút ra. Xin lỗi, không chú ý tới là Triệu gia thiếu gia, người trước. Trương Huyền mặt mang mỉm cười, cấp thanh niên nhường ra một con đường. Thanh niên thấy Trương Huyền nhận túng, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, vươn tay có chứa vũ nhục tính vỗ vỗ Bình Thiên Hạo mặt, bốn mắt, về sau hắn sao đem đôi mắt đánh bóng,
không phải người nào, người đều có thể chọc. Thanh niên nói xong, ngẩng đầu đi ra môn, nàng bên cạnh tên kia nữ tính, đồng dạng ngạo nghễ đi theo thanh niên phía sau, đi ra bữa sáng cửa hàng. Chờ này một nam một nữ rời đi sau, Trương Huyền hướng Bình Thiên Hạo nói, tìm người điều tra một chút thân phận của hắn. Minh bạch, Bình Thiên Hạo gật đầu. Một đốn bữa sáng còn không có kết thúc, về vừa mới cái kia thanh niên thân phận, cũng đã điều tra ra tới. Táp Hủ Giải Trí Thành lão bản nhi tử, liền vừa mới chúng ta đi ngang qua cái kia khu trò chơi điện tử. Trương Huyền hồi ức một chút, vừa mới ở đánh giá cái này huyện thành thời điểm, hắn còn thấy được cái kia Táp Hủ Giải Trí Thành, diện tích không lớn, chính là một cái bình thường khu trò chơi. Đúng vậy, Bình Thiên Hạo gật đầu, kia thanh niên tên là Triệu Toại, chỉ là Triệu gia một cái thực bình thường thành viên. Có một cái đệ đệ, bất quá mấy ngày hôm trước đã chết. Bình Thiên Hạo nói, mang cho Trương Huyền rất nhiều tin tức, một cái Triệu gia bình thường thành viên, tại đây huyện thành, liền kiêu ngạo thành dáng vẻ này, hơn nữa nói thẳng chính mình là Triệu gia người, nhìn dáng vẻ, Triệu gia tại đây huyện thành thế lực, đại dọa người a. Liền từ nhất lưu phía chính phủ đến dân xí, tại đây tòa thành, Triệu gia nói là một tay che trời cũng không quá. Xem vừa mới cái kia thanh niên biểu hiện, hiển nhiên kiêu ngạo cũng không phải một ngày hai ngày. Đại nhân, vừa mới vì cái gì không trực tiếp, Bình Thiên Hạo làm một cái giơ tay chém xuống tư thế.